Hoàng Gia Gia ơi, sau này Hùng Anh lớn lên, cũng muốn giống Hoàng Gia Gia, đi đi hành khắp nơi. Cháu trai ngoan, ông nhớ con lắm. Sao con lại bỏ ông mà đi sớm thế này? Xin không đến Đại Minh đã một năm rồi. Từ ngày nhận được cậu em trai ngoan ngoãn này, cuộc sống ngày càng có hy vọng. Vừa làm lính, lại còn cứ đổ được hoa khôi trong làng. Lão tặc kia, khuyên ngươi nên ngoan ngoãn hợp tác. Tên nhóc, ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám bắt ta, ngươi có mấy cái mạng? Nhìn cho kỹ đây, lão tặc, kẻ trên kia có phải là ngươi không? Tên khốn kiếp nào vậy thế này? Dám cả gan đem hình của ta dán khắp nơi, làm thành cáo thị treo thưởng. Thật to gan, đừng để ta tóm được. Nếu không cả chín họ nhà ngươi đều phải trầu trời. Ngươi hồn nào quá. Hai nhân dẫn Trung Nguyên Trương nhanh chóng trở về làng Tô gia. Cậu em trai nhặt được đã đứng đợi ở cửa từ lâu. Ông già, ông đi nhanh lên chút được không? Em trai tôi còn đang đợi tôi về mừng sinh nhật đấy. Anh về rồi. Lúc Trung Nguyên Chương nhìn thấy hạ anh chạy tới, ông vô cùng kích động, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Cháu trai ngoan của ta, chẳng lẽ cháu trai ta chưa chết? Không thể nào, trên đời này làm gì có chuyện người giống người như đúc, nhưng mà giọng nói cũng giống hệt. Hôm nay năm ngoái, chính là ngày ta nhận được em ở Trung Sơn. Nhóc con, dưới trời mưa to như thế mà vẫn sống sót thần kỳ. Hôm nay nhất định phải ăn mừng thật linh đình. Hôm nay năm ngoái, nhận được ở Trung Sơn dưới trời mưa to. Hôm nay là ngày giỗ đầu của Chu Hùng Anh. Thật sự là cháu trai ta. Anh Hà Nhân, đây là ai vậy? Anh, nhà mình sắp giàu to rồi. Anh Hà Nhân, anh giỏi quá. Đi, về nhà thôi. Đây chính là nối tiền biết đi đấy. Hai anh em đều vô cùng phấn khích. Ánh mắt nhìn Chu Nguyên Chương, không còn là nhìn một con người nữa, mà là nhìn thấy cả đống bạc trắng. Truyền lệnh cho toàn bộ cẩm y vệ đi tìm cho ta. Hãy có tin tức gì về bệ hạ, lập tức vào báo ngay. Nếu không có tin tức, thì cạo đầu rồi hãy vào gặp ta. Bần đại nhân, chúng tôi tìm thấy thứ này ở huyện Thượng Nguyên. Đi, đến huyện Thượng Nguyên. Anh, sao ban ngày ban mặt mà cũng phải tắm vậy? Hôm nay là sinh nhật em, phải tắm rửa sạch sẽ để chào đón cuộc sống mới. Đây là phong tục ở quê anh. Quê anh á? Lúc Trung Nguyên Chương nhìn thấy vết bớt sau lưng qua khe cửa, ông gần như chắc chắn người này chính là Chu Hùng Anh. Giọt nước mắt tuôn rơi. Cháu trai ngoan của ta, thật sự là con vẫn còn sống. Anh, sao ngày sinh thần lại phải tắm gội vậy? Thân thể tóc tai đều là do cha mẹ ban cho. Chúng ta đến thế gian này trong sạch, ngày sinh thần cũng phải sạch sẽ, để báo đáp ơn đức cha mẹ. Nhưng mà anh, chúng ta đều không có cha mẹ mà. Cháu trai ngoan của ta, con đã phải chịu khổ bên ngoài rồi. Người này thật hiếu thảo, có vẻ không phải người xấu. Em nhớ kỹ này, sống trên đời không được quên ơn cha mẹ. Dù em có thất lạc, anh nhất định sẽ tìm được cha mẹ ruột cho em. Có anh, em không phải lo. Anh em mình mãi mãi không xa rời. Tình nghĩa anh em sâu đậm thế này, chứng tỏ người thanh niên kia không bạc đãi cháu ta. Ta là người sống biết ơn. Ngươi đối xử tốt với cháu ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Phong quan tước, ban thưởng hậu hĩnh, cho ngươi vinh hoa phú quý cả đời. Anh có ước nguyện gì không? Anh muốn trở thành người văn võ song toàn, đứng đầu bách quan, nắm giữ thiên hạ, để bách tính không còn ai phải chịu cảnh lầm than, để triều đình không còn kẻ xu nịnh, chỉ có hoa nhài thơm ngát, một lá cờ Đại Minh tung bay trên mọi ngọn núi, dòng sông. Trung Nguyên Chương đã qua cái tuổi nghe những lời sáo rỗng, nhưng hôm nay khi Hà Nhân nói ra những lời này, ông như nhìn thấy người thanh niên này tỏa ra ánh hào quang. Ông thậm chí còn có cảm giác ông tin rằng thanh niên này có thể thực hiện được những gì mình nói. Nhân tài, chàng trai này nhất định là nhân tài. Anh nói hay quá. Hạ anh còn em có ước nguyện gì? Ước nguyện của em là giúp anh thực hiện ước nguyện. Hôm nay tiên sinh dạy chúng ta rằng cai trị thiên hạ phải lấy nhân trị làm đầu. Em thấy không đúng. Sao em lại thấy không đúng? Anh đã nói Đại Minh ta đang thi hành chính sách ngoài nho, chống pháp. Vậy thì phải lấy pháp trị quốc mới đúng chứ. Lời tiên sinh nói có chỗ sai rồi. Lời em nói đúng, lời tiên sinh cũng đúng, nhưng cũng đều không đúng. Hiện nay hoàng quyền tập trung, trị quốc dựa cả vào một tay hoàng đế, nên phải từ nhân trị đơn giản chuyển sang pháp trị, rồi mới đến thuật trị quốc của bậc đế vương. Mà thuật trị quốc của bậc đế vương không gì khác ngoài ba điểm. Thứ nhất là cân bằng an nguy. Trung Nguyên Chương kinh ngạc nghe hai anh em trò chuyện. Đây mà là chuyện hai đứa trẻ nhà quê bàn luận sao? Ở cái tuổi này, chúng nó không phải nên bàn xem nặn đất sét thế nào cho đẹp hay sao? Trong lòng ông bỗng dâng lên cảm giác vô cùng yêu mến Hà Nhân. Hà Nhân này rất hợp với cháu trai ta. Hơn nữa, lại còn có tướng mạo hơn người. Đây chẳng phải là cánh tay phải đắc lực của cháu trai ta sau này sao? Tốt. Rất tốt. Huyện lệnh huyện Thượng Nguyên, các sơn lâm, bài kiến chỉ huy sứ đại nhân. Bản cáo thị treo thưởng này là người già à? Dạ bẩm đại nhân, gần đây trong huyện xuất hiện đạo tặc hoa ban thừa hoành hành, nên hạ quan mới cho dàn cáo thị treo thưởng. Bức họa là ai vẽ? Là do gia nhân trong nhà Lý Nhị Bảo cung cấp. Mau chuyển Lý Nhị Bảo cùng gia nhân đến đây. Còn nữa, nếu có nha dịch nào bắt được kẻ trong tranh, ngoại trừ kẻ trong tranh, những kẻ còn lại giết không tha. Vâng, các chi huyện đầy mặt nghi hoặc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Mộc Đăng cũng không dám hỏi nhiều. Lý Xuân Sương, lệnh truy nã, chân dung hoàng đế Đại Minh.
chuyện này không đơn giản. Sáng sớm hôm sau, Hạ Nhân liền kéo Chu Nguyên Chương đến nha môn. Ông già, 100 lượng bạc đấy. Chúng ta có phát tài hay không là nhờ vào ông đấy. Sư gia, chào buổi sáng. Hạ Nhân, cả năm nay ngươi làm việc rất chăm chỉ, chưa bao giờ tan ca sớm. Sao hôm qua lại về sớm vậy? Hôm qua là sinh nhật em trai tôi, tôi về nhà làm chút đồ ăn ngon cho nó. Cũng may là hôm qua tôi về sớm, nên mới bắt gặp được tên trộm hoa ban thử. Ra là vậy, thì ra là thế. Sư gia, ông sao vậy? Hình như ông không hề ngạc nhiên khi tôi bắt được hoa ban thử. Đúng, ngươi bắt được hoa ban thử rồi à? Tốt quá, ngươi lại là công lớn rồi. Hạ Nhân luôn cảm thấy sư gia hôm nay có gì đó là lạ, nhưng lại không nói rõ được là lạ ở đâu. Bẩm đại nhân, hôm qua thuộc hạ tình cờ bắt được tên hoa ban thử mà chúng ta truy nã bấy lâu nay. Hạ Nhân, ngươi quả là nha dịch giỏi nhất nha môn chúng ta. Tốt lắm, ngươi đến kho bạc lĩnh thưởng đi. Vậy thôi à, đây là tội phạm bị treo thưởng truy nã đấy. Sao qua loa thế, không thẩm vấn thì thôi, đến cả thân phận cũng không xác minh nữa. Hạ Nhân nghi hoặc lui xuống, đi thẳng đến kho bạc ở hậu viện. Hạ Nhân vừa đi khỏi, một đám cẩm y vệ ùa vào. Bệ hạ, tội thần đáng chết, tội thần bảo vệ bất lực, xin bệ hạ trách phạt, xin bệ hạ trách phạt. Đều đứng dậy hết đi. Thấy Trung Nguyên Chương hình như không tức giận lắm, Mộc Đăng cùng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Dù không biết vì sao Trung Nguyên Chương không nổi giận, nhưng may mắn là bọn họ đã giữ được mạng. Chuyện bức họa của ta, các người điều tra rõ chưa? Bẩm bệ hạ, đã điều tra rõ, là từ trong nhà Lý Nhị Bảo, cháu của Lý thừa tướng truyền ra. Kể hết những gì các người điều tra được cho ta nghe. Bẩm bệ hạ, căn cứ theo những manh mối hiện có, vụ mưu phản của Bạch Liên Giáo và Hồ Di Dung có liên quan mật thiết với nhau, mà Lý thừa tướng có thể bị lôi kéo vào. Lý thừa tướng là con hổ già, không muốn ngốc đến mức hợp tác với Bạch Liên Giáo, chắc chắn là có kẻ giăng bẫy. Mộc Đăng cũng nghĩ vậy. Đây là kế ly gián, nhưng không quá mấy ngày nữa, trên long án của người sẽ chất đầy tấu chương đàn học Lý thừa tướng. Vậy thì xem Lý thừa tướng xử lý thế nào. Chuyện bệ hạ bị bắt tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nên Mộc Đăng đã cho người giết chết tên nhà dịch áp giải người rồi. Cái gì? Ngươi phải bao nhiêu người? Bẩm bệ hạ, tên tiểu tử đó là nha dịch của nha môn, hình như còn có chức võ công, nên thần đã phải bảy tên cao thủ từng chém giết trên chiến trường. Ai cho phép các ngươi làm vậy? Tội thần đáng chết. Bệ hạ, sao thế? Sao người lại quan tâm đến tên nha dịch dám bất kính với mình như vậy? Xong rồi, phải đội quân tinh nhẹ như vậy, chắc chắn là tiểu tử đó toi mạng rồi. Ta cũng toi mạng luôn rồi, con quỷ đó làm gì? Mau đi xem còn cứu được không. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta biết ăn nói thế nào với cháu trai đây. Đừng để xảy ra chuyện, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện. Mấy anh em các anh hãy ra tay nhẹ nhàng một chút, nếu mà làm chết người thì tất cả chúng ta đều chết. Tôi đang nghĩ gì vậy? Tám cầm y vệ đánh nhau thì không có ai là không giết được, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Khi Mộc Đăng chạy đến, chỉ thấy trên mặt đất rơi đầy những thanh tú xuân đao gãy. Trên mặt đất nằm 7-8 cầm y vệ bị thương, bị trói chặt cứng. Còn có một người đã tắt thở, trong mắt của Mộc Đăng sắp lồi ra ngoài rồi. Đại nhân, thằng nhóc đó không phải người, hắn là quái vật. Đang chúng ta đánh một mình hắn, mà còn bị hắn giết ngược lại một người. Mấy người các anh cùng ra tay mà không thu thập được, thiên hạ vô địch không được, thiên hạ đệ nhị chắc cũng phải có chứ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái gì? Các người nói là nó bắn không chết hắn sao? Đúng, bắn không chết. Cung thuật của tiểu vương ai cũng thấy, ở cự ly gần như vậy không thể nào bắn trượt. Chỉ có thể nói người này có áo giáp phòng thủ cực tốt, thanh đao kia cũng tuyệt đối không tầm thường. Lại một kẻ cầm y vệ đến chịu chết nữa. Đại nhân mau đi đi, chúng tôi sẽ chặn hắn lại. Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Nghe thấy lời của Mộc Đăng, không chỉ Hà Nhân kinh ngạc, bảy cầm y vệ cũng không thể tin nổi nhìn về phía Mộc Đăng, rồi lại nhìn tiểu vương đang nằm trên mặt đất đã tắt thở. Hiểu lầm này có vẻ cái giá hơi lớn. Rốt cuộc sao các người lại muốn giết ta? Đây không phải án sát ngươi, đây là một cuộc thử thách. Hà Nhân, xét thấy anh có biểu hiện xuất sắc ở tuyến thượng viên, chúng tôi đã định phá lệ chiêu mộ ngươi vào. Cho nên cuộc đột kích hôm nay chính là thử thách đối với ngươi, muốn đo lường phản ứng của ngươi trong tình huống cực đoan. Thử thách cái đầu ngươi, người ta đã chết rồi, ngươi còn ở đây thử thách, có kiểu chơi này sao? Ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện. Bệ hạ, bệ hạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Thế là xong rồi, cháu trai lớn của ta bị mất trí nhớ rồi, chỉ nhận người anh này. Bây giờ cậu ấy không còn nữa, tôi phải giải thích thế nào đây? Bệ hạ, tiểu nha đó không sao, chỉ có một cầm y vệ chết. Các người đúng là đồ vô dụng, ai cho các người tự ý? Đợi đã, ngươi vừa nói gì? Tên Hà Nhân đó là quái vật, không những không bị cầm y vệ giết chết, mà còn giết ngược lại một người của chúng ta. Để mẹ ta nói cho ta biết, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Mục Đăng kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Trung Nguyên Chương hít một hơi lạnh. Tám người này không phải người thường, không ngờ thằng nhóc này lại có võ nghệ như vậy. Bình tĩnh quyết đoán, học thức phong phú, văn võ song toàn,
nhân tài để hắn ở một huyện nha nhỏ, thật là lãng phí. Mục Đăng, chúng ta tạm thời tránh đi, ngươi hãy an ủi Hà Nhân, cho hắn chức bách hộ chính lục phẩm. Chính lục phẩm, người khác phải 10 năm đèn sách. Hà Nhân từ không có danh tiếng, một bước trở thành bách hộ cầm ý vệ, sự thăng tiến này có vẻ hơi lớn. Không biết đại nhân có chỉ thị gì. Hà Nhân, ngươi vừa vượt qua thử thách của chúng ta, chính thức gia nhập cầm ý vệ, bắt đầu từ chính lục phẩm. Điều này thật quá vô lý. Chính lục phẩm, chẳng phải cầm ý vệ là thân tín của lão Chu, tuyển chọn rất nghiêm ngặt sao? Có vẻ như lời đồn hậu thế là sai. Trong hậu cung, hoàng hậu Mã bị bệnh nặng, nằm liệt giường. Hôm qua Trung Nguyên Chương không về cả đêm, hoàng hậu Mã lo lắng vô cùng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Muội tử, muội tử, ta có tin vui lớn muốn báo cho muội. Cháu trai lớn của chúng ta chưa chết. Trọng Bác, huynh nói lại lần nữa. Ta nói, cháu trai lớn của chúng ta chưa chết. Trọng Bác, chuyện này không thể đùa được. Ta biết huynh vì bệnh của ta mà tìm kiếm danh y khắp nơi, nhưng sinh tử có số, ta đã chấp nhận số phận. Muội tử, là thật đấy. Nàng mau khỏe lại, cháu trai lớn của chúng ta thật sự sắp trở về. Trung Nguyên Chương biết hoàng hậu Mã yêu thích Hùng Anh hơn mình. Hùng Anh qua đời, hoàng hậu Mã bị sốc nặng, bệnh tình cũng nặng thêm nhiều. Tin tức Hùng Anh còn sống, liền lập tức chạy đến báo cho hoàng hậu Mã, kể lại toàn bộ sự việc. Đứa trẻ đó, giọng nói, diện mạo, vết bác đều khớp với cháu trai lớn của chúng ta. Ông trời có mắt, cháu trai lớn của chúng ta thật sự chưa chết. Trọng Bác, mau đưa Hùng Anh về, ta nhớ nó quá, đừng để nó chịu khổ bên ngoài. Bây giờ chưa được. Trọng Bác, huynh không để Hùng Anh về, nó một mình bên ngoài, huynh không thấy đau lòng sao? Muội tử, không phải ta không muốn cháu trai lớn về, bây giờ cháu trai lớn thì chỉ có hại mà không có lợi. Hùng Anh qua đời, toàn bộ văn võ bá quan đều đặt hy vọng vào Chu Doãn Văn. Bây giờ cháu trai lớn thì sống lại, nhưng đã mất trí nhớ. Một khi động đến lợi ích của những người này, chỉ có hại cho cháu trai lớn của chúng ta. Ta không cho phép có bất kỳ khả năng xấu nào xảy ra. Hơn nữa, Hà Nhân đó đối xử rất tốt với cháu trai lớn của chúng ta, cũng có khả năng bảo vệ tốt cho cháu trai lớn. Hùng Anh ở bên cạnh hắn cũng có thể học được nhiều điều. Được rồi, Trọng Bác, nếu chúng ta đã xác nhận đó là cháu trai của chúng ta, thì chúng ta hãy tìm cơ hội đi thăm nó. Ta nhớ nó quá. Bệ hạ hôm qua không ở trong hoàng cung, các người có nhận được tin tức gì không? Bẩm nương nương, bệ hạ dẫn đầu cầm y vệ ở huyện Thượng Liên đã ở lại một ngày, đồng thời cháu của Lý Thiện Trường, Lý Nhị Bảo cũng đã tự sát trong ngục. Có vẻ như Bạch Liên giáo hành động rất nhanh. Không lâu sau, cha ta chắc sẽ liên kết với ngự sử để luận tội Lý Thiện Trường. Chuyện này chúng ta không cần lo lắng. Ngươi theo dõi hành động của họ, để họ làm việc không gây ra tiếng động. Nương nương, còn một việc nữa, nói là có một nha sai ở huyện Trượng Nguyên đột nhiên được thăng lên bách hộ chính lục phẩm của cầm y vệ. Nguyên nhân ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn có bí mật không thể tiết lộ. Ngươi theo dõi chặt chẽ người đó, tìm hiểu rõ lai lịch của người đó. Anh, hôm nay sao anh lại về nhà sớm thế? Số bạc 100 lượng đã nhận được chưa? Chưa. Sao nghe thấy chưa có thưởng bạc mà lại thất vọng? Muốn số bạc đó đến vậy sao? Thầy dạy Tư Thục đã dạy các người, phải coi tiền bạc như phần đất. Lý thuyết này đệ đều hiểu, nhưng nếu không có số bạc này, làm sao anh đi hỏi cưới nhà họ Tô? Chị Thanh Hoa vẫn luôn chờ anh đến hỏi cưới. Hai người các anh tốt như vậy, nếu không thể thành hôn, thật sự là quá tiếc. Hà Nhân không ngờ em trai của mình lại lo lắng cho chuyện của mình. Anh đến thế giới này một mình, cùng em trai hát anh nương tựa lẫn nhau, bây giờ nghe em trai lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp nhiều. Không có 100 lượng bạc đó, chúng ta cũng có khả năng đi hỏi cưới. Bây giờ anh của em đã là cầm y vệ, chính lục phẩm bách hộ rồi. Bách hộ của cầm y vệ, anh, em nghe thầy nói, cầm y vệ là tay chân của hoàng đế, làm toàn những việc không thể lộ ra ánh sáng. Anh vào đó không sợ sao? Không ngờ thầy dạy Tư Thục của Hà Anh lại thú vị như vậy. Trong thời đại này mà dám nói sự thật như vậy, cần có một chút can đảm. Có vẻ như phải tìm thời gian gặp người này. Anh, chúng ta mau đi mua sính lễ, đến nhà chị Thanh Hoa hỏi cưới. Không, không anh, Lan Ngọc đang trên đường đến Hoàng Lăng để cúng tế Chu Hùng Anh. Nghe thấy tiếng liền lập tức ra lệnh. Dừng xe, nhanh, mau dừng xe lại. Sao lại giống đến thế? Lẽ nào đúng là cháu ngoại của ta? Sao lại thế này? Có gì đó sai sót chăng? Không được, không thể hấp tấp, phải điều tra cho rõ mới được. Người sắp xếp người điều tra rõ lai lịch của hai người này cho ta. Vâng. Hạ quan tham kiến chỉ huy sứ, tên Trọng Hoa Bạch Thử mà người bắt hôm qua, hóa ra là giả. Thưa đại nhân, đã là giả, sao còn thưởng chức quan? Ta cho ngươi chức vụ này là vì ngươi có năng lực. Cầm y vệ cần người tài như ngươi, vừa hay có một việc cần ngươi đi làm. Xin đại nhân cứ nói, Bạch Liên giáo đã phải nhiều nội gián ở huyện Thượng Nguyên. Ta đoán trong nha môn cũng có người của họ. Lần này giả mạo thay của Hoàng Trường Tôn, chính là do Bạch Liên giáo bày mưu. Nhiệm vụ của ngươi là đào ra nội gián của Bạch Liên giáo, bắt được thủ lĩnh của chúng. Theo ý của đại nhân, người mà hạ quan bắt hôm qua là thầy của Hoàng Trường Tôn. Đúng vậy, sau khi Hoàng Trường Tôn qua đời, vị tiên sinh này ẩn cư trong dân gian. Bạch Liên giáo lợi dụng việc nha môn bắt người, định ám hại trong ngục, rồi đổ tội cho Lý Thiện Trường. Vậy hạ quan sẽ đi tìm hiểu tình hình, nhanh chóng bắt ra nội gián của Bạch Liên giáo. Hãy chờ một chút, đây là 1.000 quan tiền thưởng cho ngươi, ngươi cầm về bồi bổ cho gia đình. 1.000 quan tiền đồng ư? Quy ra tiền kiếp trước là 700.000, chỉ để bồi bổ cho gia đình thôi sao? Sao thế tiên sinh? Tệ
tại sao? Đại nhân có thể cho tôi một lời giải thích không? Sao, không muốn à? Không muốn thì để lại đây. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Không biết hoàng thượng thưởng cho hạ nhân này nhiều tiền để làm gì? Hoàng thượng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Mở khoa thi ân khoa, vào tiết hàn thực, vào triều làm quan. Các khanh nghĩ sao? Tâu hoàng thượng, thần không đồng ý mở ân khoa. Lương quốc công, vì sao khanh phản đối? Tâu hoàng thượng, thiên hạ này đều do sắc của huynh đệ chúng ta chất thành. Huynh đệ chưa được an bài, do lại muốn chia thành quả cho những kẻ chỉ biết múa bút. Em rằng huynh đệ sẽ không phục. Tâu hoàng thượng, lời lương quốc công nói chưa đúng. Xưa nay lấy thiên hạ trên lưng ngựa, không thể cái trị thiên hạ trên lưng ngựa. Trị quốc phải đánh trận không thể lẫn lộn. Nói nhảm, khi chúng ta dũng cảm giết giặc trên chiến trường, những kẻ đọc sách ấy ở đâu? Từng đứa một đều trốn biệt. Giờ thiên hạ yên bình rồi, chúng lại chạy ra đòi cường quốc. Tâu hoàng thượng, chúng thần đều cùng bệ hạ liều chết liều sống, từ đống xác chết bước ra. Bệ hạ nỡ lòng nhìn những lão huynh đệ ấy vừa đổ máu vừa rơi lệ sao? Sao thái sư vẫn chưa tâu? Thần không có ý kiến gì về việc ân khoa. Lời Lý Thiện Trường vừa nói ra, không chỉ phe quân công Hoài Tây mù mịt, mà ngay cả phe thế gia Giang Nam cũng ngớ người. Chỉ là gần đây thần nhận được tin phía Bắc lại hạn hán, châu chấu chẳng qua, dân chúng mất trắng, lưu lạc khắp nơi, trộm cướp khắp trốn, lòng thần lo lắng. Về việc ân khoa, lão thần không để tâm, chỉ mong triều đình cứu trợ dân đói, bớt gây xung đột. Lý Thiện Trường quả nhiên giỏi, đánh võ thái cực. Tôi đã bảo sao ông ta lại đột nhiên nói theo chúng ta? Hóa ra là hắn vừa đá bóng lại cho bệ hạ. Chuyện ân khoa để sau hãy bàn. Thần lo lắng về tình hình thiên tai ở phương Bắc, cũng là từ chối. Nhưng sao từ miệng ngài nói ra lại khác hẳn thế? Tâu bệ hạ, thần cũng thấy rằng hiện nay cứu trợ thiên tai là cấp bách, bách tính đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, không thể không quan tâm. Chúng thần đồng ý. Trước cửa bách hộ sở cẩm ý vệ huyện Thượng Nguyên, hai tổng kỳ và 10 tiểu kỳ đang chờ đợi vị bách hộ mới nhậm chức. Nghe nói cấp trên mới của chúng ta là một tên lính nhỏ ở huyện Thượng Nguyên. Tôi còn trẻ, ngươi quan tâm nhiều làm gì, cứ phục vụ tốt là được. Trước bách hộ trống, tính theo thâm niên, ngươi đáng lẽ phải lên. Giờ đột nhiên có kẻ này đến, ai cũng không thoải mái. Thôi, đừng bênh vực tôi nữa. Tôi tìm được chỗ tốt, sẽ rời khỏi cẩm ý vệ. Hà nhân, nhà môn huyện Thượng Nguyên cách bách hộ sở không xa, mọi người tất nhiên đều quen biết nhau. Hơn nữa để tranh công, họ đã từng đánh nhau không ít. Là người có võ công giỏi nhất trong đám nha dịch, cẩm y vệ cũng đã từng lĩnh giáo hà nhân. Họ cứ đánh nhau rồi lại thân thiết, trở nên quen thuộc. Lũ khốn, không ngờ phải không? Ông đây thành sếp của chúng mày rồi. Ôi trời, thì ra là cái thằng nhóc này à? Ta còn đang thắc mắc bên trên phải ai xuống. Hóa ra là mày, được lắm. Trước đây ta đã để ý đến mày rồi, định kéo mày vào cẩm y vệ. Không ngờ, chỉ trong chớp mắt, mày đã thành sếp của chúng tao. Không có gì để nói, có người quen vẫn tốt hơn người lạ mà. Hơn nữa, tuy thằng nhóc này trông còn trẻ, nhưng võ nghệ thì khá lắm đấy. Hoan nghênh. Thưa đại nhân, tên Lý Nhị Bảo và tên nô bộc Nhị Cầu này, sau khi bị đại nhân bắt, đã uống thuốc độc tự sát. Sau đó Lục Bình Chương đến nhà Lý Nhị Bảo tìm chứng cứ, vừa đến đã phát hiện nữ tỷ Thúy Hương cũng treo cổ tự vẫn. Lục Bình Chương còn tìm thấy trong nhà, nhưng là thư Lý Thiện Trường cấu kết với Bạch Liên Giáo. Lục Bình Chương dẫn người đến phủ Lý gia, Thúy Hương liền tự sát. Khi Nhị Cầu tự sát, Lục Bình Chương cũng có mặt. Người phát hiện những lá thư đó cũng là Lục Bình Chương. Đúng vậy, thưa đại nhân, giả sử Lục Bình Chương có vấn đề, nếu trong nha môn có nội gián của Bạch Liên Giáo, thì bách hộ sở của chúng ta chắc chắn cũng có nội gián. Thứ nhất, điều tra kỹ hai người Nhị Cầu và Thúy Hương. Ta muốn biết tất cả thông tin về họ, cũng như lý do họ làm nô bộc cho phủ Lý gia. Thứ hai, cấp trên nghi ngờ nội gián thật sự của Bạch Liên Giáo ở trong nha môn. Người thông báo xuống, theo dõi chặt chẽ mọi động tĩnh của nha môn. Vâng đại nhân, chiều nay ta phải đi cầu hôn, mọi việc hai người cứ sắp xếp. Hà nhân ra khỏi bách hộ sở, đi thẳng đến cửa sau nha môn. Tiểu nhân tham kiến bách hộ đại nhân. Thôi đi, đừng làm cái trò này nữa. Anh không phải đã làm bách hộ cẩm ý vệ rồi sao? Sao lại đến nha môn chúng tôi? Tối nay cậu trực phải không? Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, nếu có người cẩm ý vệ đến nha môn tìm người, cậu phải nhớ kỹ và báo lại cho ta vào ngày mai. Anh, giờ anh không phải là một phe với họ sao? Sao còn phải theo dõi? Bảo cậu theo dõi thì cứ theo dõi, lắm lời quá. Cầm lấy ít tiền này. Anh làm gì vậy? Trả công cho em làm việc, em sẵn lòng. Anh có ý gì vậy? Mẹ cậu mấy ngày trước bị ốm, đang cần tiền, hãy hiếu thảo với mẹ. Nếu ta còn thấy cậu ở sòng bạc, ta sẽ đánh gãy chân cậu đấy. Anh yên tâm, cả đời này em sẽ không bước chân vào sòng bạc nữa. Anh, tên trộm mà anh bắt được hôm kia, hôm nay dẫn theo một bà già đến nhà mình. Hôm kia bắt nhầm rồi, chẳng lẽ hôm nay đến trả thù? Anh à, không giống vậy, họ đối xử với em rất tốt. Vào xem thử. Tiểu hữu đừng hiểu lầm, hôm kia nghe cậu nói chuyện với em trai, tôi thấy thú vị nên mới đến. Nghe em trai cậu nói cậu đã thành bách hộ cẩm ý vệ rồi à? Còn phải nhờ ơn ông, tôi bắt ông mới đổi được chức vị này.
bà lão này, bà bệnh nặng như vậy, sao còn ra ngoài được? Mặc dù Mã hoàng hậu bệnh tật, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hôm qua nghe tin cháu trai còn sống, bệnh tình cũng đỡ hơn đôi chút, miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại. Biết được trong một năm qua, hai nhân đã chăm sóc Hùng Anh tận tình, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều, và cũng có cảm tình với hai nhân không ít. Cậu Từ Mộc Đăng, đã biết thân phận của ta rồi phải không? Bây giờ thì biết rồi, thầy Hoàng trưởng tôn. Nhưng điều tôi muốn biết là, hôm nay ông đến đây làm gì? Hôm kia nghe cậu nói chuyện với em trai, tôi thấy rất thú vị. Giờ cậu từ một tên lính nhỏ lên thẳng bách hộ cầm y vệ, tôi đến xem cậu có tài cán gì. Sao nào, trong lòng vẫn không phục à? Cho rằng tôi hư danh? Ồ, vậy sao? Thế sao lại bắt nhầm thầy của Hoàng Thái Tôn là kẻ trộm? Là bà này, ông không biết đâu. Khi anh tôi làm nha dịch ở huyện Thượng Nguyên, anh ấy là tay bắt trộm rất giỏi đấy. Xem ra cậu của thật có vài phần bản lĩnh. Lão già này, tôi nói ông lại nghi ngờ. Em trai tôi một đứa trẻ nói, các người lại tin tưởng. Chẳng lẽ đây là trẻ con nói thật sao? Vậy ta tặng thử cậu xem. Ta hiện đang nhận bổng lộc triều đình. Triều đình đang chuẩn bị mở khoa thi ân khoa, nhưng vì phía Bắc bị nạn châu chấu, dân chúng không có lương thực nên cứ trì hoãn. Không biết tiểu hữu có cách nào giải quyết không? Đừng nói với tôi thật sự có cách đấy. Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm, những thứ tốt cho dân sinh, tôi chẳng bao giờ giấu giếm cả. Chúng ta đều phải tuân theo quy tắc. Hôm nay tôi đến để hỏi cưới, các người có chấp nhận không? Hưng vong của đất nước là trách nhiệm của mỗi người dân. Thứ này gọi là khoai tây, chu kỳ trưởng thành 2 tháng, năng suất hơn 5.000 cân một mẫu, có thể giúp dân chúng vượt qua nạn đói. Này tiểu tử, đừng nói chuyện viển vông. Cậu có biết năng suất 5.000 cân một mẫu là thế nào không? Đại Minh ta hiện nay liên tiếp gặp thiên tai, năng suất ước chừng chỉ được 100-200 cân một mẫu. Lão tiên sinh, nếu trồng tốt thứ này, năng suất 5.000 cân một mẫu là ít, có thể đạt tới 8.000 cân một mẫu. Này tiểu tử, chúng ta không thể nói chuyện bừa bãi như vậy được. Nếu ông không tin, chúng ta đánh cược nhé. Ông không phải là thầy của Hoàng Thái Tôn sao? Chắc cũng quen biết thái tử. Vì vậy tôi muốn ông đáp ứng một điều kiện của tôi. Còn điều kiện là gì? Chúng ta sẽ nói sau. Được. Tiểu tử này, muốn tôi hứa với cậu, để sau này cậu có thể đòi bất cứ thứ gì phải không? Đúng vậy. Ông dám cá không? Vậy nếu cậu thua, chúng ta sẽ lấy cái đầu của cậu. Ông già này, cậu ấy đang đùa với ông đấy. Mà ông lại nghiêm túc. Ông già nhà tôi hơi cứng đầu. Cậu đừng chắc nhé. Được, chúng ta cá. Các vị yên tâm, tôi hoàn toàn tự tin. Chúng ta gặp lại sau 3 tháng. Hào tiểu tử, cũng có vài phần gan dạ đấy. Không tồi. Anh đi đâu vậy? Đi hỏi vợ chứ đi đâu. Anh, em cũng đi. Này cậu bé, chúng tôi cùng đi nhé. Tiện thể góc vui luôn. Hỏi vợ, vì chứ, sao thằng nhóc này lại phá đám chuyện tốt của ta? Tô gia, anh trai của Tô Thanh Hoa lúc này vô cùng tức giận. Hôm qua đã hứa với tế tử quốc tử giám, chỉ cần gả em gái làm thiếp cho con trai ông ta, sẽ cho anh ta một chức quan. Thật sự không coi Tô Dương ta ra gì phải không? Đóng cửa, xem hắn làm được gì. Cha, mẹ, lần này chúng ta không thể chiều theo ý em gái được. Thằng hà nhân đó là cái thá gì chứ? Hơn nữa, vì tương lai của con trai chúng ta, cũng tuyệt đối không thể để con gái gả cho thằng hà nhân đó. Cha, mẹ, anh, các người có chuyện gì vậy? Ngươi nghe đầu thối, có phải mày đã bàn bạc với thằng hà nhân đó rồi không? Hôm nay nó sẽ đến hỏi cưới. Đúng vậy, hôm qua con đã nói chuyện với anh hà nhân rồi. Anh ấy nói đã nhận được công việc về sẽ đến nhà mình hỏi cưới. Công việc? Nó có công việc gì chứ? Cũng chỉ là một tên nha dịch nhỏ ở huyện Thượng Nguyên thôi. Trước đây các người coi thường anh ấy thì thôi. Bây giờ, anh hà nhân là bách hộ chính lục phẩm của cầm y vệ đấy. Con bé này, mày cũng tin những lời nói phác đó à? Mày biết bách hộ chính lục phẩm là quan to cỡ nào không? Chi huyện của chúng ta cũng chỉ là chính lục phẩm thôi. Hôm qua nó còn là một tên nha dịch nhỏ, hôm nay đã thành bách hộ chính lục phẩm rồi. Chỉ có mày mới tin chuyện này thôi. Ta đã nhìn ra từ lâu rồi. Cả đời nó sẽ chẳng có tiền đồ gì đâu. Đồ chó má gì chứ còn muốn cưới em gái ta. Cứ mơ đi. So với anh ấy thì anh mới chẳng là cái thá gì. Người anh trai nào lại đi bán em gái mình để đổi lấy tiền đồ cho mình chứ? Sao con dám nói với anh như vậy? Anh trai con cũng vì con mà lo lắng đấy. Con trai của quốc tử giám đã để ý đến con, đó là phúc phần của con. Nếu con gả qua đó, không chỉ một mình con được hưởng phúc, anh trai con cũng sẽ có chức quan. Con nói là vì tốt cho con, rõ ràng là vì lợi ích của Tô Dương thôi. Anh ấy muốn làm quan thì tự đi thi khoa cử đi, tại sao lại lấy hạnh phúc của con để đổi chứ? Khóa cửa lại cho ta, không có lệnh của ta không ai được phép thả nó ra. Hoa Hoa mở cửa, anh đến hỏi cưới đây. Không biết người yêu của cậu thanh niên này trông như thế nào nhỉ? Muội tử, nói thật với em nhé, ta đã gặp cô gái mà cậu ấy muốn cưới rồi. Khá xinh đẹp đấy. Cầm y vệ có gì ghê gớm chứ? Ai biết anh có đang lừa chúng tôi không? Cút đi, em gái tôi sẽ không lấy anh đâu. Chúng tôi đã hứa với tế tử quốc tử giám rồi. Con trai ông ấy muốn cưới em gái tôi làm thiếp. Anh, chúng ta xông vào đi. Thật quá đáng quá. Rõ ràng chị Thanh Hoa không muốn làm thiếp cho người khác. Em, chúng ta vẫn phải nói lý, không thể xông vừa vào được. Dù sao cũng là nhà thông gia tương lai. Anh có cách rồi. Anh dùng cách này có ổn không? Dân làng đang nhìn chúng ta đấy. Khi hà nhân quay lại, xung quanh đã đầy dân làng.
Thưa bà con, hôm nay tôi đến đây để hỏi cưới, nhưng tôi dường này lại cầu kết với con trai kế thừa quốc tử giám, ép tôi thanh hoa đi làm thiếp cho người ta, chỉ để sau này hắn có chức quan. Mọi người nghĩ xem, việc bán em gái để đổi lấy tiền đồ cho mình có đáng ghét không? Tô Dương thật là vô liêm sỉ. Muốn làm quan, sao không đi thi khoa cử, lại đi đánh đổi hạnh phúc tương lai của em gái mình? Tô Dương, đồ hèn nhát, kế thừa quốc tử giám chẳng phải ở làng bên cạnh sao? Lão già đó chẳng phải là người tốt gì? Mày còn muốn đẩy em gái mày vào cái hố lửa đó à? Mày còn có lương tâm không hả? Tôi ủng hộ Hà Nhân làm vậy. Đúng, chúng tôi đều ủng hộ Hà Nhân. Hà Nhân, ngươi hỏi cưới kiểu này đấy à? Làm hỏng danh tiếng cả nhà chúng tôi, có lợi gì cho ngươi chứ? Tô Thanh Hoa là con gái chúng tôi muốn sắp xếp thế nào là quyền của chúng tôi. Tô Thanh Hoa là nữ nhân của tôi, có tôi ở đây, các người không thể tùy tiện sắp đặt tương lai của cô ấy. Lần này xính lễ, tôi đều chuẩn bị theo tài sản nhà các người, không thiếu một thứ gì. Bát tự chúng tôi cũng đã nhờ thầy xem qua, chúng tôi rất hợp nhau. Chúng tôi đều làm theo quy tắc. Hôm nay tôi đến đây để hỏi cưới, các người có chấp nhận không? Thằng nhóc này đâu phải đến hỏi cưới, đúng là đến cướp dâu mà. Cách làm của đứa trẻ này tuy hơi cực đoan, nhưng lại rất hiệu quả. Không tồi không tồi. Ngươi định làm gì? Ngươi quá đáng lắm rồi đấy. Cút ra ngoài ngay. Thanh Hoa, anh đến hỏi cưới em đây. Tô Thanh Hoa đã khóc không thành tiếng vì một chức quan mơ hồ của anh trai. Không ngờ cha mẹ lại nhẫn tâm đến thế, định bán cô cho một tên công tử bột. Nghe nói tên công tử đó có rất nhiều thiếp, mà đều là cướp về cả. Anh Hà Nhân ơi, cứu em với, họ định bán em làm thiếp cho người khác. Hà Nhân, là nhà dịch mà cưỡng ép con gái nhà lành, biết luật mà vẫn phạm luật. Đúng, biết luật mà vẫn phạm luật. Thanh Hoa đồng ý đi với tôi thì không phải là cưỡng ép. Các người làm vậy, lương tâm không cắn rứt sao? Thanh Hoa, chúng ta đi thôi, cha con họ tôi định ngăn cản, nhưng vì Hà Nhân cầm rìu trong tay nên đánh rút lui. Hà Nhân đưa Tô Thanh Hoa ra khỏi nhà họ Tô, đến thành Thượng Nguyên, thuê một căn nhà, sắp xếp một số đồ đạc, khiến Trung Nguyên Chương và Mã Hoàng Hậu ngạc nhiên đến há hốc mồm. Chỉ trong một buổi chiều, cướp dâu, đón người, thuê nhà, sắp xếp đồ đạc, trôi chảy như nước. Anh, từ nay đây sẽ là nhà mới của chúng ta sao? Bây giờ là thuê thôi, đợi lần sau chúng ta kiếm được tiền sẽ mua luôn nó. Đúng rồi, Hoa Hoa, ngõ bên trái có bán loại rượu gạo em thích uống đấy, đều mua từ nhà đó cả. Anh đã cứu mạng con trai họ, sau này mua rượu ở đó không cần trả tiền. Còn có lão Trương Á Tài nữa, sau này mua dao ở nhà ông ấy cũng không cần trả tiền. Ông ấy là một con bạc, khi thua sạch gia sản, vợ ông ấy suýt treo cổ tự tử. Được anh cứu, dạy họ trồng rau, cho họ một kế sinh nhai, còn có lão Vương nữa. Thằng nhóc này, làm tốt lắm. Đối với cháu nội của ta mà nói, đây đúng là mẫu giáo dục tốt nhất. Tiểu ca này, đây có phải nhà Hà Nhân không? Đúng vậy, các vị là, chúng tôi là hàng xóm gần đây. Nghe nói Hà Nhân chuyển vào thành, chúng tôi đặc biệt đến chúc mừng nhà mới. Ha bổ đầu, anh chuyển đến chỗ chúng tôi mà không báo một tiếng. Thật không phải. Đúng vậy, nếu biết anh chuyển đến đây, chúng tôi đã đến chào đón anh sớm hơn rồi. Ha bổ đầu, đây là rượu gạo anh thích nhất. Khu rượu này tôi đã cất giữ 10 năm rồi. Ha bổ đầu chính là... Đây có phải là cha mẹ của Hà Bồ Đấu không? Không không không, chúng tôi chỉ là bạn của cậu ấy thôi. Hàng xóm vừa vào đều mang theo những thứ tốt nhất nhà mình, cũng rất nhiệt tình trò chuyện với Trung Nguyên Chương. Mã Hoàng Hậu cũng không ngờ hàng xóm lại nhiệt tình đến vậy. Đây mới thực sự là tình cảm dân chúng. Bạn à, Hà Bồ Đầu của chúng ta là người tốt đấy. Huyện Thượng Nguyên chúng ta được bình an, đều nhờ có Hà Bồ Đầu bảo vệ đấy. Chúng bát à, xem này, Hà Nhân vừa chính trực, lại rất quan tâm đến dân chúng, hơn nữa lại tốt với cháu nội của chúng ta. Thật thích đứa trẻ này. Chúng ta... Được, ta cũng đang có ý đó. Từ giờ trở đi, chúng ta hãy kết nghĩa với nhau nhé. Tôi gọi anh là em, còn anh gọi tôi là bố. Ha 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 ha. Phu nhân, tinh thần của bà có vẻ không ổn, để tôi bắt mạch cho bà nhé. Tiểu tử, cậu cũng biết y thuật sao? Biết sơ sơ thôi. Phu nhân, gần đây bà có gặp chuyện gì buồn không? Cháu trai tôi mất hồi tháng 5 năm ngoái. Phu nhân, bà bị nhiễm lạnh rồi, nhưng vì tinh thần sa sút nên bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng, có cách nào chữa không? Lão đầu, ta thấy ông giống một tên quan tham, chắc ông giàu lắm phải không? Này tiểu tử, nếu cậu chữa khỏi cho phu nhân ta, ta sẽ thưởng cho cậu 1,000 lượng bạc. Xem ra ông đúng là một tên tham quan. Nhanh chữa bệnh đi. Thuốc này uống sau bữa ăn, mỗi ngày 3 lần. Ngoài ra, hãy giữ tâm trạng vui vẻ, đi lại nhiều hơn, rảnh rỗi có thể thường xuyên đến đây chơi. Đơn giản vậy thôi à? Này tiểu tử, nếu cậu nói vậy, cậu biết hậu quả chứ? Tôi không cần phải lừa ông. Nếu cách của tôi không hiệu quả trong vòng 1 năm, ông cứ lấy đầu tôi đi. Không cần nghiêm trọng thế, ta thích hai anh em cậu lắm. Ta còn muốn nhận cậu làm con nuôi nữa. Hoàng hậu Mã thật lòng thích Hà Nhân, không chỉ vì cậu ấy cứu cháu trai bà, mà còn vì nhân cách của cậu ấy nữa.
Hai anh em chúng tôi vốn không có cha mẹ. Tôi thấy bà rất tự ái. Hay là chúng tôi nhận bà là mẹ nuôi nhé? Không không, chỉ nhận cậu làm con nuôi thôi. Hai anh còn nhỏ quá, phải gọi ta là bà nội. Vậy thì lộn xộn hết cả. Tôi lại thành bố của em tôi. Biết nói chuyện không? Biết nói chuyện không? Hai đứa, cứ gọi riêng đi. Em cậu vẫn là em cậu. Đúng vậy đó. Hai nhân, cậu có muốn làm con nuôi của ta không? Dạ con muốn ạ. Hai anh, lại đây nào. Anh, có chuyện gì vậy? Em, từ nay về sau, Mã Đại Nương sẽ là mẹ nuôi của anh. Em cũng lại đây chào đi. Hai anh cũng tràn đầy vui sướng. Hai anh em họ vốn cô đơn, giờ ít nhất cũng có người thân bên cạnh và có người yêu thương hai anh em rồi. Con chào mẹ nuôi. Con phải gọi là bà nội. Anh, thế không phải lộn xộn thế hệ sao? Không sao, mỗi đứa gọi một kiểu. Cháu chào bà nội ạ. Nghe tiếng gọi quen thuộc, hoàng hậu Mã nghẹn ngào, cổ họng như bị nghẹn lại, một lúc không thể nói nên lời. Nước mắt cứ quay cuồng trong mắt. Trời có mắt rồi, ta cứ tưởng đời này sẽ không còn được nghe Hùng Anh gọi ta là bà nội nữa. Cháu ngoan, sau này bà nội sẽ thường xuyên đến, được không? Vâng, bà nội, sau này đây sẽ là nhà của con. Nhanh, nhanh gọi ta một tiếng ông nội đi. Nhanh, lão gia, ông thật là mặt dày. Đây là em trai ta, gọi ông là ông nội, sao ta cảm thấy bình thường mà lại thấp hơn ông nhiều bậc vậy? Hai người làm mẹ lớn trước sự chứng kiến của hàng xóm láng giềng. Trung Nguyên Chương và Hoàng hậu Mã vô cùng vui mừng, không chỉ được cháu trai mất trí nhớ gọi mình là ông nội, mà còn nhận được một đứa con ưu tú. Thực sự có một cầm y vệ tiến vào nha môn, đến gặp Khâu sư gia, là thuộc hạ hà nhân, Châu Thụ Sinh. Nói không nói. Đại nhân, ngươi hỏi đi chứ. Ngươi đến nha môn tìm Khâu sư gia làm gì? Ta đến báo tin, nói cầm y vệ đã nghi ngờ trong nha môn có gián điệp của Bạch Liên giáo. Nhắc Khâu sư gia cẩn thận. Còn gì nữa? Đại nhân, những chuyện khác ta không biết. Chúng ta đều liên lạc đơn tuyến. Ta chỉ trực tiếp báo cáo với cấp trên dưới sự chỉ huy của Phong Nguyên Sinh. Rất nhanh đã đến lúc đêm khuya, hàng xóm đều đã giải tán, chỉ còn lại đồng liêu nha môn và cầm y vệ. Đại nhân, chỉ có chừng này thông tin thôi. Đại nhân xin chúc mừng, trời đã khuya, chúng ta cũng nên đi thôi. Hà huynh, xin chúc mừng, chúc mừng. Hà nhân, chúng tôi xin cáo từ trước. Cảm ơn mọi người, có dịp thường xuyên đến chơi nhé. Khâu sư gia, người đợi một chút, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Sư gia, ngày đầu tiên ta vào cầm y vệ đã nhận được nhiệm vụ, nói rằng trong huyện nha có gián điệp của Bạch Liên giáo. Ta không biết ngươi đang nói gì. Châu Thụ Sinh, ngươi không biết người này sao? Đêm qua hắn không phải đã đến gặp ngươi sao? Ngươi biết giới quyền mình có nội gián, tin tức nha môn có gián điệp Bạch Liên giáo, là ngươi cố tình tiết lộ cho Châu Thụ Sinh phải không? Ta chỉ đoán thôi, không ngờ lại đoán trúng. Hà nhân, chuyện này ngươi đã đứng ngoài cuộc rồi, sao còn muốn nhúng tay vào việc này? Ngươi có biết việc thành giáo chúng ta làm vĩ đại đến mức nào không? Vĩ đại ư? Là giết người tùy tiện rất vĩ đại, hay phá hoại an ninh rất vĩ đại? Nhị cầu và Thúy Hương mới chỉ hơn 10 tuổi, các ngươi nói giết là giết. Các ngươi ngay cả người của mình cũng không tôn trọng, làm sao mong các ngươi tôn trọng mạng sống của dân chúng? Vậy ngươi muốn thế nào? Bắt ta, đến đây, nhưng đừng hòng từ miệng ta lấy được chút thông tin hữu ích nào. Châu Thụ Sinh lúc đó cũng nói với ta như vậy. Ta nói, tên hoa ban thử giả mà ta bắt được, có phải do các người sắp đặt không? Chúng ta biết địa chỉ của ngươi, cũng biết tên hoa ban thử giả đó sẽ đi qua đó, nên khi nhận được tin, ta đồng ý cho ngươi đổi ca về nhà. Nhưng ta không ngờ rằng, ngươi vốn luôn tận tụy, lại đến ngày hôm sau mới giải người về, sai một ly đi một dặm. Mẹ kiếp, nếu không phải lần này tiểu tử không tận tụy, ta xin ngươi đã chết oan trong ngục. Trời ơi là trời, thằng nhóc này vô tình cứu ta một mạng. Xem ra hà nhân đúng là ngôi sao may mắn, không chỉ cứu mạng cháu trai lớn mà còn cứu mạng người nữa, lại còn giúp người phát hiện cháu trai ta chưa chết. Hôm đó ta phải về mừng sinh nhật em trai nên bị chậm trễ, không ngờ lại vô tình đúng lúc. Các người đã thất bại trong kế hoạch, tại sao còn phải giết gia nhân của Lý Nhị Bảo? Nếu không thể giết được hoa ban thử giả thì đánh lui một bước, lợi dụng thân phận cháu của Lý Thiện Trường của Lý Nhị Bảo, vu khống hắn có liên hệ với thành giáo. Cấp trên của ngươi là ai? Có phải ngoài Châu Thụ Sinh còn có người đang ẩn nấp trong cầm y vệ không? Trưởng môn phân đà ứng thiên phủ của Bạch Liên giáo chúng ta là Lộ Bính Trương, cũng chính là chỉ huy thiên hộ của cầm y vệ các ngươi. Trung Nguyên Chương khó tin nổi, người thứ tư tôi dòng cầm y vệ, Lộ Bính Trương lại là trưởng môn phân đà của Bạch Liên giáo. Một quan chức cấp cao như vậy cũng trở thành người của Bạch Liên giáo, sau này làm sao tin tưởng cầm y vệ được nữa? Ngươi có vẻ không ngạc nhiên lắm. Tất nhiên ta không ngạc nhiên, ngay từ đầu ta đã thấy Lộ Bính Trương có vấn đề. Hà nhân, ngươi thật khiến ta phải nhìn lại. Nếu thành giáo có ngươi, ta tin rằng sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành trưởng môn một phương. Ta, hà nhân, không thèm làm bạn với các ngươi. Còn một câu hỏi nữa, ngươi có biết danh tính thật của tên hoa ban thử giả đó không? Ta không biết, cấp bậc của ta chưa đủ. Hà nhân có chút thất vọng, anh ta luôn cảm thấy người cha nuôi mới nhận có điểm gì đó không ổn, nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào. Anh ta vốn hy vọng Không Nguyên Sinh sẽ biết, nhưng không ngờ Không Nguyên Sinh hoàn toàn không biết gì. Trong huyện nha chúng ta còn ai là gián điệp nữa? Lão Khang đang trực. Ngươi nói gì? Lão Khang, sao có thể? Hà nhân rất ngạc nhiên, vì anh ta nhớ trước đây có người nói Lão Khang từng là một cựu binh, đã theo Trung Nguyên Chương ra trận. Sao một cựu binh lại phản loạn được?
Lão Khang sẵn lòng trở thành quân cờ của chúng ta. Chỉ vì muốn trả thù. Năm đó, cháu trai của Lý Thiện Trường thích con gái Lão Khang. Đã cưỡng ép đem về nhà. Ngày hôm sau, cô gái đã treo cổ tự tử. Lão Khang bị kiện. Nhưng huyện lệnh các sân lăng sợ thế lực của Lý Thiện Trường, nên bỏ qua vụ việc. Lão Khang còn bị trả thù. Đến nỗi gia đình tàn nát. Cuối cùng chỉ còn lại một mình. Một Lão Khang cuối cùng đổi lấy cái gì? Tham quan hoành hành. Dân chúng có thực sự sống tốt không? Quân đoàn quý tộc Hoài Tây ý là công thần mà làm vậy. Trung Nguyên Chương có quản không? Trung Nguyên Chương nghe được đoạn này trong phòng, tâm trạng vô cùng nặng nề. Từ khi ông lên ngôi hoàng đế, đã nhiều lần ra lệnh cấm tham ông nhũng nhiễu, nhưng sự thật trái ngược, các vụ tham nhũng vẫn xảy ra liên tiếp. Lý Thiện Trường, quân đoàn quý tộc Hoài Tây có vẻ sắp bị giải quyết rồi. Lão Khang cũng đáng thương thật. Nếu hôm nay ta không về đúng hẹn, Lão Khang sẽ biết ta đã gặp chuyện. Có lẽ ông ta sẽ giết các Xuân Lâm và con trai của Lý Nhị Bảo. Ta khuyên người nên mau đi ngăn ông ta lại. Vậy ta đợi ông ta giết xong người rồi mới đi bắt vậy. Trung Nguyên Chương khi nghe đến chuyện giết người cũng giật mình. Đây rõ ràng là bỏ bê công vụ. Rõ ràng biết Lão Khang sắp giết người mà vẫn để mặc ông ta làm. Ngươi có biết nếu chuyện này bị phát hiện, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm không? Ta cũng ghét tham quan ông lại và thông cảm cho Lão Khang. Nếu ta báo cáo lên, Lão Khang không chỉ bị xử tử mà người nhà Lý Nhị Bảo có thể sẽ được bảo vệ. Dù sao quý tộc Hoài Tây cũng còn chút thế lực, ta tuyệt đối không thể tiếp tay cho kẻ ác. Quan trường nhà Đại Minh thối nát như vậy, sao không gia nhập giáo phái của chúng tôi, giết Trung Nguyên Chương, lật đổ triều Đại Minh? Dù thối nát, Đại Minh vẫn còn điểm sáng. Ngược lại, giáo phái của các người giờ đây đã trở nên ông ấy rồi phải không? Trước kia Bạch Liên giáo đứng lên vì dân oan, nhưng từ khi Quách tiên sinh đến, mọi thứ đã thay đổi. Ai cũng chỉ tính cách gây loạn thiên hạ. Nếu anh nhận ra điều đó, sao không bỏ đi? Con gái tôi đang bị họ bắt làm con tin. Cả hai đều im lặng. Có vẻ Bạch Liên giáo không toàn là người xấu, cũng có người vô tội. Anh có thể kể cho tôi về Nhị Cầu và Thúy Hương không? Hai đứa đó cũng khổ lắm. Lũ lụt ngàn năm ở Hào Châu, cả nhà chỉ còn lại hai đứa. Chúng là anh em ruột. Trung Nguyên Chương nghe vậy, lập tức có linh cảm không hay. Vì năm kia ở quê hương ông, Hào Châu, đúng là có lũ lụt lớn. Chi phủ ở đó là cháu ông, Chu Hoàn. Chỉ là năm kia, cháu ông bị tố cáo tham ông lương cứu trợ. Ông nghĩ đến tình anh em với Chu Sùng Nhất, nên đã tha cho một lần. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lũ lụt ngàn năm, Chu Hoàn tham ông hết lương cứu trợ, khiến dân chúng chết đói hết. Trong đó có cha mẹ của Thúy Hương và Nhị Cầu. Hà Nhân nghe xong, cuối cùng cũng hiểu tại sao Thúy Hương và Nhị Cầu con nhỏ đã gia nhập Bạch Liên giáo, thì ra cũng vì báo thù. Trong phòng, Trung Nguyên Chương nghe vậy, tức giận nghiến răng. Lý Thiện Trường, Chu Hoàn, lũ sâu mọt của Đại Minh, sớm muộn gì ta cũng giết sạch chúng. Được rồi, chắc Lão Khang đã xong việc, chúng ta cũng nên hành động thôi. Chúng thần tham kiến bệ hạ, cử vài người bảo vệ thằng nhỏ đó. Nếu nó gặp nguy, nhất định phải giúp nó. Nhớ rằng, giờ nó là con nuôi của ta. Tăng cường cảnh giác khu nhà này. Bất kỳ ai trong đây xảy ra chuyện, chấm sẽ lấy đầu các ngươi. Tuân lệnh. Nương nương, người đó mà người bảo điều tra đã có kết quả. Hắn tên Hà Nhân, 20 tuổi, vốn là nha sai bình thường, nhưng vì bắt trộm nên được thăng làm bách hộ cầm y vệ. Bệ hạ và hoàng hậu còn đến nhà hắn ở một ngày. Cái gì? Bệ hạ lại đến nhà hắn à? Còn phát hiện một đứa trẻ trong sân, trông rất giống hoàng trưởng tôn Chu Hùng Anh. Ngươi nói gì? Chu Hùng Anh? Sao có thể? Sao có thể chứ? Chu Hùng Anh đối với Lã Thị là mối đe dọa lớn nhất. Để con trai Chu Giãn Văn kế vị, một năm trước đã bị bà ta tính kế giết chết. Sao còn sống được? Bệ hạ và Mã hoàng hậu đích thân đến thì chắc chắn có vấn đề. Nương nương có muốn ra tay không? Giết thì được, nhưng tuyệt đối không để ai biết là tay ta làm. Chuyện này liên quan quá nhiều. Ngươi cử người đi điều tra xem. Tên Hà Nhân đó có kẻ thù không? Muốn ra tay thì từ phía Hà Nhân, đừng để ai thấy ta nhắm vào Chu Hùng Anh. Nô tài lập tức đi làm. Con trai ta nhất định phải làm hoàng đế, nhất định không để ai phá hoại bất kỳ ai. Sau khi Hà Nhân đi, Trung Nguyên Chương và Mã hoàng hậu trở về cung. Lúc này Chu Tiêu đang phê duyệt tấu chương. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, truyền chỉ huy sứ Tưởng Hoàn, chỉ huy thiên thị lộ bình chương đến. Vâng. Ai lại chọc giận phụ hoàng vậy? Thần tham kiến bệ hạ. Lộ bình chương, ngươi vào cầm y vệ bao lâu rồi? Tâu bệ hạ, từ khi Trần Tự Loan lập ra cầm y vệ. Vậy là nói cũng được hơn 10 năm rồi. Đúng vậy. Nhưng trong 10 năm qua, ngươi đúng là một kẻ vô ơn, không biết điều. Thần không hiểu bệ hạ đang nói gì, xin bệ hạ chỉ giáo. Khâu sư gia đã khai hết tội trạng rồi. Đừng chủ chi nhánh Bạch Liên giáo ở Ứng Thiên phủ, Lộ Bình Chương. Tưởng Hoàn nghe xong liền sững sờ. Không ngờ, thuộc hạ mình tin tưởng nhất lại là đường chủ Bạch Liên giáo. Thật không ngờ, tôi ẩn náu hơn 10 năm, vậy mà cuối cùng vẫn bị phát hiện. Bệ hạ, người có thể cho thần chết một cách minh bạch không? Kẻ phát hiện ra các ngươi là một cầm y vệ mới nhậm chức 2 ngày. Hà Nhân,
Rất bất ngờ phải không? Chấm cũng rất bất ngờ. Chỉ trong một ngày đã tóm gọn các ngươi. Nhưng chấm không vui nổi. Đồ khốn kiếp này, chấm nuôi ông tay áo 10 năm qua sao? Bệ hạ, người có biết tại sao trong 10 năm qua thần không ra tay với người không? Đúng vậy, chấm cũng muốn hỏi tại sao. Khi mới lên ngôi, người trừ khử hết tham quan, dân chúng đều ngưỡng mộ người. Nhưng năm kia lũ lụt ở Hào Châu, cháu ngươi Chu Hoàn tham mong hết tiền cứu trợ, hại chết hàng ngàn hàng vạn dân. Chỉ vì là cháu ngươi, người đã bỏ qua. Khi tha thứ cho hắn, người có nghĩ đến hàng ngàn dân chúng bị hắn hại chết không? Từ xưa hoàng thân quốc thích đều được ưu đãi, tại sao người thân của cháu lại không được ưu đãi? Tại sao thiên tử phạm pháp lại phải đồng tội với thứ dân? Tội của Chu Hoàn nặng đến thế nào, ngươi quản được sao? Giờ hắn dựa vào thân phận hoàng thân để làm bậy, hắn càng ngày càng quá đáng, bóc lột dân chúng, hoành hành vô kỵ. Nhưng giờ không ai dám tố cáo hắn nữa, vì ai cũng biết có một vị hoàng đế như người đang bảo vệ hắn. Người mù quáng cai trị thiên hạ như vậy, thật uổng làm vua. Im miệng, câm mồm lại. Nếu không trừ bỏ người, trừ bỏ những kẻ quyền quý ở ngoài tay, dân chúng thiên hạ sẽ không bao giờ có ngày tốt đẹp. Kéo ra chém đâu, chém đâu, có ích gì? Trời xanh trừng giám, vô sinh lão mậu trừng giám, đệ tử thề chết không hối hận. Nhìn thi thể của Lộ Bính Chương, Trung Nguyên Chương chìm vào suy tư. Người cháu ruột này nhiều lần được tha thứ, nhưng không biết hối cải, ngược lại càng ngày càng bóc lột dân chúng. Tiêu Nhi, trẫm đã làm sai sao? Phụ hoàng, từ xưa hoàng thân quốc thích dựa vào thân phận làm bậy, và họ là những kẻ dễ được bao che nhất. Chu Tiêu không nói thẳng, nhưng đã liền chuyển nói cho Trung Nguyên Chương biết việc này Chu Hoàn đã sai. Tưởng Hoàn, ngươi không có trách nhiệm gì sao? Tâu bệ hạ, thần sai lầm, xin bệ hạ trừng phạt, phạt nửa năm bổng lộc, an táng Lộ Bính Chương cho tốt, lấy 500 nạng từ nội khố cho gia quyến hắn lo ma chay. Thần tạ ơn bệ hạ khoan hồng, hai nhân này đã trừ sạch cơ sở ngầm ở Thượng Nguyên, thì phong hắn làm thiên hộ đi. Vâng, bệ hạ. Trung Nguyên Chương biết rằng tuy đã bắt được Lộ Bính Chương, nhưng cái gốc của tai họa vẫn nằm ở Chu Hoàn và đám quý tộc Hoài Tây. Dù là người thân, nhưng cũng phải cắt bỏ. Việc này để hà nhân xử lý là thích hợp nhất. Đêm nay ở huyện Thượng Nguyên không hề yên ổn, hơn 200 cẩm y vệ tiến hành chiến dịch hòa diệm. Dưới sự chỉ huy của hà nhân, toàn bộ Bạch Liên giáo ở Thượng Nguyên bị bắt. Nương nương, tìm thấy rồi. Hôm qua hà nhân đã cưỡng ép một gia đình gả con gái. Dù yêu thương, nhưng gia đình cô gái muốn gả con gái cho con trai của quý thủ Dương đại nhân là Dương Hàm, để đổi lấy cơ hội thăng tiến. Lợi dụng việc hắn đến khiêu khích, khi Dương Hàm nổi giận vì xấu hổ, ta sẽ phải sát thủ đến, mượn danh hắn để giết Chu Hà Nhân và Chu Hùng Anh. Nhớ đừng quá lộ liễu, đừng để lại dấu vết. Nô tài lập tức đi làm. Ở làng Tô, huyện Thượng Nguyên, con trai tế tử quốc tử giám Dương Hàm đến nhà họ Tô cầu hôn, biết được cô gái mình thích đã bị cướp mất, lập tức nổi giận. Đồ khốn, dám cướp người của ta, hắn không muốn sống nữa à? Đi, tìm hắn. Dương công tử, thằng nhỏ đó sợ người tìm nó gây rắc rối, nên hôm qua đã dọn đi rồi. Cả huyện này đều là người của ta, hắn có cánh cũng khó thoát. Tìm được hắn, ta nhất định phải giết hắn. Dương công tử, phải suy nghĩ kỹ. Thằng nhỏ đó vừa được thăng lên bách hộ cầm y vệ lục phẩm, hắn bất quá chỉ là một tên bách hộ lục phẩm. Chị ta đã gả cho cháu của Lam Mộc đại tướng quân, có Lam đại tướng quân bảo kê, ai dám làm gì ta chứ? Dám cướp nữ nhân của ta, đúng là muốn chết. Hà nhân, con nghĩ hoàng đế Hồng Vũ hiện tại là một vị vua như thế nào? Cha, bàn luận về thánh thượng là đại kỵ đấy, có thể bắt đầu như chơi. Con hiện giờ là thiên hộ cầm ý vệ, chỉ với câu nói đó thôi con cũng có thể bắt cha rồi. Thằng nhóc này lại được thăng chức rồi, hôm qua là công lớn, được phong thiên hộ, thưởng 500 lạng bạc và 100 mẫu ruộng. Nói lại chuyện chính, mau đánh giá về hoàng đế đương thời đi. Chỉ là nói chuyện riêng giữa cha con mình thôi, sao có thể lộ ra ngoài? Hoàng đế Hồng Vũ anh minh thần võ, trừng phạt kẻ ác ăn dân, từ thân phận thấp kém vươn lên bình định thiên hạ, có thể xếp vào hàng minh quân muôn đời. Tắt. Nói hay lắm, thằng nhóc này nói chuyện có duyên, nhưng dù có nhiều công trạng cũng không ít khuyết điểm. Hồng Vũ đầy xuất thân bần hàn, nên không chịu chia sẻ quyền lực chút nào. Chế độ thừa tướng tồn tại hơn 2000 năm bị bãi bỏ, điều này đã nói lên tất cả. Những lời này của cậu chính là điều cấm kỵ mà Trung Nguyên Chương không dám đối mặt. Nếu là người khác bàn luận chuyện này, đã bị xử tử rồi. Anh, nhưng em nghe nói Hồng Vũ đầy bãi bỏ chức thừa tướng là vì Hồ Di Dung làm phản. Cái trò này chỉ để đánh lừa thiên hạ thôi. Vậy con nghĩ bãi bỏ chế độ thừa tướng là chuyện tốt hay xấu? Vừa tốt vừa xấu ạ. Sao lại thế? Tập trung quyền lực vào tay vua là tốt, nhưng bãi bỏ chức thừa tướng, mọi việc trong thiên hạ đều do một mình hoàng đế quyết định. Hiện tại Hồng Vũ đế cần mẫn yêu dân, nhưng trăm năm sau liệu vua kế vị có còn siêng năng như vậy không? Đúng vậy, hiện tại ta và Tiêu Nhi ngày đêm xử lý triều chính đến kiệt sức, làm sao con cháu đời sau có thể luôn siêng năng như vậy được? Con có ý kiến gì về việc này không? Có cách nào giải quyết không? Cha à, chúng ta chỉ là dân thường thôi, chuyện trị quốc cứ để hoàng đế lo. Thằng nhóc, không phải con nói thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm sao? Hay chỉ nói suông thôi?
cha sốt ruột quá, không biết còn tưởng cha là hoàng đế ấy. Thật ra có một cách, có thể chọn ra 6 vị thượng thư, lập thành nội các, 6 người bình đẳng không phân biệt, cùng bàn bạc quyết định việc lớn trong ngoài. Kết quả trình lên hoàng thượng phê chuẩn. Như vậy, vừa tránh được một người nắm quá nhiều quyền, vừa giảm bớt gánh nặng cho hoàng đế. Trung Nguyên chưa nghe xong cách này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bên cạnh, Mã Hoàng hậu cũng ném cho ánh mắt tán thưởng. Không ngờ con nuôi của mình mới hơn 20 tuổi mà đã hiểu sâu sắc về đạo trị quốc như vậy. Tốt, rất tốt. Cha ơi, con đói rồi. Đại nhân, cho chút đồ ăn đi. Con gái tôi sắp chết đói rồi. Cút sang một bên. Chu đại nhân, lũ lụt sông Hoài làm hư hại hàng vạn mẫu ruộng tốt, số người tị nạn tăng lên nhiều. Đợt thiên tai này lại là cơ hội làm giàu của chúng ta. Năm trước ta tham ông 20 làm vạn quan, năm nay chắc chắn gấp đôi. Tất cả mọi người ở đây đều ăn chặn 50 vạn quan, ước chừng lần này toàn bộ ngân khoản cứu trợ cũng chỉ có ngần ấy. Đại nhân, 50 vạn quan có nhiều quá không? Sợ gì, ta là hoàng thân, dù có phạm tội vẫn có bệ hạ chống lưng. Có mỗi đám dân đen thì làm được trò chống gì? Đại nhân, các ngự sử đâu phải dễ đối phó. Năm kia có tên ngự sử tố cáo, giờ đã cùng vợ con mẹ già chìm dưới đáy sông rồi. Đám thương nhân giật mình, ngay cả ngự sử cũng dám giết. Tên Chu Hoàn này gan to thật, cả Hà Châu ai mà chẳng biết. Đại nhân, chi phủ chúng ta có hoàng đế chống lưng, đứa nào không biết điều dám tố cáo? Vậy thì cùng nhau làm giàu thôi. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thần tố cáo Hàn Quốc công Lý Thiện Trường nhận hối lộ, số tiền rất lớn. Thần tố cáo Lý Thiện Trường cấu kết với tà giáo Bạch Liên giáo. Thần đề nghị điều tra kỹ Hàn Quốc công Lý Thiện Trường. Tâu bệ hạ, đây là vu cáo, xin bệ hạ minh xét. Đây là báo cáo của cầm y vệ Hào Châu. Lý Thiện Trường công khai nhận của Bạch Liên giáo 20.000 mẫu ruộng tốt. Lý Thiện Trường biến sắc, nói ông ta chuyên quyền thì được, nhưng nói ông ta cấu kết với Bạch Liên giáo, âm thầm làm chuyện gì đó, thế thì oan cho ông ta rồi. Tâu bệ hạ, đây là vu cáo thần, thần không biết gì cả, chưa từng nghe qua chuyện này. Đây là việc hệ trọng, không thể không tra. Trần đã quyết định phải cầm y vệ đi điều tra. Gần đây, vụ lũ lụt sông Hoài ở Hào Châu và việc của Hàn Quốc công đều giao cho cầm y vệ phụ trách. Hàn Quốc công tự giam lỏng tại nhà, đợi điều tra xong sẽ định đoạt. Thoái chiêu. Tiểu tử, mày ra đây cho tao. Đồ khốn kiếp, mày tưởng mày là cầm y vệ thì tao sợ à? Tao nói cho mày biết, tao là con trai tế tử quốc tử giám, anh rể tao là cháu ngoại đại tướng quân Lam Ngọc. Mày dám cướp nữ nhân của tao, mày đúng là muốn chết. Thiếu gia, bên trong không có ai. Anh, người đó chính là Dương Hàn, con trai tế tử quốc tử giám. Chính Hàn cứ quấy rầy em mãi. Người đâu, đánh cho ta. Đánh trước rồi tính sau. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lần sau còn dám quấy rối, coi chừng mạng chó của ngươi. Tế tử quốc tử giám Dương Đắc biết con trai mình bị đánh, vô cùng tức giận. Là quan tứ phẩm triều đình, lại kết thông gia với cháu ngoại Lam tướng quân. Hai nhân chỉ là một tên bách hộ lục phẩm nhỏ nhoi, dám cướp người yêu của con ta, khiến nó bị thương nặng. Nếu không trả thù này, còn mặt mũi nào nữa? Lão gia, người của Lam tướng quân đến rồi, mau ra đón. Tiểu thần Dương Đắc, xin anh đón. Dương đại nhân, Dương công tử bị hạ nhân làm nhục, Lam đại tướng quân vô cùng phẫn nộ, đặc phái đại hạ đến thăm. Vì thần không ngờ, chuyện nhà lại khiến Lam đại tướng quân bận tâm. Thật là hổ thẹn. Dương đại nhân là thông gia của tướng quân, bị sỉ nhục như vậy, sao có thể nhịn được? Tướng quân dặn dò, nhất định phải đòi lại công đạo cho ông. Hầu dây oái, khiến người cảm động. Lão phu này, biết lấy gì báo đáp? Hầu gia đã nói trước, ngài với ông ấy thân như một nhà, đã phải chúng tôi mấy chục anh em. Đêm nay sẽ đi trừ khử tên ác tặc đó. Dương Đắc tuy kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, mình đã được Lam đại tướng quân che chở. Một tên bách hộ cầm y vệ nhỏ nhoi, giết đi có sao đâu, liền đi dẫn đường. Trời nóng hanh khô, cẩn thận kẻo hoảng hoạn. Bắn tên, không xong, có mai phục, chạy. Tuy nhiên, cầm y vệ ẩn nấp trong bóng đêm, không cho họ cơ hội chạy trốn. 12 tên sát thủ toàn quân bị tiêu diệt, chỉ còn một tên thoi thóp. Các người rốt cuộc là ai? Người của tế tử quốc tử giám. Đã tra ra là do ai làm chưa?
Báo cáo, kẻ đó nói là do quốc tử giám tế Tiểu Dương đắc, giải thích cách làm, nhưng theo thuộc hạ quan sát, những người đó đều võ nghệ cao cường, không phải thích khách tầm thường. Em rằng Dương đắc không đào tạo được người như vậy, sợ rằng việc này còn ấn khúc. Hôm qua nghe nói, con trai Dương Đắc là Dương Hàm bị Hà Nhân cướp người yêu, nên đã xảy ra xung đột với Hà Nhân. Tiêu Nhân đánh hắn bị thương nặng, Dương Đắc muốn báo thù. Lúc này một nhóm tự xưng là thuộc hạ Lam Mộc xuất hiện. Dương Đắc không xem xét kỹ, liền ra lệnh cho họ đi ám sát Hà Nhân. Trung Nguyên Chương nghe càng thấy sự việc kỳ lạ. Lam Mộc vừa từ Vân Nam Khải Hoàn về, vì công lao hiển hách, đã được phong làm Bích Dương Hầu. Lam Mộc và Dương Đắc có quan hệ gì? Cháu gái Dương Đắc lấy cháu ngoại Lam Ngọc làm thiếp. Hoang đường, tên Lam Ngọc này tính tình kiêu ngạo, sao lại quan tâm chuyện nhỏ của quốc tử giám? Cha cho ta, trước hết bắt giam cả nhà Dương Đắc. Nếu không cha ra kẻ chủ mưu phía sau, thì lấy tội tham ông thất trách, chu di cửu tộc. Tuân lệnh, Trung Nguyên Chương là một vị vua sắt máu. Đối với việc kiểm tra lòng trung thành, một khi phí kiểm tra quá cao, chỉ có cái chết là cách giải quyết trực tiếp nhất. Cùng chi, Dương Đắc dám ra tay với Cẩm Ý vệ và con nuôi của ông, tội này đáng chết. Phụng mệnh thiên tử, bắt giữ cả nhà tế tử quốc tử giám Dương Đắc. Oan uổng, ta vô tội, vô tội, ta muốn gặp hoàng thượng. Lục soát toàn phủ, không để sót một ai, bắt hết đi. Tuân lệnh. Chu Hoàn, có vẻ như là người trong hoàng tộc nhỉ? Chính vì thân phận đặc biệt của hắn, nên mới cử ngươi đi. Tên này không đơn giản đâu, chuyến này phải hết sức cẩn thận. Đa tạ chỉ huy sứ đại nhân đã nhắc nhở. Lần này có hai việc cần dặn dò ngươi. Thứ nhất, điều tra rõ vụ tham ông của Chu Hoàn. Thứ hai, làm rõ vụ tham ông của Hàn Quốc Công. Ngự sử Đô Sát Điện sẽ đi cùng ngươi, nhưng ngự sử chỉ là bình phong thôi. Trọng trách thực sự là ở ngươi đấy. Đây là mật chỉ của hoàng thượng, trong lúc nguy cấp, ngươi có quyền tiền trảm hậu tấu. Mật chỉ cho phép tiền trảm hậu tấu, xem ra vụ này không đơn giản chút nào. Hôm sau, Hà Nhân chọn lựa võ sĩ, dẫn theo Hạ Anh và những người khác chuẩn bị lên đường. Khâu Sư Gia, Lão Khang, hai người không phải đã bị bắt trong vụ Bạch Liên Giáo sao? Sao lại ở đây thế? Phải cảm ơn Hà Nhân đại nhân, đã cho chúng tôi cơ hội lập công chuộc tội. Hai người cũng khổ thật, mọi người tuy không biết Hà Nhân dùng cách gì, nhưng thương cảm cho hoàn cảnh của Khâu Nguyên Sinh và Lão Khang, nên không hỏi thêm nữa. Cô nương này là ai vậy? Đây là một người bạn cũ của tôi, trước đây làm nghề chèo thuyền, mấy ngày trước tôi giúp cô ấy trục thân, không có chỗ ở, nên đi cùng tôi. Nguyệt Nhi xin chào các vị đại nhân. Chào hai vị tẩu tẩu ạ. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Khâu Sư Gia, anh dẫn Vương Bôn và Lý Thường vào thành trước, giờ là tin tức trong thành, chúng tôi sẽ đến sau. Tuân lệnh. Chiều tối, cả nhóm đã đến nơi ở tạm tại Hào Châu, Phượng Dương. Ba người đi trước để điều tra tình hình là Khâu Sư Gia, đã chờ đợi từ lâu. Kết quả điều tra thế nào? Đại nhân, những gì chúng tôi nghe thấy và chứng kiến trong thành khiến người ta phẫn nộ tột cùng. Chu Hoàn và cha hắn là Chu Sùng Nhất thật sự là những kẻ vô pháp vô thiên. Chúng bóc lột dân chúng, bày quay phải đóng thuế đất, ra đường phải nộp thuế qua đường, thậm chí lấy nước sông cũng phải đóng thuế dưới ngựa. Bóc lột từng tầng một, dân chúng khổ không thể tả. Điều đáng phẫn nộ hơn là lão tặc Chu Sùng Nhất ham mê hưởng lạc, bất kỳ cô dâu mới nào hắn thích đều phải bị hắn làm nhục trước. Mới được vào động phòng, đến nay đã có 7-8 cô gái vô tội thiệt mạng vì chuyện này. Còn không bằng xuất sinh, 2 năm trước, có một ngự sử tố cáo Chu Hoàn nhưng bị gặp họa. Từ đó không ai dám lên tiếng nữa, cả Phượng Dương đã trở thành hậu hoa viên của hai cha con này rồi. Bẩm đại nhân, Bách Hộ địa phương Lôi Đại Hổ xin gặp. Hạ quan tham kiến Thiên Hộ đại nhân. Lôi Bách Hộ lần này đến đây, có chuyện gì không? Đại nhân, chúng tôi đã nghe danh tiếng của ngài ở kinh thành từ lâu, trong lòng rất ngưỡng mộ, nên đặc biệt đến thăm. Đã đến thăm rồi, nếu không có việc gì khác, Lôi Bách Hộ xin về đi. Ngày mai gặp lại ở Thiên Hộ sở cũng không muộn. Đại nhân thẳng thắn, hạ quan kính phục. Tuy nhiên, từ Thiên Hộ nhờ hạ quan mang đến cho ngài một món quà mọn. Đây là 10 vạn lượng, xin đại nhân vui lòng nhận cho. Dù Hà Nhân đã chuẩn bị tinh thần bị hối lộ, nhưng món hối lộ lớn như vậy vẫn khiến anh ta giật mình. Số tiền này chắc không chỉ của Cẩm Y vệ đâu nhỉ? Phủ chi phủ cũng có phần chứ. Đại nhân anh minh, phần lớn là của chi phủ đại nhân, ông ấy nhờ tôi chuyển cho ngài đấy. Các ngươi đưa ta nhiều tiền như vậy có mục đích gì? Đại nhân hiểu lầm rồi, đây chỉ là chút lòng thành nhỏ nhoi thôi, đâu dám làm phiền đại nhân. Chi phủ đại nhân chỉ mong đại nhân có thể nhắm một mắt mở một mắt với một số chuyện. Tôi đã bảo số tiền này không dễ nhận mà, thì ra là muốn tôi làm ngơ. Chi phủ đại nhân còn nói đây chỉ là khởi đầu thôi, nếu chúng ta hợp tác vui vẻ, chắc chắn sẽ làm đại nhân hài lòng. Chúng ta những quan chức này hài lòng rồi, còn dân chúng trong thành thì sao? Đại nhân, người thật biết đùa, đi làm quan ngàn dặm chỉ vì tiền thôi, bổng lộc cấp trên cho ít đòi thế, chúng ta cần gì phải cãi nhau làm gì? Chi bằng nhân cơ hội kiếm thêm chút lợi. Dân thường chết cũng chẳng sao, tưởng ta chưa từng thấy tiền à? Được thôi, đã tự đâm đầu vào, vậy thì đơn giản rồi, bắt đầu thẩm vấn từ ngươi trước. Hà Nhân, ta thấy ngươi là người của Thiên Hộ chúng ta, nên đã nể mặt lắm rồi đấy. Ngươi định làm gì? Lật mặt à? Không ngờ đấy, ta vừa đến nơi đã có kẻ dùng tiền lớn mua chuộc, làm sao ta không thẩm vấn cho được? Hà Nhân, đừng có được voi đòi tiên, đây là Phượng Dương không phải kinh thành, ngươi đơn thân độc mã làm được gì ta? Người đâu, bắt lấy tra tấn. Ta thích những kẻ cứng miệng. Nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi có thể moi được một chữ từ miệng ta, ta sẽ gọi ngươi là tổ tông. Nói chưa, khai hay không khai? Tiếp tục. Tổ tông, còn sai rồi, còn khai hết.
Vậy thì bắt đầu kể từ những tội ác người đã phạm đi. Trong 10 năm qua, tôi đã thăm ông nhiều lần, hơn 15 vạn quan tiền và lụa, châu báu, thư họa không đếm xuể, đều cất giấu trong dinh thự mới mua. Năm Hồng Vũ thứ 10, tôi cưỡng hiếp cô gái đầu tiên và giết cả nhà bốn người. Năm Hồng Vũ thứ 11, giúp từ thứ lương thiên hậu cưỡng hiếp ba tiểu thiếp nhà thương gia giàu có, còn thiêu sống mẹ ông ta. Hai nhân nắm chặt hai tay, lúc này chỉ muốn giết chết tên khốn này. Vương Bôn và những người khác tức đến nghiến răng ken két. Năm Hồng Vũ thứ 12, vì một làng từ chối nộp thuế, Chu Hoàng ra lệnh cho từ khiêm hộ lệnh chúng tôi đột kích đốt phá ban đêm, không may mất kiểm soát, cả làng bị thiêu sống. Tôi phải giết hắn, tôi phải giết hắn. Vương Bôn, bình tĩnh. Đại nhân, tôi còn phải nói tiếp không? Nói hay không nói, ta sẽ giết người ngay. Năm Hồng Vũ thứ 13, Phượng Dương bị lũ lụt, chúng tôi và Chu Hoàn tham ông toàn bộ tiền và lương thực cứu trợ, khiến 2.800 nạn dân chết. Sao người biết rõ thế? Chu Hoàn nói hắn là hoàng thân, dù cấp trên biết cũng không làm gì được hắn, nên chẳng cần che giấu. Đại nhân, đừng giết tôi, tôi còn tin tức muốn nói. Nói, ngài phải hứa tha mạng cho tôi sau khi nghe xong. Được, ta không giết ngươi. Vụ nổi loạn của Thủy Phỉ ở phủ Phượng Dương thực ra là do Chu Hoàn cấu kết với Bạch Liên Giáo gây ra. Hắn giả vờ đánh giặc, hàng năm kiếm lợi từ đó. Hắn còn liên kết với Bạch Liên Giáo, làm ăn với bọn quỷ tóc đỏ trên biển nữa. Còn gì nữa? Chưa khai ra gì không? Không còn gì nữa, nhưng tôi có thể gọi những đồng liêu của tôi, khai báo hết những gì họ biết. Nghĩa là ngài không giết tôi. Được, ta không giết ngươi. Vương Bôn, có thuộc hạ, ngươi giết hắn đi. Ngươi đoán xem lần này Lôi Đại Hổ đi đưa bạc có đưa được không? Ta đã bỏ ra một khoản lớn đấy. Đúng 10 vạn quan. Một bách hộ mới nhậm chức được mấy ngày, lương bổng có bao nhiêu? Thấy nhiều tiền thế, chắc chắn phải rung chân. Lời này nghe có lý đấy. Chúng ta cứ chờ tin tốt thôi. Nếu không thành, ta sẽ tăng thêm 15 vạn nữa. Một phó thiên hộ mới nhậm chức, cho nhiều thế, gia của tôi, giải quyết hắn một lần luôn. Sau này khỏi lo hắn gây rắc rối nữa. Hơn nữa, ta nghe nói ngày kia khoản tiền cứu trợ lũ lụt sẽ được giải ngân. Tổng cộng 100 vạn quan. So với số tiền đó, mấy đồng này chẳng thấm vào đâu. Vậy thì coi như cho cháu ăn vậy. Sáng hôm sau, hai nhân cho mấy người anh em thiêng xác Lôi Đại Hổ đến thiên hộ sở. Hà thiên hộ, ngươi định làm gì đây? Lôi Đại Hổ sao thế này? Ta giết đấy. Từ Thế Lương sửng sốt, năm sáu bách hộ thân cận với hắn cũng rút đao. Bốn bách hộ còn lại cũng nhìn hai nhân với vẻ tiếc nuối. Hà thiên hộ, dù ngươi từ kinh thành đến cũng phải tuân thủ quy trình điều tra chứ, lẽ nào có thể tùy tiện giết người? Dùng 10 vạn quan hối lộ cấp trên lại phạm tội chồng chất, chẳng lẽ không đáng chết sao? Giết người, nếu Lôi Đại Hổ thật sự có tội, phải áp giải về thiên hộ sở thẩm vấn, rồi mới định tội. Sau đó báo lên triều đình để phán quyết cuối cùng. Ngươi có quyền gì tự ý tước đoạt mạng sống của người khác? Ngươi tưởng mình là khâm sai đại nhân, có đặc quyền tiền trảm hậu tấu à? Năm bảo hội trưởng đứng sau từ thiếu lương lập tức trở nên ngạo mạn. Những bách hộ chưa dính líu, vẻ mặt nghiêm trọng, họ mừng vì hà nhân không nương tay với những bách hộ tội ác chồng chất, nhưng trong lòng cũng trách hà nhân hành động liều lĩnh, bắt người không có bằng chứng, khiến việc rơi vào thế bị động. Tiểu tử ngươi còn quá trẻ, làm thế này chỉ tạo cớ cho người ta thôi. Vậy là có lý do chính đáng để giết ngươi rồi. Không chỉ tiết kiệm được 10 vạn quan, mà còn trừ hậu họa vĩnh viễn. Hai nhân là thiên hộ cầm ý vệ, vi pháp phạm pháp, giết hại bách hộ tránh lục phẩm của triều đình. Chứng cứ rõ ràng, bắt lấy hắn. Hai nhân, ngươi tưởng mình là khâm sai đại thần à? Tùy tiện giết mạnh quan triều đình, bắt hắn cho ta. Mọi người kinh ngạc nhìn tấm lệnh bài trong tay hai nhân, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Thiên hộ từ, người đoán đúng rồi, ta chính là khâm sai đại thần. Hối lộ khâm sai đại thần một lúc 10 vạn quan, thật khiến người ta phải nể phục. Hà nhân, dù ngươi là khâm sai đại thần, không có bằng chứng làm sao có thể tùy tiện giết người? Đúng vậy, đưa bằng chứng ra đây. Đưa bằng chứng ra. Huynh đệ, hôm nay hắn có thể giết bách hộ Lôi, ngày mai hắn có thể giết tất cả chúng ta. Mạng chúng ta không phải là mạng sao? Thiên hộ đại nhân nói đúng, chúng ta cần một lời giải thích. Đúng, phải giải thích. Tiểu tử, ngươi là khâm sai đại thần thì sao? Đây không phải kinh thành, đến địa bàn của ta, dù là rồng cũng phải nằm im. Ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích ngay. Vương Bôn, đọc lời khai của Lôi Đại Hổ cho mọi người nghe. Ngay lập tức, Vương Bôn đọc hết tất cả tội trạng mà Lôi Đại Hổ đã khai. Năm 52 Chu Hoàn ra lệnh cho Tử Thiên Hộ đột kích và phóng hỏa, cả làng bị thiêu sống. Tử đại nhân, ngài không phải nói cả làng tự thiêu sao? Hóa ra ngài luôn lừa dối chúng tôi. Từ thiếu lương, đây là do Lôi Đại Hổ tự tay ký và đóng dấu. Ngươi còn gì để nói nữa? Ta có tùy tiện giết người không? Hà đại nhân, chúng tôi có nhiều bằng chứng ở đây. Ta có bằng chứng về việc từ thiếu lương tham ông hối lộ, có thể chứng minh tên này cùng Chu Hoàn làm vậy. Chúng tôi đều sẵn sàng làm chứng. Các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. Lẽ ra ta nên giết các ngươi sớm hơn. Hà nhân, ngươi tưởng sau lưng Chu Hoàn chỉ có hoàng đế thôi sao? Còn có Lý Thiện Trường và Lam Ngọc nữa, bọn họ sẽ không tha cho ngươi đâu. Lý Thiện Trường, Lam Ngọc, hoàng thân Chu Hoàn, toàn là những kẻ không dễ đối phó.
không lo được nhiều thế. Hiện giờ ở Phượng Dương mỗi ngày có người chết đói. Giải quyết vấn đề trước mắt đã. Hạ nhân, kết cục của ngươi sẽ còn thảm hơn ta. Người đâu, áp giải mấy tên này xuống. Thêm vài người nữa, theo ta đi khám xét nhà của Bách Hộ Lôi và Thiên Hộ Từ. Sau khi Từ Thứ Lương thất bại, Hạ nhân liền tiếp quản hoàn toàn Thiên Hộ Sở. Cha, cha sao vậy? Cha đừng chết. Ôi chồng ơi, chàng không thể có chuyện gì được. Chàng chết đi thì gia đình ta sẽ tàn nát mất. Đi xem thử. Muốn chết thì đừng trách ta. Được ngủ với chi phủ đại nhân một đêm là vinh hạnh của các người. Nhìn cái gì mà nhìn, cút hết đi. Người là người giết à? Cẩm Y Vệ, người là ta giết đấy. Người biết ta là ai không? Ta là quản gia của chi phủ đại nhân. Ngay cả thiên hậu từ của các người cũng phải nề mặt ta ba phần. Tại sao lại giết người? Phàm là con gái đi lấy chồng, đêm trước khi cưới bắt buộc phải ngủ với đại nhân nhà ta một đêm. Lão già này lại không chịu, nên ta đành phải giết hắn thôi. Chỉ là một tên tiện dân, giết rồi chỉ đền 40 quan thôi. Ai quy định vậy? Lão gia của nhà ta. Chính ngươi nói đấy, một mạng người chỉ đáng 40 quan, nhưng ngươi chỉ là con chó, chỉ đáng 30 quan thôi. Thiên sát đến phủ của chi phủ, nói hạ nhân gửi quà cho họ, bảo họ đừng thả chó ra ngoài, không thì gặp con nào giết con đó. Phủ chi phủ Phượng Dương Cẩm Y Vệ đặt năm xác chết trong đại sảnh. Chu Trọng nghe tin liền nổi giận đùng đùng. Ai dám làm chuyện này? Hoàng thượng là anh họ ta, thiên hậu từ gặp ta còn phải quỳ lại. Ai to gan dám vậy? Giết họ là thiên hậu hà của chúng tôi. Hạ nhân, bảo chúng tôi nhắn một câu, năm cái xác này hôm nay là quà mừng nhậm chức cho các người đấy. Sau này đừng thả chó ra nữa, không thì gặp là giết không tha. Các người, to gan thật. Nói xong, năm sáu cẩm y vệ tiểu thất quay người bỏ đi. Bọn họ làm việc ở Phượng Dương bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thấy sảng khoái như hôm nay. Bên này, hạ nhân đang bận rộn khám xét nhà Lôi Đại Hổ. Vương Bôn, có thuộc hạ. Ngươi cầm lệnh bày khâm sai đến vệ Phượng Dương điều 2.000 quân, bao vây phủ chi phủ cho ta, không cho ai ra vào. Rồi bảo thúc sư, những chuyện xảy ra 2 ngày nay, phi ngựa gấp báo về kinh thành. Thuộc hạ tuân lệnh. Thưa đại nhân, cống trả bạc 500 lạng và 1.000 lạng, ruộng 200.000 mẫu. Bảo sao dân Phượng Dương sống không nổi? Một tên bách hộ nhỏ mà tham ông nhiều đến thế. Thiên hộ đại nhân, bên ngoài có hơn 1.000 dân đói tụ tập. Dùng tiền tịch thu mua ít lương thực, phát cho dân chúng đi. Đại nhân, theo quy trình, tăng vật phải được niêm phong truyền về kinh trước, sau đó mới được phân phối. Nếu ta tự ý dùng, em rằng sau này khó giải thích. Tiền cứu trợ chưa tới, dân đói đã đến rồi. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn họ chết đói ngoài thành? Nhưng thưa đại nhân, em rằng chúng ta không mua được lương thực trong thành đâu. Sao thế? Theo thông lệ hàng năm, thương nhân tích trữ lương thực, thông đồng với quan phủ, dùng lương thực bóc đổi lấy lương mới, mà giá còn gấp 20 lần giá thường ngày. Tệ hơn nữa là 10 đấu lương tốt chỉ đổi được 1 đấu lương hồng. Bọn này tham nhũng đến mức tinh vi thật, không giết vài tên, máu chảy thành sông thì sao xứng đáng với dân chúng ngoài kia? Người biết những chuyện này, sao không báo cáo lên triều đình? Đại nhân, thư tố cáo gửi không được đâu. Năm kia có một ngự sử tố cáo, cả nhà 5 người đã bị ném xuống sông ngoài rồi. Chúng tôi đâu phải không có gia đình, đều có cha mẹ ra con cái nhỏ. Tôi không muốn con trai mình bị đánh chết, con gái bị bán vào lầu xanh bị làm nhục. Không phải chúng tôi nhát gan, mà chúng tôi không thể thua được. Đi, bắt đầu từ kho lương. Ta không tin không giết hết được lũ súc sinh này. Xem cổ chúng cứng, hay đào ta nhanh hơn. Khi hạ nhân và người của anh đến kho lương, cửa đã đông nghịt người. Chúng tôi trả gấp 10 lần giá vẫn không được sao? Các người đừng ép người ta đến chết chứ. Trả gấp 10 mà đòi mua lương thực à? Các người mơ à? Năm nay lương thực ít nhất phải gấp 20 lần. Muốn mua thì mua, không thì thôi. Các người muốn ép chúng tôi đến chết sao? Chúng tôi bán hết nhà cửa cũng không đủ tiền mua. Các người có thể đi gặp chi phủ đại nhân. Nếu mà ấy đồng ý giảm giá, tôi sẽ bán cho các người. Nếu mà ấy không đồng ý, dù các người có cùng nhau treo cổ, ta chẳng liên quan gì đến tôi. Tốt nhất là treo cổ cùng vợ luôn đi. Như vậy xuống âm phủ còn có bạn. Người đâu, lấy 40 quan tiền ra đây. Vị đại nhân này, ngài mới nhận chức phải không? Tiểu nhân thấy ngài lạ mặt quá. Đại nhân, có gì cứ nói thẳng, chúng ta đều là người một nhà mà. Ta hỏi ngươi, từ khi mở tiệm lương thực này, ngươi đã kiếm được bao nhiêu tiền bẩn? Đại nhân, 1.000 lạng này ngài cầm lấy. Trước đây chúng tôi không hiểu chuyện, giờ xin bù đắp cho ngài. Ngươi coi thường ta quá rồi đấy. Hoặc là ta không lấy, hoặc là lấy hết, ra nộp toàn bộ 2 kho lương của ngươi. Đại nhân, đừng đùa kiểu đó chứ. Nếu lấy tiệm này, tiểu nhân biết làm sao đây? Làm sao à? Ngươi và vợ cùng treo cổ đi. Như vậy xuống âm phủ. Còn có bạn. Đại nhân, phải biết rằng kho lương này Chu đại nhân chiếm một nửa đấy. Ngài ở đây gây rối, khó mà giải thích với Chu đại nhân đó. Chu đại nhân khó giải thích, vậy dân đói ngoài thành giải thích sao đây? Đại nhân, ai quan tâm dân đói sống chết? Dân đói càng nhiều, chúng ta càng làm ăn tốt. Năm kia làm vậy, chết hơn 2.000 dân đói, triều đình có làm gì được chúng ta đâu? Huống chi lương thực ở đây, ngài động vào một hạt, Chu đại nhân cũng có thể chặt tay ngài đấy. Thế sao? Tay tôi, tay tôi. Đám đông chứng kiến,
đều sửng sốt. Cẩm Y vệ không phải là một phe với bọn họ sao? Hôm nay chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi nhận ra hắn rồi, hắn chính là người đã trị tội quản gia. Phó Thiên Hộ mới nhậm chức đấy. Hạ nhân, đại nhân cứu mạng. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Các Cẩm Y vệ ở Phượng Dương đều ngẩng cao đầu. Trước đây họ theo Từ Thiếu Lương như chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh. Giờ theo Hạ nhân, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Cẩm Y vệ đã trở thành Bồ Tát cứu mạng. Ngươi có vui lòng quyên góp toàn bộ lương thực trong tiệm không? Có vui lòng không? Mở đi, tiểu tử, đừng đắc ý, sẽ có người trị tội ngươi. Đằng sau ta là Chu Hoàn, Chu đại nhân, và đằng sau Chu đại nhân là hoàng đế. Ngươi dám đắc tội với ta? Người đâu, lấy cho ta ít muối để cầm máu cho trưởng quỹ trương. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tôi xin quyên góp, tôi xin quyên góp tất cả. Trương Nhị Cầu, chủ tiệm lương thực Phong Thuận, không nợ thời dân chúng khổ sở, tự nguyện quyên góp toàn bộ lương thực trong tiệm để cứu trợ dân đói. Tốt, tự viết đi. Dân Phượng Dương, xin cảm tạ Thiên Hộ đại nhân. Đại nhân, ngài là Bồ Tát tài thế, ngài đã cứu toàn bộ dân Phượng Dương rồi. Hạ đại nhân có lệnh, từ hôm nay sẽ lập trại cứu trợ nạn dân. Nếu có kẻ gian thương dám cản trở việc cứu trợ, thì lập tức xử tử không tha. Hạ đại nhân thật tài giỏi, ngài là vị cứu tinh của chúng tôi. Phượng Dương chúng ta được cứu rồi, trời đã phù hộ chúng ta. Cái thằng Thiên Hộ chó má đó đâu rồi? Bảo nó cút ra đây. Con chó nào đang sủa thế? Thiên Hộ đại nhân, đó là Chu Sùng Nhất, cha của Chu Hoàn. Ngươi chính là Hạ nhân à? Đúng, chính là ta đây, đồ dã chủng, dám giết quản gia của ta, ngươi muốn chết phải không? Ra rồi mà mồm miệng còn bẩn thỉu. Đồ dã chủng, ta là anh em họ của hoàng thượng đấy, ngươi làm gì được ta? Chọc tức ta, thằng dã chủng này. Hai cái tát này là vì ngươi ăn nói vô lễ. Ngươi cái gì ngươi? Hai cái tát này là vì dân chúng Phượng Dương đã chết. Hai cái tát này là thay cho những cô gái vô tội ở Phượng Dương. Ngươi cái gì ngươi? Nói còn không rõ ràng, ra rồi còn có tác dụng gì nữa? Não già này yếu quá, mới có 6 cái tát đã ngất rồi. Người đâu, đem não già này giao cho chi phủ Phượng Dương Chu Hoàn. Phản rồi, giết quản gia của ta, cướp lương thực của ta, xỉ nhục cha ta, còn coi ta là hoàng thần quốc kích nữa không? Ta sẽ giết ngươi. Người đâu, có thuộc hạ, ngươi đi báo cho đại đương gia ở Sơn Thủy Trại, cử vài tay đắc lực tới đây, có một người cần xử lý. Làm xong việc, thưởng 10 vạn quan. Vâng, xếp hàng ngay ngắn, từng người một, ai cũng có phần. Cảm ơn Hà đại nhân. Hà đại nhân đúng là Bồ Tát tài thế. Dừng lại, tất cả dừng lại cho ta. Chu Hoàn biết tin Hà nhân lập trại cứu trợ nạn dân, lập tức dẫn nha dịch đến ngăn cản, chống bắt hắn. Số tiền lương cứu trợ của triều đình đã thuộc về hắn từ lâu. Các ngươi đang làm gì? Đây đều là lương thực của ta, ai cho phép các ngươi ăn cháo ở đây? Dừng lại ngay, dừng lại. Đại nhân, những nạn dân này không ăn sẽ chết đói mất, ngài không thể sao? Hay cho một tên thuộc hạ, ngươi còn dám dạy ta cách làm việc à? Lời chi phủ ta không còn giá trị nữa sao? Ta bảo dừng lại, không được phát cháo nữa. Nào, lấy đi. Cảm ơn đại nhân. Người đâu, bắt hắn cho ta. Đại nhân, đây. Phế vật, đánh đi, đánh cho chết luôn. Lũ tiện dân này đói lâu rồi, tay không tấc sắt, các ngươi không làm gì được sao? Thực ra không phải các nhà dịch không làm được, mà họ thực sự không nữa. Dù sao cũng đều là dân Phượng Dương cả. Đừng đó làm gì, lên đi, không lên ta giết hết các người. Ai đó, ta sẽ chu di cửu tộc nhà ngươi. Đáng tiếc, không bắn chúng. Tôn thủ bị, ngươi đây là. Chúng ta vâng lệnh Khâm Sai đại nhân, đến trấn thủ thành Phượng Dương. Nhìn cho kỹ đây Chu Hoàn, đây là sắc lệnh của Khâm Sai, thế lệnh như thể thánh thượng. Còn không quỳ xuống. Cái đám Cẩm Y vệ nhỏ nhoi mà cậy thế ức hiếp người, ta là hoàng thân đấy. Các ngươi có nghĩ đến hậu quả không? Ngươi không quỳ bây giờ, ta đành bắt ngươi với tội bất kính với hoàng đế vậy. Các ngươi giỏi lắm, cứ đợi đấy cho ta. Cút đi, chúng ta còn việc chính phải làm, đừng có ở đây quấy rối. Chúng ta đi. Đại nhân, vừa rồi sao không bắt bọn chúng? Bọn này có thế lực lớn, bắt bây giờ chỉ làm kinh động bọn chúng thôi. Sớm muộn gì cũng có người cứu ra. Đợi thêm chút nữa, khi Từ Thiếu Lương khai ra chứng cứ đầy đủ, ta sẽ bắt hết một lúc, khiến chúng không thể ngóc đầu lên được. Đại nhân anh minh, thời nguyên triều cai trị, dân Phượng Dương sống không bằng chó. Giờ dưới sự cai quản của nhà Chu vẫn không bằng chó, bao giờ dân chúng thiên hạ mới được no ấm đây? Chiều tối, sau một ngày bận rộn ở trại cứu trợ, Hạ nhân trở về nơi ở, từ xa đã thấy 50 đến 60 Cẩm Y vệ đứng canh trước cửa. Các ngươi có chuyện gì vậy? Hạ đại nhân, chúng tôi đến bảo vệ gia đình ngài. Bảo vệ ta? Đại nhân, mấy ngày nay ngài làm nhiều việc đắc tội người khác, chúng tôi sợ có kẻ hãm hại gia đình ngài, anh em tự tổ chức người thay phiên bảo vệ. Cảm ơn các huynh đệ nhiều. Hà đại nhân không cần, Cẩm Y vệ chúng tôi trước đây bị người chê trách, giờ theo Hà đại nhân,
mới khiến chúng tôi lấy lại được danh dự. Đáng lẽ chúng tôi phải cảm ơn ngài mới phải. Theo những kẻ như Từ Thiếu Lương, các người cũng bị bức bách thôi. Sau này cứ tận tâm tận lực là được. Chúng tôi nhất định không phụ lòng đại nhân. Đại ca, anh biết nhà của Hà Nhân là nhà nào không? Không cần biết nhiều thế làm gì. Giết hết là xong chuyện. Ai trên mái nhà kia? Chết rồi, bị phát hiện rồi. Có kẻ ám sát, mọi người, bắn tên. Có ai còn sống không? Đại nhân, có một tên còn sống. Đại nhân tha mạng. Chúng tôi bị người ta sai khiến. Nhất thời mê muội. Ai sai các người đến ám sát ta? Nói, không nói ta chặt đầu ngươi ngay. Là Chu Hoàn. Chu Hoàn nói ngay cản đường làm ăn của hắn, nên liên lạc với đại đương gia của trại Xuân Thủy chúng tôi, bảo chúng tôi đến ám sát ngài. Nói nếu thành công sẽ cho 10 vạn quan. Trại các người có bao nhiêu người? Tổng cộng hơn 1.300 người. Sao lại nhiều người thế? Đại nhân, bọn họ cấu kết với Chu Hoàn bóc lột dân Phượng Dương. Chúng tôi sống không nổi đành phải gia nhập. Thế nên dần dần người càng đông. Chúng tôi là người Đại Minh, được phái đi buôn bán với Bạch Liên giáo trên biển. Các ngươi là người Đại Minh, vậy đại đương gia của các ngươi không phải người Đại Minh à? Đại đương gia chúng tôi, Mai Xuyên Nội Khốc, là người Đông Dương. Người Nhật. Vâng đại nhân, bọn họ từ năm Hồng Vũ Nguyên Niên đã cướp bóc ven biển, rồi định cư ở trại Xuân Thủy. Được lắm, Chu Hoàn, Lôi Đại Hổ đã nói, người cấu kết với Sơn Tặc áp bức dân lành, nhưng không ngờ lại là giặc Nhật, cấu kết với ngoại bang hại đồng bào. Đồ chó má, đáng chết. Hà Nhân vô cùng phẫn nộ, mối thù nhà nước lập tức dâng trào trong lòng. Đại Hoa Hồng Vĩ biết bao nhiêu người đã chết trong tay chúng, tên Chu Hoàn này lại còn cấu kết với giặc Nhật hại đồng bào. Người đâu, giam hắn lại cho ta. Tên này là nhân chứng tố cáo Chu Hoàn cấu kết với giặc Nhật, không thể để hắn chết được. Anh, em nghe thầy kể về loạn giặc Nhật, chúng đốt phá ven biển, giết chóc, cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ Hán tộc, không thể tha thứ cho một tên nào cả. Khi ở Bạch Liên giáo, tôi cũng nghe nói, từ khi Quách giáo chủ lên nắm quyền, thường xuyên làm ăn với giặc Nhật. Tôi cũng nghe nói, giặc Nhật hay lên bờ cướp bóc, lũ giặc Nhật chó má này đáng bị lăng trì. Ta có một bản thiết kế, tìm vài thợ thủ công giỏi, chế tạo nó nhanh nhất có thể, càng nhiều càng tốt. Đại nhân, đây là cái gì vậy? Với lực lượng hiện tại của chúng ta, không thể đối phó với hơn 1.300 tên giặc Nhật. Nhờ vật này có thể tiêu diệt chúng trong một trận. Vương Bôn và những người khác nhìn Hà Nhân không thể tin nổi, nhưng Hà Nhân không có vẻ đùa giỡn, nên họ cầm bản thiết kế giao cho thợ làm suốt đêm. Tâu bệ hạ, thần xin hạ tội khâm sai Hà Nhân. Hạ tội hắn cái gì? Hà Nhân vừa đến Phượng Dương đã giết chết quan triều đình là Lôi Bách Hộ, coi thường mạng người. Bệ hạ, thần cũng xin hạ tội Hà Nhân. Ngươi lại hạ tội hắn cái gì? Thần hạ tội hắn lạm sát người vô tội, gây ảnh hưởng xấu. Bệ hạ, ngài để Hà Nhân đến Phượng Dương, không những không có tác dụng gì, mà còn làm hỏng danh tiếng triều đình. Thần đề nghị triệu hồi hắn về. Tâu bệ hạ, Phượng Dương phủ toàn là hoàng thân, hành vi như vậy còn đâu uy nghiêm của hoàng gia. Thần đề nghị xử Hà Nhân tội chết, để xoa dịu cơn giận của hoàng thân. Còn ai muốn hạ tội Hà Nhân nữa không? Đứng ra hết đi. Tốt, tốt lắm. Hà Nhân vừa đến Phượng Dương, thiên hộ địa phương đã biểu hắn 10 vạn quan. 10 vạn quan, các ngươi hạ tội hắn đây. Ai trong các ngươi chịu nổi cám dỗ như vậy? Đây là bổng lộc 200 năm của các ngươi đấy. Qua thẩm vấn biết được, tri phủ và thiên hộ cưỡng hiếp dân nữ, giết cả nhà người ta, đốt làng khiến cả làng chết cháy, tham mong tiền cứu trợ, khiến 2.000 nạn dân chết đói, không việc ác nào không làm. Chấm hỏi các ngươi, loại cặn bã này có đáng chết không? Thần có tội. Không hiểu rõ tình hình, chỉ dựa vào hán miệng một cái đã quyết định sinh tử người khác. Người đâu, lôi đám người này ra đánh 50 bạn vào lòng bàn tay, tịch thu toàn bộ tài sản, giáng làm thường dân. Anh em, tối nay uống cho đã nào. Ngày mai chúng ta lại đến Phượng Dương làm một chuyến nữa, tiện thể bắt vài cô gái xinh đẹp về làm bạn với chúng ta. Đại ca, nếu bị triều đình Đại Minh phát hiện thì chúng ta tiêu đời. Có hoàng thân bảo kê, mỗi lần chúng ta làm ăn, hắn đều ăn phần lớn. Sợ gì chứ? Nhưng nghe nói Phượng Dương gần đây có một tên cầm y vệ đến, hắn rất lợi hại. Cho hắn 10 cái gan, cũng không dám động đến hoàng thân của Đại Minh đâu. Đại ca, không xong rồi, lại có một tên khốn nạn đến. Chúng không biết dùng vũ khí gì, một phát giết chết 1.000 người của chúng ta. Người đâu, bắn tên. Xung phong. Các ngươi là ai? Các ngươi không thể giết ta. Chúng ta là người của Hoàng Thân Chu Hoàng, cũng là người của Bạch Liên Giáo. Các ngươi không thể giết ta. Chỉ trong một ngày, Hà Nhân đã dẫn 200 cầm y vệ tiêu diệt hơn 1.300 tên giặc thảo khấu. Khi Hà Nhân và đồng đội trở về Phượng Dương, họ ngạc nhiên phát hiện kho lương thực chất đầy gạo. Số lương thực này từ đâu ra vậy? Các ngươi bán lương thực hay là... Đại nhân, cho chúng tôi 10 cái gan cũng không dám trục lợi từ nạn đói đâu ạ. Chủ nhân chúng tôi đã nói, tất cả số lương thực này đều quyên góp hết, để cho dân đói có cái ăn no trước đã.
Mấy lái buôn này có ý thức cao nhỉ? Họ đều bị người dạ sợ đấy, sợ người tịch thu hàng nên tự nguyện quyên góp vài xe trước. Thế cũng tốt, còn hơn là ngày nào cũng đến tịch thu. Tao không thích đánh đánh giết giết. Đồ ăn mày hôi hám, đừng cản đường. Ngươi là ai? Sao lại giết dân đói? Ta là quản gia của Hàn Quốc công lý Tony. Có việc quan trọng cần gặp chi phủ các ngươi. Các ngươi có mấy cái mạng mà dám cản đường ta? Sao lại là một tên quản gia nữa vậy? Vương Bôn, có thuộc hạ, bắt hắn vào phòng giam cho ta. Hay không? Hay không? Đại nhân, người hỏi đi chứ. Tôi khai hết. Ngươi là quản gia của Lý Tony, đến tìm Chu Hằng làm gì? Hoàng đế đã ra lệnh cấm túc Lý Thiện Trường, cảm thấy sẽ có chuyện lớn nên tôi vội vàng chạy đến báo tin. Vậy những việc phạm tội thường ngày của chúng ngươi, ngươi biết bao nhiêu? Tên quản gia do dự, hắn biết nếu nói ra mà Lý Tôn Ý biết được, cả nhà già trẻ đều phải chết. Xem ra vẫn chưa có ý thức gì. Vương Bồn, tiếp tục đi. Đừng, đại nhân tôi nói, tôi khai hết. Đại nhân, xin đừng để lộ là tôi khai, nếu không chủ nhân tôi biết được sẽ giết cả nhà tôi mất. Vậy phải xem ngươi khai có đúng như chúng ta muốn không đã. Chủ nhân tôi, Lý Tổ Ni, chủ yếu có hai nguồn thu nhập. Một là chiếm đoạt đất đai của dân, ép buộc họ giao nộp ruộng đất. Hai là làm ăn với Bạch Liên giáo trên biển. Dù bọn hạ nhân ít tiếp xúc với Bạch Liên giáo, nhưng từ tình hình hiện tại, không ít quan chức có hợp tác với Bạch Liên giáo. Từ khi cấm biển, buôn lậu trở thành thiên đường kiếm tiền của các quan này. Bình thường các ngươi làm ăn gì với Bạch Liên giáo? Tơ lụa, trà, đồ sứ. Chu Hoàn đóng vai trò gì trong đó? Chu Hoàn chỉ là tấm bình phong của Bạch Liên giáo, chỉ là một quân cờ thôi. Hắn ta ngông cuồng như vậy, phát hoàng báo công khai trắng trợn, sớm muộn gì cũng gây họa. Ngươi gây rối như vậy, dù ngươi không động đến hắn, chắc Bạch Liên giáo cũng sẽ giết hắn thôi, vì hắn biết quá nhiều rồi. Không cần đợi Bạch Liên giáo ra tay, ta sẽ tự tay giết hắn. Khâu Sư gia, ghi lại lời khai của hắn, ký tên và điểm chỉ. Mấy ngày nay Từ Thứ Lương và mấy người kia đã khai chưa? Thưa đại nhân, đã khai, đây là lời khai của họ, đều đã ký tên và điểm chỉ rồi. Nhiều thế này, hạ nhân xem qua lời khai sơ bộ. Phượng Dương có 5 châu 13 huyện, 12 huyện lệnh, cấu kết với Chu Hoàn, bóc lột dân đen, gây ra hàng trăm cái chết, tội ác chồng chất, tham ông tiền bạc, lương thực không đếm xuể. Lũ khốn này, đáng chết thật, dân chúng không sống nổi, khổ sở khắp nơi, chúng lại vơ vét tiền bạc, thậm chí còn tăng cường bóc lột dân. Khâu Sư gia, có thuộc hạ, ngươi mang những lời khai này về kinh ngay trong đêm, phải trao tận tay hoàng thượng. Vâng, Vương Bôn, có thuộc hạ. Lập tức huy động cẩm y vệ Phượng Dương, bắt giữ Chu Hoàn và đồng bọn, chém đầu thị chúng. Đại nhân, cứ thế mà chém luôn sao? Không tâu lên hình bộ à? Nếu tâu lên hình bộ theo quy trình, em rằng mấy tên này sẽ thoát khỏi tay ta. Lúc đó muốn xử lý chúng sẽ rất khó khăn, chúng sẽ tìm mọi cách để bảo toàn mạng. Nhưng thưa đại nhân, ngài làm vậy, họ sẽ nắm được nhược điểm, bất lợi cho ngài đấy. Ta hiện là khâm sai, có quyền tiền trảm hậu tấu. Nếu để chúng cứu được người, làm sao an ủi những oan hồn kia? Làm sao xoa dịu lòng dân? Điều chúng ta cần làm bây giờ là xử lý bọn này, càng nhanh càng tốt, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Thuộc hạ lập tức đi sắp xếp. Người đâu, bắt hết cho ta, đừng để sót một tên nào. Ta là em của hoàng đế, các ngươi làm gì vậy? Sao lại bắt chúng ta? Không muốn sống nữa à? Dám bắt hoàng thân, các ngươi không sợ chết sao? Các ngươi chờ đấy, sẽ có người đến cứu ta, sẽ có người đến, lúc đó ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Ứng Thiên Phủ, Chu Hoàn nói không sai, quả thật có nhiều quan chức muốn bảo vệ hắn, vì những quan chức đó biết nếu Chu Hoàn khai hết mọi chuyện họ sẽ gặp họa. Nhưng Chu Nguyên Chương vốn luôn hăng hái, lại tự xưng bệnh nặng, đã hai ngày không lâm triều. Công công, bệnh của hoàng thượng vẫn chưa khỏi sao? Các vị đại nhân, các vị đừng đến nữa, hoàng thượng đang dưỡng bệnh, mau về đi. Chúng thân thật sự có việc gấp, việc gì quan trọng hơn bệnh của hoàng thượng? Mau về đi. Cha, thằng nhóc hạ nhân này đã gây ra không ít sóng gió trong triều. Thằng nhóc Chu Hồng Anh đúng là mạng lớn, thế này mà vẫn không chết. Nhưng hạ nhân làm vậy đắc tội quá nhiều người, đối với chúng ta là chuyện tốt. Lúc đó ta sắp xếp người ám sát hắn, không ai có thể nghi ngờ đến chúng ta. Tuy là chuyện tốt, nhưng có vẻ hoàng thượng rất kiên vị hắn. Đắc tội với giặc Mỹ Khấu, đắc tội với Bạch Liên giáo, đắc tội với quyền quý, dù có hoàng thượng bảo vệ cũng không sống nổi trong triều đình, luôn có chỗ hoàng thượng không che chở được. Cha, có vẻ cơ hội ra tay của chúng ta chỉ có ở Phượng Dương phủ. Hắn chết, chỉ có người vỗ tay hoan hô, chẳng ai ra điều tra đâu. Ta sẽ đi sắp xếp để cả nhà hắn chết sạch sẽ. Phát trưởng Phượng Dương, nghe nói hôm nay Hà Thanh Thiên sẽ chém đầu Quách Hoành và đám quan tham, một lúc tụ tập hàng ngàn vạn người, cảnh tượng rất náo nhiệt. Chu Sùng Nhất, đồ khốn kiếp, con gái ta chính là bị ngươi hại chết, ngươi đáng bị lăng trì từ lâu rồi. Cha chết oan uổng, hôm nay cuối cùng cũng được minh oan. Thằng khốn Chu Hoàn hôm nay sẽ bị xử tội, cuối cùng cũng có người trừng trị lũ khốn này rồi. Hạ nhân, chúng ta đều là cẩm y vệ, ngươi không theo đúng quy trình, tự ý chém đầu chúng ta để răn đe, không sợ anh em tự ta chán nản sao?
Từ Thừa Lương, đừng có tự nâng bi mình lên. Kẻ như ngươi bị xử tử, chúng ta Cẩm Y vệ chỉ thấy vui mừng. Bây giờ ngươi đã thấy chưa? Long Cẩm Y vệ không hề nguội lạnh, ngược lại còn thấy nhục nhã vì có kẻ như ngươi. Hạ nhân, thằng danh con, mau thả ta ra, biết đâu chịu ân xá của hoàng thượng. Đã trên đường rồi, nếu ngươi thả ta lúc này, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hay, lão già này còn dám đe dọa ta, sắp chết đến nơi rồi, mà miệng vẫn còn hôi thối. Trước đây Chu Hoàn luôn nghĩ không ai dám động đến hắn, ngay cả khi bị bắt, hắn vẫn nghĩ vậy. Nhưng cái tát này thực sự đánh thức hắn, khiến hắn vô cùng sợ hãi. Hạ Thiên Hộ, từ trước đến nay chúng ta có nhiều hiểu lầm. Chúng tôi có mắt như mù, không biết được sự lợi hại của ngài. Chỉ cần ngài tha cho tôi, tất cả tiền làm ăn với giặc Mị Khấu, tôi sẽ dâng hết cho ngài. Ta chưa từng thấy kẻ nào cho chạy đến thế, còn dám nhắc đến chuyện này, cấu kết với giặc Mị Khấu, tàn hại đồng bào, thật chẳng bằng súc sinh. Ông đây đến đây chính là để trừng trị lũ súc sinh như các ngươi. Hạ Thiên Hộ, tôi sai rồi, tôi biết tội. Ngài xem tôi là cháu của hoàng đế, tha cho tôi lần này, tôi nhất định sẽ hối cải. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ngươi tham ông tiền cứu trợ, áp bức dân chúng, cưỡng đoạt con gái nhà lành. Khi làm những việc này, sao không nghĩ đến hậu quả? Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần hạ nhân ta còn sống một ngày, gặp một kẻ như các ngươi, ta sẽ giết một kẻ, tuyệt không khoan nhượng. Hạ nhân, ta là cháu của hoàng đế, ngươi không sợ? Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không được, ta nói đấy. Giết hết bọn chúng. Đúng, giết hắn đi. Giết hắn. Người đâu, hành hình. Chu Hoàn và đồng bọn tham ông tiền cứu trợ, áp bức dân lành, cưỡng bức phụ nữ, giết người phóng hỏa, không việc ác nào không làm. Hôm nay ta Hà Nhân là thay trời hành đạo, chém đầu đều giữ trợ. Người đâu, hành quyết. Đao Hạ Lưu Nhân, kẻ nào to gan? Ta là em trai Lý Thiện Trường, Lý Tổng Nghĩa, Chu Hoàn và Chu Sùng Nhất là hoàng thân quốc thích. Ngươi là cái thá gì, dám tự tiện chém đầu họ, không sợ bệ hạ lấy đầu ngươi sao? Lý Tổng Nghĩa, đến đúng lúc lắm. Người đâu, chờ hắn lại, chém ngươi một thể. Ngươi láo xược, ta là quan Hàn Lâm Viện, không có bằng chứng mà dám giết ta. Ta sẽ tâu lên bệ hạ, đưa Lưu quản gia ra đây. Lưu quản gia, sao ngươi lại ở đây? Ta không phải sai ngươi đi gặp tri phủ sao? Lão gia, tôi bị bắt rồi, tôi đã khai hết rồi. Ngươi, tưởng bắt ngươi phải tốn chút công sức, ai ngờ tự mình dâng đầu tới. Người đâu, bắt lấy. Hạ nhân, không, Hạ gia tha mạng, xin tha cho tôi không dám nhiều lời nữa, tôi chỉ đi ngang qua thôi, tôi lỡ lời rồi, xin gia tha cho. Kiếp sau, cố gắng làm người tốt nhé. Người đâu, hành quyết. Đại nhân công minh. Sau khi chém đầu Chu Hoàn và đồng bọn, Hạ Nhân triệu tập các tri huyện, mở một cuộc họp khẩn. Những tri huyện này đã được điều tra, đều là số ít quan tốt còn lại. Còn những kẻ thông đồng với Chu Hoàn đã bị Hạ Nhân xử tử. Hiện tại tuy đã ổn định tình hình dân chúng, lần tịch thu này cũng có đủ lương thực cho nạn dân, nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Muốn giải quyết triệt để vấn đề, phải gấp rút sửa đê, phòng lũ lụt năm sau tái diễn. Đại nhân, sông Phượng Dương dài hàng trăm dặm, những năm qua tiền xây đê đều bị Chu Hoàn và đồng bọn tham ông hết, giờ đê vỡ nhiều không kể xiết. Nếu muốn sửa chữa, em phải tốn đến hàng trăm vạn quan tiền. Khâu Sư gia, lần này chúng ta tịch thu ở phủ tham quan, tổng cộng được bao nhiêu tiền? Đại nhân, tổng cộng 2.400 vạn quan ạ. Như vậy sao? Số này tương đương thu nhập cả năm của quốc khố rồi. Vậy thì lấy 500 vạn quan từ số tiền tịch thu này gửi về kinh thành. Đại nhân, mỗi đồng tiền này đều đã được ghi chép vào sổ sách. Nếu chúng ta tự ý sử dụng, sợ rằng sau này điều tra sẽ khó giải thích. Mọi trách nhiệm ta gánh hết. Hiện giờ tình hình nạn dân không thể chậm trễ. Đại nhân, trách nhiệm lần này rất lớn. Chúng thân, toàn thể quan lại Phượng Dương xin cùng gánh vác. Chúng thân sẽ cùng ký tên vào tấu chương. Phượng Dương có các người làm quan, lo gì không thịnh vượng. Khi về, các người cũng điều tra xem có bao nhiêu dân chồng trẻ làm đồ gốm. Nhiều quan lại nhìn nhau bồi rối. Chu Hoàn, Từ Thừa Lương bị chém đầu đều giữa chợ, chủ yếu vì tham ô. Nhưng một phần nguyên nhân là vì làm ăn với Bạch Liên Giáo, buôn lậu đường biển. Chẳng lẽ Hà Nhân cũng thuộc loại này? Hà Nhân cũng nhận ra sự lo lắng của họ. Các người nghĩ nhiều rồi, hôm nay ta giết Chu Hoàn và đồng bọn, sau này sẽ có nhiều quan chức dính líu đến buôn bán đường biển hơn, vì lợi nhuận quá lớn. Lệnh cấm biển vốn là chuyện rất nực cười, ta nhất định phải tâu lên triều đình bãi bỏ lệnh cấm biển, như vậy mới có lợi cho quốc gia và dân chúng. Đại nhân, nếu bệ hạ không đồng ý mở cửa biển thì sao? Ta sẽ cố gắng thuyết phục. Giờ chúng ta cứ làm theo manh mối, điều tra những quan tham cấu kết với Bạch Liên Giáo, như vậy sẽ có sức thuyết phục hơn. Có tấu chương của Hà Nhân gửi đến không? Phụ hoàng, đây có một bản.
Thần Hà Nhân, từ khi nhận mệnh tuần tra phủ Phượng Dương, luôn tự gian mình, không dám phụ ân, may mắn nhờ thiên y, đã chịu được nạn, nay xin báo cáo tình hình lên bệ hạ. Chu Sùng Nhất của thực là kẻ được sùng ái nhất thiên hạ, dựa vào thân phận hoàng thân, làm điều sằng bậy, cứng bức dân nữ. Những kẻ trên đây, tội ác tày trời, không giết không đủ để xoa dịu lòng dân, không giết không đủ để cứu vạn xã tắc, thần nguyện vì bệ hạ ra tay, chém đầu bọn nghịch thần này giữa phố, để gian đe thiên hạ. Ý của thần là vậy. Giết hay lắm, giết hay lắm. Phụ hoàng, còn có một tấu chương nữa của Hà Nhân, mau đưa ta xem. Thần đã chạm đến bí mật đường biển, tất sẽ bị quần thần công kích. Xin bệ hạ tin tưởng thần, để thần điều tra theo manh mối, chắc chắn sẽ tăng thu nhập quốc khố trên 3 năm. Tốt. Hà tiểu tử. Điện Phụng Thiên, sau vài ngày, Trung Nguyên Chương cuối cùng cũng lâm triều, liên quan có tâm địa xấu, đều lo lắng, nếu Hà Nhân tiếp tục điều tra, sớm muộn họ cũng gặp rắc rối. Tâu bệ hạ, từ cổ chí kim, dù hoàng thân phạm tội, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, Hà Nhân không theo quy trình xét xử, tự ý phán quyết, đây là đại tội. Bệ hạ, Hà Nhân lạm dụng quyền tiên trảm hậu tấu, không phân biệt thật giả, tàn sát quan viên Phượng Dương. Lão thần cũng có tấu. Lữ Ái Khanh, Khanh có chuyện gì? Thần cũng muốn tố cáo Khâm Sai Hà Nhân. Ai Khanh muốn tố cáo hắn điều gì? Sau khi Hà Nhân khám xét phủ tri phủ, đã tự ý sử dụng tăng vật, bệ hạ đã tin tưởng Khâm Sai đại nhân như vậy, lẽ ra phải kiên định không lay chuyển, không ngờ lại tự ý sử dụng để chứng minh sự trong sạch của Khâm Sai đại nhân. Thần đề nghị lập tức triệu hồi Khâm Sai về, nếu không để hắn ở lại phủ Phượng Dương càng lâu, em rằng sẽ có nhiều lời đồn đại truyền về triều đình. Bệ hạ, Khâm Sai là mặt mũi của hoàng đế, không thể có chút sai sót nào, không thể để Hà Nhân gây ra đại họa. Thần tán thành, thay cho lão già này cứ bàn lấy chuyện nhỏ không buông. Nếu thế, vậy thì triệu hồi Hà Nhân về đi. Hoàng thượng anh minh. Hà Nhân nghe chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế triều viết, Khâm Sai Hà Nhân tại phủ Phượng Dương, tuy có công lao, nhưng hành sự quá mức vội vàng, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, có trái với đạo trời, lập tức về kinh, tuân chỉ, không được sai sót. Khâm thử. Hà Nhân nghe xong nội dung thánh chỉ, vô cùng ngạc nhiên. Phượng Dương còn một đống việc cần xử lý, chẳng lẽ bệ hạ chưa xem mặt tấu của mình, chắc hẳn sẽ hiểu ý của mình, sao lại đột ngột triệu hồi mình về kinh như vậy? Hà đại nhân, xin nhận chỉ. Tiểu tử, ngươi còn non lắm, đừng tưởng chỉ cần có thủ đoạn là được. Những quần khúc trong quan trường, bọn trẻ như ngươi còn nhiều thứ phải học lắm. Viên thái giám trên thuyền có vẻ hả hê. Những năm qua, các thế gia giang nam trong cung đã mua chuộc thái giám, mỗi năm kiếm được bao nhiêu lợi từ buôn bán đường biển, chứng tỏ thái giám cũng không muốn đường dây này bị phá. Bổn quan không phải nói ngay, đôi khi làm việc đừng quá vội vàng, cũng đừng luôn nghĩ mình là người thông minh nhất thiên hạ. Ngươi nói gì? Nói lại xem nào, có gan thì nói lại lần nữa. Thật chưa thấy quan nào dám đe dọa bổn quan. Các vị sao hả? Định động thủ với bổn thái giám chuyên trì à? Thôi đi. Xin lỗi ngài, để ngài chơi cười rồi. Hôm nay tiểu nhân nhất định sẽ đến cầm y vệ nhận chỉ. Vậy thì đại nhân mau lên đường đi, đừng chậm trễ thời gian. Đại nhân, rõ ràng là bọn quan tham ông trong triều đang giở trò, không muốn chúng ta điều tra tiếp. Đúng vậy, đại nhân, chúng ta không thể về, cứ thế mà về thì công sức trước đây đổ sông đổ biển hết sao? Đại nhân, không thể về được, phủ Phượng Dương còn nhiều việc đang chờ chúng ta giải quyết. Các người tưởng ta muốn đi làm sao? Ta cũng không cam lòng, nhưng biết làm sao? Chẳng lẽ cái lệnh vua? Chúng ta có mặt ở đây, có thể đường đường chính chính điều tra, là vì chúng ta còn muốn làm nhiều việc hơn nữa, không thể đánh mất chức vụ ông xa này được. Lão Khang, có thuộc hạ. Người dẫn ít người bảo vệ phu nhân và em trai ta, khởi hành trước, ta ở lại đây giao phó công việc xong sẽ đến ngay. Đại nhân yên tâm. Nương nương, tin tốt, Hà Nhân đã cho Chu Hùng Anh và những người khác đi rồi, cũng khá thông minh đấy. Định trước khi trời tối sẽ vào kinh thành, thông báo cho người Bạch Liên giáo để bọn chúng phục kích ở Ngư Châu. Vâng, Hà Nhân, mặc dù ngươi cũng đáng chết, nhưng tên em trai của ngươi còn đáng chết hơn. Sau khi Hà Nhân bàn giao xong công việc ở Phượng Dương, liền dẫn Vương Bôn và những người khác lên đường ngay. Chúng ta đã xuất phát muộn hơn phu nhân mấy canh giờ rồi, liệu có đuổi kịp không? Không biết tại sao hôm nay lòng ta cứ bất an. Chúng ta phải tăng tốc thôi. Đám Hà Nhân chưa đuổi kịp, nửa đường đã gặp một nhóm sát thủ bịt mặt chặn đường. Sát thủ! Không xong, phu nhân và em trai ta gặp chuyện mất. Không sao chứ? Ta không sao, mau lên ngựa, đuổi theo phu nhân. Tỷ tỷ, không sao đâu, tỷ sẽ không sao đâu. Đừng ngủ, đừng ngủ, phu quân chưa đến, chàng chưa về. Tẩu tẩu, cố lên, chị đã hứa sẽ cưới anh em mà. Con muốn thấy em thi cử đỗ đạt làm quan nữa, giúp anh em chinh phục thiên hạ mà.
Muội, muội muội, các em biết chị biết võ công, không sợ sao? Chúng em không sợ, em biết chị sẽ không làm hại anh Hà Nhân đâu. Tì tì, đừng nói nữa, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Hai năm trước, để báo thù cho cha mẹ, ta trả trộn vào tiền hoa. Sau đó gặp công tử, chẳng biết được thân thế của ta, và giúp ta giết sạch kẻ thù. Tẩu tẩu, đừng nói nữa. Đợi thương tẩu lành rồi hãng kể cho chúng em. Chúng ta đợi anh em đến, anh ấy nhất định sẽ chữa khỏi cho chị. Nguyệt Hàn Xuân biết vết thương của mình đã không thể cứu chữa, nên tiếp tục nói. Từ đó về sau, ta chỉ sống vì công tử. Ta vốn tưởng cả đời này sẽ không dùng đến võ công nữa. Người đâu? Mọi người đâu cả rồi? Anh Hà Nhân. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, em sao vậy? Hà ca, chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta bị sát thủ bao vây. Lão Khang dẫn người chống cự, nhưng chúng quá đông. Tỷ tỷ Nguyệt Nhi để bảo vệ chúng em. Mới Vương Bôn, ngựa đâu? Vô ích rồi. Hà ca, vết thương của ta hiểu rõ. Chàng về thật tốt, ta có thể nhìn chàng lần cuối trước khi chết. Đã rất mãn nguyện rồi. Đừng có mơ, nàng còn nợ ta rất nhiều chưa trả xong. Ta nhất định không để nàng chết đâu. Với y thuật hiện tại của Đại Minh, Nguyệt Hàn Sơn của thật không cứu nổi. Nhưng Hà Nhân kiếp trước vốn biết y thuật, hoàn toàn có thể phẫu thuật chữa trị. Chỉ là ở miếu đổ nát này, không có thuốc men cũng không có dụng cụ, chỉ có thể cố gắng vào thành chữa trị. Không ngờ tên này mạng cũng khá lớn, nhưng đã phá hỏng chuyện quan trọng của ta. Ta còn để hắn sống yên ổn sao? Bọn chúng có người bị thương nặng, chắc chắn phải vào thành chữa bệnh. Phái người ra cổng thành chặn đường, kéo chết một hai tên. Nô tài tuân lệnh. Lữ công tử, ngài xem, chúng tôi đến đây chờ đợi là được rồi. Sao còn phiền ngài đích thân đến? Lữ công tử, Lữ Đức Toàn là em trai ruột của Thái tử phi họ Lữ, con trai duy nhất của Lữ Bản, nửa đêm nhận được lệnh của chị gái, cùng đến đây với đám thái giám chặn Hà Nhân. Bọn chúng đến rồi. Hà Nhân, lại gặp nhau rồi, hẹn tối qua vào kinh mà. Ngài đến muộn rồi đấy, làm ta phải đợi cả đêm. Công công, xin hãy tránh đường. Hạ quan vừa vào thành, an trí gia quyến xong, sẽ lập tức đến cẩm y vệ nhậm chức. Triệu công công, triều đình Đại Minh có quy định này từ bao giờ? Quan viên vào kinh nhậm chức, dù nhà có việc lớn, cũng phải đến nhậm chức trước. Tiểu nhân Lữ Đức Toàn, chủ sự lễ bộ, tham kiến thâm sai đại nhân. Bản quan về kinh nhậm chức. Lễ bộ là có chuyện gì? Vốn không liên quan đến lễ bộ chúng tôi, chỉ là khi ở phủ Phượng Dương, ngài đã giết bảy người họ Chu ngay trước công chúng. Điều này liên quan đến lễ bộ, nên chúng tôi cần hỏi qua. Dù có liên quan đến lễ bộ, cũng không đến lượt một chủ sự như người quản. Đại nhân nhà ta sẽ giải thích với lễ bộ sau. Triệu công công, báo cáo công việc, bản quan sẽ trực tiếp báo cáo với chỉ huy sứ. Hiện giờ chúng ta còn có việc gấp phải làm, phiền các người tránh đường. Đã có người của lễ bộ đến, xin đại nhân giải thích qua sự việc. Chúng ta cũng chỉ làm theo lệnh thôi, có phải không? Chúng ta đều đang làm công vụ, hoàng thượng yêu cầu chúng ta ở đây để ngài giải thích. Xin đừng làm khó chúng tôi. Hai vị phu nhân ta bị thương nặng, cần được điều trị gấp, xin hãy thông cảm. Xin lỗi hạ đại nhân, thánh chỉ của hoàng thượng rất rõ ràng, bảo ngài nhận chỉ xong phải về kinh ngay. Ngài đã về rồi, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đến cẩm y vệ trước, và các người cũng phải đi cùng. Nếu tự ý bỏ nhiệm sở, các người biết hậu quả mà. Chúng ta bị ám sát trên đường về, trong xe còn có người bị thương nặng, chẳng lẽ không cho chúng ta cứu chữa sao? Cô gái đẹp quá, nếu giết được Hà Nhân thì có thể đem cô ta về mà chơi đùa. Các người sao lại vô lý đến thế? Các người nói đúng, hôm nay chúng ta sẽ công bằng vô tư một lần. Hà Nhân, ngươi hoặc là về cẩm y vệ, hoặc là cãi lệnh, ta sẽ bắt ngươi. Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Tránh ra, sự kiên nhẫn của Hà Nhân đã đến giới hạn. Hiện giờ nếu Nguyệt Hàn Xuân không được phẫu thuật kịp thời, chắc chắn sẽ chết trên xe. Sao thế, chẳng lẽ ngươi định giết chúng ta sao? Đây là kinh thành, dưới chân thiên tử, ngươi còn làm được gì nữa? Đây không phải là Hà Thanh Thiên, ngươi trừng trị quan tham ở phủ Dương sao? Chuyện gì thế này? Hà Thanh Thiên nói trong xe có người bị thương nặng, cần vào thành điều trị ngay, nhưng họ không cho vào. Sao lại thế chứ? Đây không phải là cố tình gây khó dễ sao? Đúng vậy, ta nói lần cuối, phu nhân ta đang cần điều trị, xin hãy tránh đường. Bản quan chữa trị xong, nhất định sẽ đến cẩm y vệ nhậm chức. Lúc đó muốn giết hay chém, tùy các ngươi. Các ngươi đừng quá đáng, mau để đại nhân qua đi. Hà đại nhân là vị quan tốt, mau để đại nhân qua đi. Các ngươi biết gì chứ? Cút đi! Ta là con trai của Lữ Bổn, em trai của Thái tử Phi, ngươi làm gì được ta? Hà Nhân, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta sẽ không để ngươi vào thành chữa bệnh đâu. Cứ để vợ ngươi chết dần chết mòn đi. Muốn chết? Cho ngươi cơ hội mà không biết tận dụng. Hà đại nhân, tôi nghĩ đây chỉ là hiểu lầm thôi. Ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, sao các ngươi không biết trân trọng chứ? Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Đại nhân, ngài quá xúc động rồi, giết người ở đây quá công khai rồi.
Đúng vậy đại nhân, ngài mau vào thành đi, chúng tôi sẽ làm chứng cho ngài. Nói là hai người này tự đâm vào ngài, ngài chỉ vô tình đụng phải thôi. Hai nhân nhìn đám dân chúng chất phác hiền lành này, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Lý do tuy hơi vụng về, nhưng dù sao cũng vì muốn tốt cho hắn. Các vị, hai nhân cảm tạ lòng tốt của mọi người, nhưng việc mình là mình chịu. Hôm nay để cứu vợ, ta bất đắc dĩ phải giết hai tên khốn này. Gia triều đình ta cũng sẽ nói như vậy. Chỉ là lúc đó, mong các vị nể mặt hai nhân này, để nha môn khai báo rõ ràng. Hoàng thượng, hoàng thượng, ngươi đường đường là chỉ huy sứ cầm ý vệ, từ bao giờ lại hoảng hốt như vậy? Hôm nay ở Bắc Thành Môn, vợ Hà Nhân bị thương nặng, cần chữa trị gấp. Nhưng con trai Lữ Bổn và một tên thái giám không cho Hà Nhân vào thành. Hà Nhân van xin nhiều lần mở cửa, cuối cùng không chịu nổi nữa. Đành phải gì? Nói tiếp đi. Đành phải giết cả hai ngay tại Bắc Thành Môn. Xem ra, ta đã đánh giá thấp thằng nhóc này rồi. Tốt, rất tốt. Nhưng giết con trai Lữ Bổn đâu dễ qua ải này đâu. Nương nương, chuyện chẳng lành rồi. Em trai của người đã bị Hà Nhân giết rồi. Hà Nhân, ta nhất định phải giết người. Ta sẽ khiến cả nhà ngươi phải chết theo. Điện hạ, đó là em trai duy nhất của thần thiếp. Hà Nhân chỉ là một tên xăm sai nhỏ nhoi mà dám giết người ngay tại chỗ. Hắn đã trở nên vô pháp vô thiên rồi. Loại bề tôi này còn dùng được sao? Khi biết Hà Nhân đã giết em trai của Lữ Thị, Chu Tiêu cũng đành bất lực. Bản thân hắn cùng phụ hoàng xử lý triều chính, biết rõ công lao hiển hách của Hà Nhân, nhưng Lữ Đức Toàn chỉ là một kẻ ăn chơi vô dụng. Ta hỏi ngươi, em trai ngươi đột nhiên xuất hiện ở cửa Bắc chặn đường giết người, có phải là ý của cha ngươi không? Vợ chồng ta một phen, ta nể mặt Vũ Văn, không tính toàn với ngươi, nhưng tốt nhất ngươi nên nói với cha ngươi, làm việc phải giữ chừng mực, đừng vượt quá giới hạn, nếu không không ai cứu được ông ta đâu. Điện hạ. Bệ hạ. Ngày hôm sau, tại điện Phụng Thiên, tiếng của Lữ Bổn Trúc vang khắp cả đại điện, ngay cả nhiều vò tướng cũng phải xúc động. Đáng thương cho lão già này, tự đào hố cho mình, chôn luôn cả con trai mình vào đó. Bệ hạ, Hà Nhân coi thường phép vua, ngang nhiên gây án mạng, giết chết con ta, ta phải bắt con xuất sinh này đến mạng. Chuyện này, ta nghe nói, công tử nhà ngươi tự đưa cổ vào mũi giáo của người ta, làm sao có thể đổ tội cho Hà Nhân được? Lý do mà trẻ con cũng không tin nổi, mà bệ hạ lại tin được. Rõ ràng bệ hạ muốn bảo vệ Hà Nhân. Bệ hạ, thần thấy chuyện này có điểm đáng ngờ, nhưng đây là việc lớn, không thể vì nạn nhân là hoàng thân quốc thích mà vội vàng kết luận. Thần nghĩ, tốt nhất là để cầm ý vệ điều tra. Hãy cho ngươi, Lam Ngọc, sao ngươi không để Hà Nhân tự điều tra? Hà Nhân vốn là thiên hộ cầm ý vệ, ngươi chắc đã nhận hối lộ từ Hà Nhân, nên mới nói như vậy. Từ tập 3, khi Lam Ngọc tình cờ gặp Hà Anh, đã nghi ngờ Hà Anh là Chu Hùng Anh, nên cử người theo dõi, biết được Chu Nguyên Chương và Mã Hoàng Hậu thỉnh thoảng đến chỗ Hà Nhân, nên đã gần như xác nhận đó là Chu Hùng Anh. Lữ Bổn, không có bằng chứng, chớ có vu khống người khác. Bệ hạ, đây là vụ án hình sự, lại xảy ra ở Kinh Thành, thân đề nghị để Kinh Triệu Doãn điều tra. Được, vậy để Kinh Triệu Doãn toàn quyền xử lý việc này. Tại phủ Hà Nhân, sau khi được Hà Nhân chữa trị, vết thương của Nguyệt Hàn Xuân đã được kiểm soát hoàn toàn. Công tử, ta vẫn chưa chết. Ngươi vẫn còn nợ ta, chưa trả xong, làm sao ta có thể để ngươi chết được? Anh, vết thương nặng thế mà anh cũng chữa được. Anh lợi hại thật đấy. Đùa à, anh trước kia ở quê nhà là một thần y nổi tiếng đấy. Đại nhân, chỉ huy sứ đến tìm ngài. Thảo dân hạ anh bái kiến chỉ huy sứ đại nhân. Đây, Chu Hùng Anh, sao có thể, làm sao có thể, giống hệt nhau. Chẳng lẽ Hoàng Trường Tôn vẫn còn sống? Nhớ lại những gì Chu Nguyên Chương đã làm trong thời gian qua, tưởng hoàn chợt hiểu ra tất cả. Không biết chỉ huy sứ đích thân đến đây có việc gì? Để cứu phu nhân của ngươi, ngươi đã giết con trai Lữ Bản giữa phố, làm chấn động cả triều đình. Giờ ngươi phải đối mặt với Lữ Bản, toàn thể thế gia Giang Nam và Lữ Thị. Ngươi nghĩ mình còn thoát được không? Dù có thoát được hay không, tôi cũng phải làm vậy. Trong tình huống đó, tôi không thể nghĩ nhiều được nữa. Hoặc là hắn chết, hoặc là phu nhân tôi chết. Tôi không cho phép người thân của mình bị tổn hại chút nào. Đức lắm tiểu tử, ta cũng không nhìn lầm ngươi. Tên Lữ Đức Toàn đó là hạng người nào? Ta biết rõ nhất, chẳng qua chỉ là dựa vào thế gia đình, làm bậy làm bạ, một tên bất tài thôi, chết cũng đáng. Đại nhân, vậy lần này ngài đến đây là vì vụ án này, hoàng thượng đã giao cho Kinh Triệu Doãn. Dù sao ngươi cũng là thiên hộ cầm y vệ không tiện can thiệp. Nhưng khi đến đây, ta và anh em cầm y vệ đã bàn bạc rồi, sẽ tìm mọi cách để bảo vệ ngươi. Đa tạ chỉ huy sứ đại nhân. Huynh đệ, lần này toàn thành đều thấy rồi. Thiên hộ Hà của chúng ta không giết Lữ Đức Toàn, mà chính hắn tự đâm vào mũi thương. Vì vậy huynh đệ, chúng ta cần để toàn thành làm chứng cho thiên hộ Hà của chúng ta. Vâng. Chẳng bao lâu sau, người của ứng thiên phủ gián đã đến. Không ngờ vừa vào cửa đã gặp ngay Tưởng Hoàn.
Bổn quan ứng thiên phủ doãn, tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Hải đại nhân cứ điều tra đi. Ai là Hải nhân? Thiên hộ hạ. Chính là bổn quan. Thiên hộ hà, ngươi ở Bắc Thành Môn đã giết lễ bộ chủ sự Lữ Đức Toàn và thái giám nội đình. Hãy theo bổn quan về phủ để phối hợp điều tra. Hải đại nhân, Lữ Đức Toàn và tên thái giám không phải do tại hạ giết, mà chính họ tự đâm vào mũi thương của ta. Ngươi, tạm cho ngươi ngông cuồng một lúc, đợi đến ngục thất, tra tấn ép cung, ta xem ngươi cứng miệng được đến bao giờ. Nếu đã vậy, thì phiền thiên hộ hà đến ngục thất ứng thiên phủ ở vài ngày để phối hợp điều tra. Chậm đã. Chỉ huy sứ, ngài có ý gì đây? Dù cầm y vệ có quyền lớn, nhưng cũng không thể cản trở quan phủ làm việc chứ. Chúng ta chỉ đang làm việc bình thường thôi. Điều mà thái chính không ngờ tới là Tưởng Hoàn lại vì một thiên hộ mà ngăn cản Kinh Triệu Giãn làm việc. Ta không có gì khác. Người của cầm y vệ chúng ta không thể bị bắt nạt tùy tiện. Người thì có thể đi, nhưng phải có vài anh em cầm y vệ đi theo. Chỉ huy sứ, như vậy em là không đúng quy tắc. Không đúng quy tắc. Vậy thì đừng trách mấy anh em này, không cho ngươi đưa người đi. Ngươi được, các người cứ cử người đi theo. Ngay lập tức, Tưởng Hoàn chọn 3 người cầm y vệ võ nghệ cao cường để đi bảo vệ Hà Nhân. 3 người các người nghe đây, nếu rằng có ai ép cung người của cầm y vệ chúng ta hoặc đánh để lấy khẩu cung, cứ vào một người là giết một người. Tuân lệnh. Thái Chính tức đến run người, nhưng vì Tưởng Hoàn chức cao hơn hắn, đánh lại cũng không được, chửi cũng chẳng được, đành phải đồng ý với yêu cầu vô lý này thôi. Nhưng khi họ vừa ra khỏi sân, lập tức sững người, chỉ thấy con hẻm đông nghịt dân chúng. Phụ ứng thiên có quyền bắt người tùy tiện sao? Đúng vậy, chúng tôi đã nghe hết rồi. Hai người chết kia tự đâm đầu vào thương của Hà đại nhân nhà ta. Các người không trừng phạt hai kẻ làm bẩn danh tiếng Hà đại nhân, lại đi bắt Hà đại nhân của chúng tôi, đạo lý gì đây? Xin mọi người tránh ra. Nếu vì Hà đại nhân các người nói thật sự vô tội, chúng tôi nhất định sẽ minh oan cho ông ấy. Nhưng nếu các người cản trở điều tra như thế này, dù Hà đại nhân vô tội cũng sẽ bị bắt vì tội kích động dân chúng, cản trở người thi hành công vụ. Đừng lấy mấy lời đó lừa chúng tôi. Ngoài Hà đại nhân ra, còn ai thật lòng vì dân chúng tôi? Các người làm quan chỉ biết lo cho mình. Đúng vậy, chúng tôi gặp chuyện gì, các người chẳng phải đều che chở cho nhau, bỏ qua hết sao? Thả ông ấy ra. Đúng, thả ông ấy ra. Thả ông ấy ra. Thả ông ấy ra. Thả ông ấy ra. Lão gia không xong rồi. Không xong rồi. Phủ Doãn Ứng Thiên bị bắt người, nhưng giữa đường bị đám dân chúng chặn Phủ Doãn Ứng Thiên lại. Họ cứ nói là thiếu gia nhà ta tự đem cổ đâm vào thương của Hà nhân, bảo Phủ Doãn mau thả người. Hoang đường, hoang đường, Phủ Doãn Ứng Thiên thái chính ăn hại gì vậy? Mấy tên dân đen cũng đối phó không xong, lẽ nào còn phải ta dạy hắn sao? Ở đó có quá nhiều dân chúng, Phủ Doãn thái không biết phải làm sao. Mọi người, mang theo thuộc hạ của phủ đi cho ta, đánh chết hết đám tiện dân đó. Đánh tới chết. Tiểu nhân lập tức đi làm. Lữ Đức Toàn đánh gãy chân một thanh niên giữa phố. Sao không thấy người của Phủ Ứng Thiên các người can thiệp? Này, cậu ta đi báo án, các người còn đánh đuổi cậu ta ra nữa chứ? Đám tiện dân các ngươi, sao dám so sánh với thiếu gia nhà ta? Cái gì? Nhìn gì mà nhìn? Chúng ta là người nhà họ Lữ đấy. Nhìn cho kỹ, sau này gặp lại phải tránh xa ra, nghe chưa? Dân chúng thấy đám tay sai này khi nổi giận đùng đùng, chúng quá ngông cuồng rồi. Bà con ơi, đánh chết chúng đi, hằng ngày chúng bắt nạt ta quen rồi. Nào, cùng lên, đánh chết chúng. Lũ tiện dân, sao dám so sánh với công tử nhà ta? Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Mọi người sửng sốt, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, chẳng ai kịp phản ứng. Lúc đó chẳng biết làm sao. Nhà họ Lữ các người ra đây làm gì? Không biết tiếng xấu trong kinh thành à? Chu gia tự tìm đòn phải không? Đại nhân, chúng ta phải làm sao đây? Đại nhân cái con khỉ, con không mau cứu người đi. Cứu người đi. Dừng tay, dừng tay. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Dừng lại. Đại nhân, không ổn rồi. Có người bị đánh chết rồi. Xong rồi, hỏng hết rồi. Dân chúng tụ tập cây rối, còn đánh chết quản gia nhà họ Lữ. Tôi cảm thấy cái mũ ông xa trên đầu tôi sắp bay mất rồi. Làm sao đây, làm sao đây? Thiên hộ đại nhân, xin giúp một tay. Chỉ có ngài mới ngăn được chuyện này. Bổn quan van ngài đấy, van ngài đấy. Để ta thử xem. Thưa bà con, nếu các vị thực sự vì tôi, xin hãy dừng tay lại. Nhưng khi dân chúng giải tán, mới phát hiện bọn chó sang nhà họ Lữ đã tắt thở. Cuối cùng chúng không chịu nổi cơn giận của dân. Xong rồi, thế là hết. Tiền đồ tiêu tan, nhà họ Lữ cũng không tha cho mình. Hết cả rồi. Hà đại nhân, chúng tôi tuyệt đối không liên lụy đến ngài đâu. Chúng tôi sẽ đến nha môn tự thú. Phủ Doãn đại nhân, cơ hội lập công của ngài lại đến rồi. Chúng tôi đánh chết người, bị ngài bắt của tang. Lập công, giữ được cái mũ ông xa, là may lắm rồi. Tưởng Hoàn cũng một mặt ngơ ngác. Thái Chính bắt Hà Nhân, chính hắn bảo cấm vệ loan tin cho dân chúng. Ai ngờ bọn chó săn nhà họ Lữ tự tìm đến cái chết. Giờ nhiều người tụ tập gây rối thế này, chắc sẽ chấn động cả triều đình.
Bệ hạ, bệ hạ, không ổn rồi. Chuyện gì, cuồng lên thế? Thái chính bắt hạ nhân, dân chúng đòi thả người. Kết quả gia nhân nhà họ Lữ cản trở, bị dân chúng đánh chết tươi. Lòng dân đấy, nhà họ Lữ mất lòng dân rồi. Con trai bị hạ nhân giết, dân chúng còn nghĩ cách giúp hạ nhân thoát tội. Lữ bản dù sao cũng là quốc trưởng tương lai, không thể không có biểu hiện gì. Thế này đi, ngươi đi bắt vài tên côn đồ hay bắt nạt dân, để chúng thay dân chúng chịu tội. Lão nô sẽ đi ngay. Bệ hạ, còn một chuyện nữa. Do dân chúng trong thành tụ tập càng lúc càng đông, nhiều dân từ Phượng Dương cũng kéo đến, bảo lại để cầu xin cho hạ nhân, yêu cầu thả hạ nhân. Dân quê ta cũng đến à? Xem ra chẳng phải đích thân đi một chuyến, thăm hỏi bà con làng xóm thôi. Bệ hạ, không thể được ạ. Do dân chúng trong thành tụ tập đã hơn 1000 người, vạn nhất có kẻ án sát trà trộn vào thì phiền phức to. Khi trận đánh trận, địch thiên quân vạn mã, trẫm còn chẳng chớp mắt, lẽ nào lại sợ vài tên thích khách? Huống chi đó đều là đồng hương của trẫm. Bệ hạ, đừng nói thêm nữa, trẫm đã quyết. Thả hà đại nhân ra. Thả ông ấy, bây giờ Phượng Dương chúng tôi đang sống rất tốt, tất cả là nhờ công lao của hà đại nhân. Hoàng thượng giá đáo. Hoàng thượng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Chào các bà con, mọi người đi đường xa đến đây, vất vả rồi. Bệ hạ, nếu không có hà đại nhân, bây giờ dân chúng Phượng Dương đều đang đói khổ. Đúng vậy, từ khi hà đại nhân chém đầu bọn tham quan như Chu Hoàn, chúng tôi cuối cùng cũng không phải chịu đói nữa. Chúng tôi không dám mong cầu gì hơn, chỉ xin đừng trừng phạt quan thanh niên chúng tôi. Bệ hạ, năm ngoái Lữ Đức Toàn chiếm đoạt hơn 20 vạn mẫu đất của làng chúng tôi, nói là trồng dược liệu chữa bệnh cho hoàng hậu nương nương. Sau đó phát hiện ra họ trồng toàn dâu, nuôi tầm lấy tơ, làm ngựa đem bán. Theo lời dân chúng, liền thấy Trung Nguyên chưa nghe xong nghiến răng ken két. Lũ này ngay dưới mũi ta, làm không ít chuyện đấy nhỉ. Khi hà nhân báo cáo về hoạt động ở Phượng Dương, đã nói về việc buôn bán trên biển của nhóm sĩ tộc Giang Nam. Xem ra là muốn nhân cơ hội này loại bỏ người phát hiện ra họ. Các vị phụ lão hương thân, quan tốt như hà nhân phải được đối xử công bằng nhất. Trẫm đã quyết định không chỉ thả hà nhân mà còn khen thưởng theo công trạng. Thần lập tức đi điều tra. Không cần, nhiều dân chúng như vậy, đừng gây hỗn loạn. Đợi qua hôm nay, ngươi âm thầm điều tra. Hoàng thượng, có kẻ đang lợi dụng cơ hội hãm hại hà nhân. Lòng lang dạ sói, ngươi mang chiếu chỉ của trẫm đến nha môn Ứng Thiên phủ thả hà nhân ra. Tại nha môn Ứng Thiên phủ, thái chính mặt đầy lo lắng, dân chúng đã náo loạn cả ngày rồi, đòi thả người, một lúc không biết phải làm sao. Đại nhân, dân chúng đều đã giải tán. Giải tán là tốt rồi, giải tán là tốt rồi. Không đúng, hà nhân cũng chưa thả mà, dân chúng vì sao lại giải tán? Hoàng thượng đã tiếp kiến dân chúng, còn đích thân ra lệnh, nói sẽ thả hà nhân, còn muốn phong thưởng nữa. Mẹ kiếp, nói chuyện không thể nói trọng điểm à? Thả người, mau thả người. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, không sai hà nhân, từ khi đến Phượng Dương, đã giết tham quan trừ ác bá, an ủi dân tâm, thu hồi tài sản tham ông, việc làm chính nghĩa, hợp với thiên ý, nay phong hà nhân, làm chính tứ phẩm trấn phủ sứ, ban tước Bình Lộ Bà Tam Đẳng, thực ấp 1200 hộ, thường bạc 2000 quan, khâm thử. Thần lĩnh chỉ, tạ chủ Long Ân. Thái đại nhân, bệ hạ đã hạ lệnh hủy bỏ mọi tội trạng của hà nhân. Nếu có ai hỏi, cứ nói là ý của bệ hạ. Hạ quan biết rồi, hạ quan sớm đã biết hà đại nhân có nhiều công trạng lớn như vậy, cho tôi 10 cái gan cũng không dám bắt hà đại nhân. Sau khi hà nhân đi khỏi, thái chính cũng thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng tổng khứ được cái ơn thần này rồi, chuyện này coi như đã qua. Đại nhân, dân chúng gây rối ở giữa, hơn nữa nhà Lữ Bổn có nhiều gia đình chết như vậy, sao bệ hạ không truy cứu? Ngươi còn muốn truy cứu nữa à? Hoàng thượng không muốn trừng phạt dân chúng nên mới không truy cứu chuyện này. Từ nay đừng nhắc lại chuyện này nữa. Hy vọng mọi chuyện dừng lại ở đây, đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Phủ đệ của hà nhân hay tin hà nhân không chỉ được thả mà còn được thăng quan tiến chức, mọi người đều vui mừng. Đại nhân, ngài lại được thăng chức rồi. Đúng vậy, giờ không nên gọi là thiên hộ nữa mà phải gọi là trấn phủ sứ. Phương Bôn, Lý Tưởng, lên đây nghe lệnh. Có vi thần, hai người theo hà nhân đến Phượng Dương lập công lớn, nay phong hai người làm chánh lục phẩm bách hộ, thường 500 quan tiền. Vương Bôn, sao người đánh ta? Hóa ra đây không phải mơ à? Theo lão đại, có thịt ăn. Không Nguyên Sinh, Thăng Thục Minh nghe lệnh. Thần nghe lệnh. Không Nguyên Sinh thăng một bậc, lên chánh lục phẩm cẩm y vệ, thưởng 300 quan. Thăng Thục Minh thăng một bậc, lên thất phẩm tổng kỳ, thưởng 100 quan. Bọn thần xin tạ ơn. Hoàng thượng vạn tuế. Theo lão đại, có thịt ăn. Ngày hôm sau, Mã Hoàng hậu đi thăm Chu Hùng Anh, còn Trung Nguyên Chương thì cùng hà nhân ra đồng, xem qua đây chỉnh thế nào.
Không ngờ tiểu tử ngươi không nói khoác. Thứ này năng suất thật sự cao như vậy. Cha nuôi à, ngươi đã thua cực với con rồi. Tiểu tử yên tâm, một lời hứa. Có là gì đâu, loại cây này có thể cứu thiên hạ bách tính đấy. Ngươi nói, nếu phổ biến loại cây này khắp thiên hạ, cần bao lâu? Nếu thuận lợi, thì khoảng một năm, có thể phổ biến cả Đại Minh. Nhưng có lẽ sẽ không thuận lợi lắm. Ý ngươi là, nếu tầng lớp quyền quý biết về loại cây năng suất cao này, vì lợi ích của họ, họ sẽ ngăn cản việc phổ biến khắp thiên hạ à? Cha nuôi, sao ngươi là thầy dạy thái tử, mà lại hiểu nhiều thế? Ta còn chưa hỏi sao ngươi biết nhiều thế cơ. Bọn quyền quý đúng là sẽ ngăn cản thật. Họ có nhiều đất đai, nếu sản lượng lương thực tăng lên, giá trị đất đai của họ cũng sẽ giảm đi. Không thể được tá điền, xâm phạm lợi ích của họ, họ đương nhiên sẽ ngăn cản. Vậy nếu là ngươi, ngươi sẽ dùng cách gì để phổ biến loại cây này? Ai cản thì giết. Tiêu Nhi, khoai tây là điềm lành của Đại Minh. Ngươi dẫn Văn Võ bá quan đến nhà Hà Nhân, mời tất cả hai mẫu điềm lành ra ngoài. Nhớ kỹ, dù gặp ai đi nữa, không được tiết lộ, không được xúc động, là thái tử của Đại Minh, phải bình tĩnh. Phụ hoàng cũng thật là, ta thái tử, ta cầm y vệ, có gì mà phải xúc động chứ? Dù có thấy con trai Hùng Anh sống lại, ta cũng sẽ không kinh ngạc đâu. Điện hạ, ta đến phủ của cầm y vệ Hà Nhân rồi. Các vị đại thần, phủ của Hà Nhân sân nhỏ quá, không đủ chỗ cho nhiều quan viên như vậy. Xin các vị đợi ở đây, ta sẽ quay lại ngay. Thần tuân lệnh. Vi thần tham kiến điện hạ. Thảo dân tham kiến điện hạ. Hùng Anh. Cái gì thế này? Thái tử điện hạ, đến nhà tôi làm gì vậy? Quá kỳ quặc rồi. Trong lịch sử, Chu Tiêu vốn yếu ớt, lại còn qua đời sớm. Chẳng lẽ nghĩ đến đây, Hà Nhân vốn bình tĩnh giờ hoảng loạn hẳn. Nếu hắn chết ở nhà mình, thì có nói cũng chẳng ai tin. Anh, giờ làm sao đây? Đừng cho người ngoài biết đã. Để anh nghĩ cách. May quá, còn thở, chỉ là ngất thôi. Con cứu được. Thái tử điện hạ, xin thứ tội, bấm huyệt nhân trung có thể hơi đau, nhưng đây là cách nhanh nhất để đánh thức ngài. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao môi ta hơi đau thế này? Xin điện hạ đừng trách thần vô lễ, ngài vừa ngất xỉu, thần cũng bất đắc dĩ, mới làm vậy. Chu Tiêu mặt đỏ bừng, mới nhớ ra, vừa nãy thấy Chu Hùng Anh, quá xúc động, nên ngất đi. Thảo nào phụ hoàng dặn đi dặn lại, đừng xúc động, thì ra Hùng Anh vẫn còn sống. Nhưng sao, nó không nhận ra ta, chẳng lẽ mất trí nhớ? Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ? Thần nghe ngài kêu lên. Ta không sao, ta Hải Khanh, không cần lo. Hải Khanh, cái đó, chuyện vừa rồi cứ coi như chưa xảy ra được không? Thái tử điện hạ, ngài nói chuyện gì? Thần đâu có biết. Tốt, không biết là tốt rồi. Vị này là... đây là em thần. Hạ Anh. Thảo dân tham kiến thái tử điện hạ. Không cần đa lễ. Hạ Ái Khanh phát hiện khoai tây là điềm lành của Đại Minh, đã có công lớn với Đại Minh. Sau này chúng ta là một nhà rồi, gặp nhau không cần khách sáo. Thái tử điện hạ nhận một nhà, đều tùy tiện thế này sao? Ái Khanh, khoai tây là điềm lành, có thể cứu sống muôn dân Đại Minh. Đại Minh ta có được bề tôi như Ái Khanh, thật là may mắn vô cùng. Đi thôi, chúng ta mau ra đồng đón điềm lành. Thế là dưới sự dẫn đầu của Chu Tiêu, quân thần văn võ lũ lượt kéo ra đồng. Người đâu, bày bàn hương án làm lễ, cùng tế thần nông, thỉnh điềm lành Đại Minh xuất thủ. Chuyện gì thế này? Bá quan văn võ Đại Minh đào khoai tây thì thôi đi, con làm dinh dàng thế này, để hậu thế nhìn thấy chắc cười chết mất. Theo tiếng tủ và vang lên, bá quan văn võ cũng bắt đầu đào khoai tây. Một cây này nặng tới 6 đến 7 cân, cây của ta cũng nặng 7 đến 8 cân này. Ngươi có nhận ra không? Cứ thế này thì không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, năng suất 4 đến 5 nghìn cân một mẫu, có lương thực như vậy, thiên hạ sẽ không còn nạn đói nữa. Sau này chỉ cần bán điểm lành này thôi, cũng phát tài rồi. Ta nói ngươi có vấn đề về đầu óc à? Ngươi cũng không nghĩ xem, ngươi có thể đạt 4 đến 5 nghìn cân một mẫu, thì dân thường không làm được sao? Dân chúng đã đủ ăn rồi, còn mua điểm lành của ngươi làm gì nữa? Ngươi bán được cho ai? Vậy đại nhân, chúng ta phải làm sao đây? Còn làm sao nữa? Dĩ nhiên là ngăn cản điềm lành này lan rộng khắp thiên hạ. Nhưng thưa đại nhân, mọi người đâu phải ngốc, lấy lý do gì để ngăn cản đây? Chúng ta tìm người nếm thử khoai tây này, rồi nói là có độc. Với nhân lực của các gia tộc Giang Nam chúng ta cộng lại, truyền miệng nhau, không độc cũng có thể biến thành có độc. Lam tướng quân, năng suất của điềm lành này quả thật cao, nhưng dân chúng Đại Minh ta cuối cùng sẽ không phải chịu đói nữa. Đúng là thứ tốt, nhưng năng suất cao như vậy, nếu phổ biến khắp thiên hạ, em rằng sẽ gặp chút khó khăn. Tướng quân, nói vậy là sao? Chúng ta đều là dân thường, nhà có vài mẫu ruộng, đủ ăn là được. Nhưng những gia tộc Giang Nam thì khác. Tài sản của họ từ đâu mà có? Chẳng phải nhờ vào bóc lột ruộng đất của dân sao? Ý ngươi là các gia tộc Giang Nam sẽ đứng ra phản đối? Đúng, họ sẽ không ngồi yên đâu. Rồi một ngày họ sẽ phản đối việc phổ biến điểm lành khắp thiên hạ. Lúc đó sẽ là lúc chúng ta đứng ra ủng hộ. Khi ấy phải để hoàng thượng thấy được lòng trung thành của chúng ta.
Hạ Ái Khanh, nếu dân chúng đều trồng được điểm lành này, thì nên sử dụng như thế nào? Nếu nhà dân có dư thừa, thực ra có thể đem ra trao đổi. Trao đổi, mọi người đã đủ ăn đủ uống, ai còn muốn bán nữa? Thưa điện hạ, Đại Minh ta không cần, nhưng các nước khác cần đấy. Nói sao? Thực ra có thể mở cửa khẩu, làm thương mại đường biển, bán khoai tây dư thừa cho các nước khác. Như vậy, dân chúng sẽ giàu có, quốc khố Đại Minh cũng sẽ dồi dào. Nhưng nếu mở cửa khẩu, cần phải chịu đựng lâu dài sự quấy nhiễu của giặc Mỹ xấu. Có cách nào giải quyết không? Không dám giấu điện hạ, thần có một bản thiết kế thuyền báo, có thể đi lại tự do trên biển. Bọn cướp biển Mỹ xấu gì cũng có thể giải quyết được. Hạ Ái Khanh, quả là ngôi sao may mắn của Đại Minh ta. Điện hạ, trà, tơ lụa, đồ sứ, đây đều là những thứ phổ biến ở Đại Minh ta. Nhưng khi ra nước ngoài, lại trở thành món hàng quý giá. Thay vì để mặc bọn thương nhân gian xảo trục lợi, sao không mở cửa biển cho dân chúng cùng tham gia? Hạ Ái Khanh có ý kiến gì không? Mở kênh đào, xây cảng, khuyến khích dân buôn bán, tăng tỷ lệ thu thuế thương mại. Khi đó, Đại Minh ta sẽ kiếm được bộn tiền từ thương mại. Cần gì phải bóc lột dân chúng nữa? Đại Minh ta chắc chắn sẽ dân giàu nước mạnh. Quan điểm của Khanh thật sự khiến ta mở mang. Nhưng chuyện thiên hạ, giá mà đơn giản như Khanh nói thì tốt quá. Điện hạ thấy chỗ nào không ổn? Người xem những quan lại hiện nay, bên ngoài họ là quan triều đình, nhưng sau lưng họ mới là kẻ hưởng lợi thực sự. Chuyển từ thuế nông sang thuế thương, họ sẽ là người đầu tiên phản đối. Nếu một béo bở đã vào miệng, liệu họ có nhà ra không? Cuốn nhân lịch sử không sai khi nói Chu Tiêu Nhân Hậu từ ái. Biết rõ những quý tộc đó chính là rào cản lớn nhất cho sự phát triển của Đại Minh, nhưng vẫn không muốn tàn sát đẫm máu. Điện hạ, từ xưa đến nay, cái cách nào mà chẳng đổ máu, loại bỏ những kẻ cản trở, là để Đại Minh thịnh vượng hơn, để nhiều dân chúng được sống sót hơn. Lúc này không nên nhân từ. Nếu còn nhân từ với những kẻ này, thì chỉ có thể nói hoàng đế đó là hôn quân. Hạ Anh bên cạnh sợ toát mồ hôi lạnh. Đây là thái tử điện hạ đấy. Sao anh ấy dám nói hai chữ hôn quân chứ? Ngươi không sợ bị buộc tội đại bất kính sao? Thần không sợ, thần chỉ mong dân chúng Đại Minh không còn khổ sở đói khát. Nếu một bề tôi như vậy mà cũng bị giết, thì triều đại này cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Không thể không nói, ngươi là đại thần thẳng thắn nhất ta từng gặp, cũng là đại thần quyết liệt nhất. Từ xưa cách mạng đúng là phải đổ máu, nhưng Khanh có nghĩ đến việc phải giết bao nhiêu người? Phải giết bao nhiêu người, thần không dám nghĩ. Nhưng thần biết, giết một nhóm kẻ cầm đầu sẽ răn đe được nhiều người. Đồng thời, kế hoạch của thần có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho những kẻ hưởng lợi này. Tin rằng họ đều là người thông minh. Khanh có kế sách gì hay? Cha ở Đại Minh chỉ đáng vài đồng tiền, nhưng lợi nhuận khi vận chuyển ra nước ngoài gấp ngàn vạn lần. Ta có thể xây dựng một hạm đội hùng mạnh, cung cấp tàu hàng và bảo vệ, khuyến khích họ ra nước ngoài làm ăn. Nghe quan điểm của Hà Nhân, Chu Tiêu cảm thấy như mở ra một thế giới mới, và phía bên kia thế giới mới là lợi nhuận vô hạn. Nhưng trên biển có bọn cướp Mỹ khấu hoành hành, chung quấy rối dân chúng ven biển thì phải làm sao? Điện hạ có thực sự tin rằng bọn Mỹ khấu là người Đông Dương không? Ý ngươi là chúng đều do quan lại ven biển nuôi dưỡng? Điện hạ anh minh, họ lợi dụng cướp biển để tự tôn, hợp tác với Bạch Liên giáo, mục đích là không để triều đình mở cửa biển. Nếu triều đình mở cửa biển, họ sẽ cho bọn Mỹ khấu gây rối, như vậy triều đình buộc phải đóng cửa. Lũ súc sinh này đáng chết thật, bởi vì lợi nhuận từ thương mại biển quá lớn. Trước đây tịch thu tài sản Chu Hoàn 1.000 vạn quan, bằng thế một năm của Đại Minh. Nhưng đối với vài gia tộc lớn ven biển, đó chỉ là thu nhập của 2 tháng mà thôi. Chúng nhận bổng lộc của triều đình, hôn máu của dân chúng, nhưng quan lại như vậy sao không giết đi? Hạ Ái Khanh, hôm nay lập công vô song, ta sẽ tâu lên phụ hoàng, để người sớm thực hiện. Anh, Chu Đề có thực sự sẽ nổi loạn không? Hay là chúng ta cũng nhân cơ hội này mà nổi loạn luôn? Nổi loạn cái gì chứ? Cứ ở yên thế này không sướng à? Phụ hoàng, sao người không nói cho con biết Hùng Anh vẫn còn sống? Làm con mất mặt quá, vì phụ hoàng cũng không biết phải nói với con thế nào. Bây giờ cách tốt nhất là để Hùng Anh ở với Hà Nhân. Nếu về cung, Hùng Anh sẽ thất trí, trong cung nguy hiểm tứ bề, ngược lại sẽ không tốt cho Hùng Anh. Chu Tiêu bình tĩnh lại suy nghĩ. Đúng là như vậy, ở bên cạnh Hà Nhân ngược lại là điều tốt, còn có thể học hỏi được không ít thứ. Phụ hoàng, con đã quyết định lập tức mở khoa thi ân để tuyển chọn nhân tài, mở cửa quan khẩu, tăng thu thuế thương mại. Phụ hoàng thấy thế nào? Thu thuế thương mại, giảm thuế nông nghiệp, cách này có thật khả thi, để bách tính được an cư lạc nghiệp, đồng thời còn tăng được nguồn thu cho quốc khố. Không thể không nói, Hà Nhân quả thực là nhân tài. Lữ phủ, sau khi các gia tộc Giang Nam đào xong khoai tây, đều vội vã đến nhà họ Lữ. Lữ đại nhân à, nếu chúng ta không nhanh chóng có biện pháp, đợi khi điểm lành được lan rộng khắp thiên hạ, chắc chắn sẽ là ngày tàn của các gia tộc Giang Nam chúng ta. Đại nhân, hay là chúng ta huy động toàn bộ thế lực Giang Nam, nói rằng điểm lành này có độc, tôi thấy có thể được. Chúng ta chỉ cần tiên triển kỹ lưỡng, với nhân lực của chúng ta, ít nhất có thể đảm bảo vùng Giang Nam không ai trồng điểm lành. Bách tính sao có thể tin các người? Những bách tính đó đòi đến cùng cực rồi, đến vỏ cây cũng gặp. Chỉ cần một người nếm thử khoai tây, họ sẽ ùn ùn kéo đến. Lúc đó ngươi ngăn cản được sao? Lữ đại nhân, đến nước này rồi, chúng ta cũng hết cách, nên mới nghĩ ra cái này. Lão phu có một cách, có thể cứu vãn tình hình. Lữ đại nhân, mau mau nói đi. Bây giờ hãy dùng toàn bộ sức mạnh của các người, đẩy giá tơ sống lên cao, thu mua tơ sống với giá cao. Như vậy, bách tính sẽ đi trồng dâu nuôi tằm, không trồng điểm lành nữa. Chúng ta đẩy giá tơ sống lên, chỉ sợ mấy nhà máy dệt không đồng ý thôi.
nhà nào không đồng ý thì loại bỏ nhà đó. Nắm toàn bộ quyền chủ động trong tay chúng ta. Chỉ cần vượt qua được khó khăn này, sau này mọi thứ đều do chúng ta quyết định. Đã vậy đất đai của Bách Tính đều trồng dâu nuôi tằm rồi. Còn đất của chúng ta thì sao? Đất của chúng ta sẽ trồng điểm lành với diện tích lớn. Bách Tính đã trồng dâu hết cả đất rồi. Họ sẽ không có gì ăn. Chúng ta sẽ bán điểm lành cho họ ăn. Với giá cao gấp 3 đến 5 lần. Đại nhân anh minh, vẫn là phải có Lữ Công Lâm ra tay mới được. Thần chúc mừng bệ hạ có điểm lành. Giờ đây vấn đề thiếu lương thực đã được giải quyết, nên chậm quyết định mở khoa thi ân để chọn nhân tài. Điểm lành do Hạ Ái Khanh phát hiện, nên chậm quyết định chu khảo và đề thi của khoa này sẽ do Hà Nhân đảm nhiệm. Mọi người nghe xong câu này đều như bị sét đánh. Làm chu khảo và ra đề thi, chẳng phải nói rằng tất cả những người đỗ đạt khoa này đều là môn sinh của hắn sao? Bệ hạ, khoa cử là đại sự quốc gia, là việc lớn của triều đình để tuyển chọn nhân tài. Không chỉ là chọn nhân tài cho triều đình, mà còn làm gương cho học trò thiên hạ. Hà Nhân chỉ là một kẻ võ phu, chẳng liên quan gì đến khoa cử. Nếu để hắn làm quan chủ khảo, em rằng thiên hạ sĩ tử sẽ bất bình. Tâu bệ hạ, Hà Nhân chỉ là kẻ võ phu, không đảm đương nổi trọng trách này. Nếu triều đình không chọn được nhân tài thực sự, đây là điều bất lợi cho cả triều đình và thiên hạ sĩ tử. Bệ hạ, hạ thần không đồng ý với họ. Xưa nay võ tướng bỏ gương giáo cai trị đất nước không phải hiếm. Hiện nay công lao của Hà Nhân ai cũng thấy rõ. Hơn nữa bệ hạ cũng đã nói rằng lý do mở khoa thi ân là vì Hà Nhân phát hiện ra điểm lành mỗi mẫu thu 5.000 cân. Vậy tại sao Hà Nhân lại không thể đảm nhận trọng trách này? Bệ hạ, nếu mở tiền lệ này, sau này võ tướng sẽ không lo báo quốc mà chỉ lo tìm cách lập công một cách khôn khéo. Vậy phải làm sao đây? Vậy ý ngươi là võ tướng chúng ta không nên biết chữ học hành phải không? Chỉ nên sống trong cảnh đánh đấm suốt ngày thôi à? Ta chưa từng nói vậy, chỉ là nói rõ đầu đuôi cho các ngươi thôi. Được rồi, các ngươi đám văn quan này trước đây còn kêu gào phải mở khoa thi ân, nhưng giờ chẳng muốn mở khoa thi, các ngươi lại phản đối vì Hà Nhân là quan chủ khảo. Chẳng lẽ mọi việc tốt đều phải về tay văn quan? Các ngươi mới tán thành sao? Trẫm đã quyết, việc này cứ thế mà làm. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, Hà Nhân phát hiện điểm lành rộng lớn mỗi mẫu thu 5.000 cân, mở khoa thi ân để chọn nhân tài. Hà Nhân nhiều lần lập công, đặc phong làm quan chủ khảo khoa thi ân. Trẫm tấu. Chỉ huy sứ đại nhân, ngài chắc không đọc nhầm hoặc tìm nhầm người chứ? Ngươi nghĩ ta dám đùa với thánh chỉ sao? Bệ hạ nói rồi, cho ngươi ra đề thi lần này. Anh lợi hại quá, không ngờ một võ tướng lại trở thành quan chủ khảo. Tiểu tử, ngươi là võ tướng đầu tiên làm chủ khảo đấy. Lúc đó cầm y vệ tín ngươi điều động, chúng ta sẽ bao vây kín trường thi, ngay cả ruồi cũng không thể bay vào. Làm tốt đi, sau này hơn 100 văn quan đó sẽ trở thành môn sinh của cầm y vệ chúng ta. Nghĩ thôi đã thích. Cái gì? Ngươi muốn cố tình tiết lộ đề thi? Cha nuôi, đừng nóng vội, nghe con nói hết đã. Lần này con chuẩn bị hai bộ đề thi. Bộ bị tiết lộ này, đề thi là về cách quản lý sau khi mở cửa hải quan. Bậy bạ, thật là bậy bạ. Hải cấm từ thời nhà Nguyên đã bắt đầu. Học trò thường chỉ học từ thư ngũ kinh, đạo lý thánh hiền. Ngươi bắt họ từ đâu hiểu về hải quan? Ngươi đang phí hoài công sức của những học trò đèn sách 10 năm. Cha nuôi, con biết cha đang rất lo, nhưng cha đừng vội, hãy nghe con nói hết đã. Trung Nguyên Chương kiềm chế cơn giận trong lòng. Vừa rồi của thật đã nóng vội, Hà Nhân làm vậy chắc có lý do của hắn. Nghe hết xem hắn định làm gì đã. Con định tiết lộ đề thi về phòng thủ biển này cho các gia tộc Giang Nam. Ngươi, ta cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Thằng nhóc này đang giúp các gia tộc Giang Nam gian lận đây mà. Tiết lộ đề thi, ra đề bừa bãi, giúp phe phải Giang Nam gian lận, tụi nào cũng đáng chết cả. Ngày mai ta sẽ báo với thái tử cách chức quan chủ khảo của ngươi. Cha nuôi, xem cha lại nóng vội rồi. Thi khảo cử này là để tuyển chọn nhân tài cho hải quan, mà từ thư ngũ kinh chẳng có ích gì cho hải quan cả, nên đã chuẩn bị hai đề thi. Một đề là câu hỏi thông thường, đảm bảo cho sĩ tử bình thường. Còn đề kia là về vấn đề phòng thủ biển. Thí sinh trong thiên hạ chỉ cần chọn một đề làm. Vậy tại sao ngươi lại để lộ đề thi phòng thủ biển cho Giang Nam thật tộc? Các gia tộc Giang Nam có liên hệ với giặc Mỹ Khấu ở ngoài biển, chỉ có họ mới có nhân tài như vậy. Còn những kẻ sĩ trong nhóm gia tộc Giang Nam không có kinh nghiệm như thế, tiết lộ đề thi trước cho họ, họ sẽ tìm người tài giúp họ trả lời. Chúng ta lợi dụng điểm này để lôi kéo nhân tài đằng sau họ về phục vụ triều đình. Hà tiểu tử, thủ đoạn hay đấy, ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Nhưng mà trong số nhiều thí sinh như vậy, chắc chắn sẽ có người thực sự có học thức. Làm sao ngươi phán đoán được họ có gian lận hay không? Chuyện đó dễ thôi, sau khi chọn xong bài thi, những thí sinh được chọn để phòng thủ biển sẽ phải phỏng vấn lần hai. Mới tính là đỗ, nội dung phỏng vấn sẽ là kiến thức phòng thủ biển khác. Nếu câu trả lời khác xa với câu trả lời trên bài kiểm tra, thì có thể bắt xuống thẩm vấn một phen. Không thể không nói, ý tưởng của ngươi quả là độc đáo hiếm có. Ta thấy khả thi đấy. Hơn 10 ngày trôi qua trong trước mắt, nghe nói một thế tử Giang Nam trong một buổi gặp gỡ của các học giả đã dò ra được đề thi từ miệng Hà Nhân. Các sĩ tử Giang Nam liền bắt tay vào chuẩn bị. Lữ đại nhân, không ngờ đám học giả Hải Triều học xã đó lại cứng đầu thế. Nếu không phải chúng ta đe dọa gia đình họ, chưa chắc họ đã giúp chúng ta biết đâu. Biết thật là hay. Có lý có cứ, văn chương bay bổng, văn chương tốt.
Xin lỗi Lưu Công, chúng tôi xem qua những bài văn này đều thấy tự xấu hổ. Thật khó mà tưởng tượng được, đám học giả nghèo của Hải Triều học xã lại có thể viết ra những bài văn hay đến thế. Đúng, nếu Triều Đình phát hiện ra những nhân tài này, chắc chắn sẽ trọng dụng. Đáng tiếc là những người tài này chỉ có thể giúp chúng ta viết bài, để con cháu chúng ta được vào. Bây giờ chưa phải lúc chúng ta vui mừng. Chúng ta có trong tay nhiều bài văn hay như vậy, phải biến những bài văn này thành danh sách tiến sĩ. Các người mau sắp xếp, bảo con em học thuộc cho kỹ. Các vị thí sinh có thể đến đây, chứng tỏ các vị đã thành công được một nửa. Chỉ còn cách mục tiêu một bước ngắn. Ta ở đây chúc các vị tên ghi bảng vàng và chiều làm quan. Kỳ thi này có hai đề thi, các thí sinh tùy theo tình hình mà chọn một trong hai đề thi để làm. Chọn cái tốt nhất, bắt đầu thi. Tôi nghe nói lần này thí sinh thi phòng hải sẽ phải qua một cuộc phỏng vấn mới được coi là đỗ. Nhưng phỏng vấn kiểu này quá kinh khủng rồi. Đúng vậy, mấy thí sinh này đều là con cháu các gia tộc Giang Nam, bọn họ vốn đã gian lận, giờ lại phải phỏng vấn thế này. Trong lòng càng hoang mang, lát nữa giả vờ tự nhiên một chút. Đại nhân, người yên tâm, về diễn xuất thì tôi là chuyên gia đấy. Người đâu, đưa ra chém đầu. Tha mạng, đại nhân tha mạng, tôi khai hết, khai hết. Giờ chịu khai, muộn rồi, đưa ra chém đầu. Kia không phải Từ Hiểu Phong sao? Sao lại bị đánh thành ra nông nỗi này? Hừ, hắn gian lận trong kỳ thi, bị Hà đại nhân phát hiện ra, thì ra bài văn của hắn là người khác viết, còn không chịu khai, nên bị đánh thành ra thế này. Cái tên Trương Nhị ở huyện Phượng Dương, còn bị Hà đại nhân dùng đao chém đầu chó chặt làm hai đoạn. Cứu mạng, đau quá, là thảm. Thật là thảm. Cứu mạng, đừng lại gần tôi, đừng lại gần. Đại nhân, tha mạng, tôi nói, tôi khai hết, đừng chém ngang lưng, tôi, đại nhân, chúng tôi khai hết. Dưới sự diễn xuất của Vương Bôn và những người khác, những thí sinh gian lận từ các gia tộc Giang Nam đã sợ đến mức tè ra quần. Do chắn tâm lý đã sụp đổ từ lâu, hai vị đại nhân, ngài hỏi gì tôi cũng trả lời. Xin đừng chém ngang lưng tôi. Bài văn thi cử của người rốt cuộc ai viết? Nói, rốt cuộc là ai viết? Bài văn của tôi, do Hàn Bạch của Hải Triều học xã ở vùng Giang Nam viết. Tôi còn có thể nói cho các người biết, bài thi của tất cả con cháu gia tộc Giang Nam chúng tôi đều có nguồn gốc như vậy. Cái Hải Triều học xã này là gì vậy? Tại sao họ lại giúp các người viết bài? Người của Hải Triều học xã bị chúng tôi bắt cóc, dùng tính mạng người nhà họ để đe dọa, nên họ mới giúp chúng tôi viết bài. Học xã của họ là nhóm người ủng hộ mở cửa biển ở vùng Giang Nam. Họ suốt ngày tuyên truyền về việc mở cửa biển. Lần này đề thi vừa khác với quan điểm của họ, nên chúng tôi bắt họ viết. Tại sao những người của Hải Triều học xã lại có văn tài tốt như vậy? Sao lại hiểu biết về phòng thủ biển như thế? Đại nhân, họ đều là những kẻ sĩ xa cơ, từ nhỏ đã sống ở vùng ven biển, chứng kiến nỗi khổ của dân chúng ven biển, luôn muốn mở cửa biển để cải thiện cuộc sống cho họ. Đại nhân, họ rất am hiểu về kiến thức hàng hải. Gia tộc chúng tôi từng muốn lôi kéo họ hợp tác cùng làm ăn trên biển, nhưng họ khinh thường không muốn chung đụng với chúng tôi, nên chúng tôi luôn đàn áp họ, không cho họ tham gia khoa cử. Đại nhân, những điều biết chúng tôi đã khai hết, xin tha cho chúng tôi. Đừng giết chúng tôi. Được rồi, các người về đi. Cứ thế thả họ đi sao? Chuyện người tiết lộ đề thi, không sợ họ tố cáo sao? Vừa thi xong đã bắt thí sinh, ảnh hưởng này không nhỏ đâu. Thả người ra trước đã, và lại, các thế lực Giang Nam sẽ không tố cáo đâu, vì họ cũng gian lận mà. Nếu tố cáo, họ sẽ bị thiệt hại nhiều hơn. Anh, nhóm Hải Triều học xã này rất có ích cho việc mở cửa biển của ta đấy. Ta phải làm sao đây? Có vẻ ta phải nhanh chóng báo cáo với thái tử, đi một chuyến tới Giang Nam, cứu họ ra càng sớm ngày nào, càng sớm thực hiện được việc mở cửa biển này đó. Thật là to gan, bọn khốn Giang Nam thị tộc này đúng là muốn chết. Phụ hoàng, bọn chúng cấu kết chặt chẽ nhất với nước ngoài. Hai nhân nói đúng, để lũ này sống sót, lần mở cửa biển này chúng sẽ có tác dụng lớn. Thằng nhóc đó có ý kiến gì? Hai nhân đề xuất, với những gia tộc tội ác tay trời, bóc lột dân chúng thì có thể tiêu diệt hoàn toàn, còn với những gia tộc chỉ lợi dụng chênh lệch thông tin để mua rẻ bán đắt kiếm lời, tịch thu tài sản của họ để họ lập công trục tội. Phương pháp này khả thi đấy, cứ làm theo lời hà nhân đi. Đối với những gia tộc hại dân, nhớ đừng nương tay. Nhóm Hải Triều học xã này rất có ích cho việc mở cửa biển. Lần gian lận này họ bị bắt cóc, bất đắc dĩ phải làm vậy. Hà nhân muốn đi Giang Nam cứu họ, Nhi thần muốn giao cho hà nhân một nhiệm vụ tuần tra Giang Nam, tiện cho việc hành động. Tiêu Nhị còn chưa biết, hà nhân là em trai ta tìm cho hắn, hai anh em này hợp tác quản lý triều chính, sau này có vẻ chẳng còn việc gì cho ta nữa rồi. Được, cứ làm theo lời con nói. Ta đang muốn cho nó đi Phượng Dương triển khai chính sách, tiện thể ghé qua Giang Nam, điều tra kỹ bằng chứng gian thương Giang Nam cấu kết với nước ngoài. Phụ hoàng, bọn Giang Nam thị tộc đó có lẽ khá rắc rối, con sợ một mình hà nhân không xử lý được. Ta tin tưởng khả năng của thằng bé đó, đi lấy cho nó thanh thượng phương bảo kiếm. Thằng bé này thích tiền trảm hậu tấu, để nó thoải mái làm việc với những gia tộc áp bức dân chúng. Đừng nương tay, đừng nhân nhượng. Sao phụ hoàng lại tin tưởng hà nhân đến thế? Ngày hôm sau, hà nhân vui mừng nhận được chỉ dụ. Điều khiến hà nhân không ngờ là lần này con được cầm thượng phương bảo kiếm. Mọi người thu xếp xong đồ đạc, liền lên đường đến Phượng Dương. Trước tiên là phổ biến khoai tây. Có vẻ hoàng thượng rất tin tưởng ngươi, ngay cả thượng phương bảo kiếm cũng giao cho ngươi. Có lẽ hoàng thượng biết phong cách làm việc của ta, thích tiền trảm hậu tấu.
Đang lúc Vương Bôn và mọi người trò chuyện vui vẻ, một người bịt mặt chặn đường xe ngựa. Quan trò má, mạng để lại đây. Ai to gan vậy? Một mình dám chặn đường ta? Vương Bôn, các ngươi bảo vệ phu nhân và em trai ta. Ta đi gặp hắn xem sao. Vâng. Ngươi là ai? Sao lại chặn đường ta? Quan trò má, ngươi áp bức dân chúng, nhận hối lộ từ nhóm người quý tộc hoài tay, động tay động chân trong kỳ thi, dẫn đến kỳ thi này thì sinh ra nam lần này đều trượt. Hôm nay ta thay trời hành đạo, lấy mạng ngươi. Cô nương, ai nói với cô vậy? Đừng có chối, mạng ngươi là của ta. Buông ta ra, ngươi buông ta ra. Có mỹ nữ tự dâng tới cửa này. Ngươi đồ hảo sắc, ta sẽ giết ngươi. Đại tiểu thư, sao cô lại ở đây? Không nguyên sinh, các ngươi quen nhau à? Đại nhân, đây là thánh nữ Bạch Liên giáo, Quách Tuyết Phi. Trước đây tôi đã kể với ngài, gia đình tôi bị Bạch Liên giáo bắt làm con tin. Chính tiểu thư đây đã giúp tôi cứu họ ra. Ngươi của Bạch Liên giáo, vậy không thể tha được. Đừng, đại nhân, trước đây tôi đã nói với ngài, đa số người Bạch Liên giáo đều vì dân kêu oan. Chỉ là sau này có một giáo chủ mới, câu kết với tham quan họ Giang Nam. Mọi người buộc phải làm theo lệnh, chỉ vì sợ hãi mà thôi. Muốn giết muốn chém, tùy ngươi xử trí. Không nguyên sinh, ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi lại đi làm việc cho cầu quan, lúc đó ta không nên giúp ngươi. Tiểu thư, ngài không phải cầu quan đâu. Ngài là Hà Thanh Thiên chống tham nhũng ở Phượng Dương Thành đấy. Hà Thanh Thiên chém Chu Hoàn. Vậy sao ta nghe người họ Giang Nam nói anh ta nhận vạn lạng bạc của quý tộc hoài Tây, can thiệp vào kỳ thi khoa cử, khiến tất cả thí sinh Giang Nam trượt kỳ thi? Nghe lời đồn một chiều mà cũng tin? Với trí thông minh này, sao cô làm được thánh nữ vậy? Trí thông minh của ta sao nào? Còn nữa, cái gì là ma giáo? Ngươi nói rõ ra xem. Chúng ta chưa bao giờ làm chuyện xấu, luôn thay trời hành đạo, chứng trị tham quan mà. Chu Hoàn cầu kết với các ngươi, tham ông hối lộ, dân chúng không sống nổi, khổ sở khắp nơi, dẫn đến hàng triệu người chết đói. Các ngươi không phải đồng phạm thì là gì? Tôi chỉ phụ trách liên lạc giữa các bên thôi, đâu phải tôi phụ trách. Làm sao tôi biết nhiều thế được? Thấy vẻ mặt giận dữ của Hà Nhân, Quách Tuyết Phi tỏ vẻ oan ức. Trước đây Bạch Liên giáo thật sự là vì dân đòi công bằng, nhưng cô cũng nghe nói Bạch Liên giáo hiện tại liên kết với tham quan ức hiếp dân lành, làm ăn trên biển. Nhưng một mình cô là phụ nữ, cũng chẳng thay đổi được gì. Đại nhân, tiểu thư quả thật không biết nhiều, cô ấy tham gia còn ít hơn. Hơn nữa lúc đó cô ấy còn ở Phượng Dương, đã cứu giúp rất nhiều người tị nạn đấy. Nếu trong Bạch Liên giáo có nhiều người tốt như vậy, ta có một cách có thể cứu vãn Bạch Liên giáo của các người. Ngài nói thật chứ? Ngươi phải nghe lời ta, như vậy các người mới có cơ hội sống sót. Cách này có lợi cho Bạch Liên giáo các người, cũng tốt cho dân chúng và cả triều đình nữa. Miễn là có thể cứu vãn Bạch Liên giáo hiện tại, ngài bảo tôi làm gì cũng được. Rất đơn giản, ta muốn người quay về Bạch Liên giáo, lấy cho ta danh sách làm ăn của Bạch Liên giáo. Ngài không định phá hủy Bạch Liên giáo chúng tôi chứ? Nếu Bạch Liên giáo các ngươi làm chuyện thiên thương hại lý, giữ lại tà giáo này chỉ có hại cho dân thôi. Nhưng nếu không phải vậy, chỉ cần thật lòng hợp tác với triều đình, ngươi còn sợ gì nữa? Được, tôi đồng ý. Chu Hùng Anh, thần ở đây. Ta ra lệnh cho ngươi, ngươi dẫn hai vị tẩu tẩu đến Phượng Dương quảng bá khoai tây, có thể hoàn thành nhiệm vụ không? Thần tuân chỉ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi Hà Nhân sắp xếp xong mọi việc ở Phượng Dương, liền lên đường ngay trong đêm đến Giang Nam điều tra buôn lậu. Lần này xuất phát chỉ mang theo Khâu gia sư và hơn 10 cẩm y vệ, những người còn lại đều bảo vệ Hà Anh và những người khác. Thật là một tên quan Giang Nam giỏi, dùng Bạch Liên giáo chúng ta như con tốt thí, bảo chúng ta bắt nhóm Hải Triều hợp xã. Hóa ra là để giúp bọn họ gian lận trong kho cử. Ngươi nói gia tộc Giang Nam mấy ngày này có hàng hóa, cần Bạch Liên giáo các ngươi phối hợp buôn lậu. Đúng vậy, lần giao dịch này quy mô rất lớn, lợi nhuận 10 triệu lạng bạc. Chỉ cần chúng ta đưa hàng đến nước Java, sẽ được chia 3 thành, đồng thời cũng không phải lo về người của Hải Triều hợp xã nữa. 10 triệu lạng, còn nhiều hơn cả thuế một năm của Đại Minh bây giờ. Những gì cần nói tôi đã nói hết, anh đã hứa với tôi, cứu Bạch Liên giáo chúng tôi. Đừng có thất hứa. Một con nhóc như ngươi, quyết định được gì? Ngày mai gọi cha ngươi đến đây, cho các ngươi một cơ hội cứu chuộc, xem cha ngươi còn nắm bắt được không? Anh muốn gặp cha tôi? Sao nào, ta là Khâm Sai, tay cầm Thượng Phương Bảo Kiếm, có quyền tiền trảm hậu tấu. Một giáo chủ Bạch Liên giáo tầm thường, sao có thể không gặp? Hôm sau, Quách Tuyết Phi liền dẫn Quách giáo chủ đến nơi ở của Hà Nhân. Người của Bạch Liên giáo vừa vào cửa, đã thấy Khâu Sư Gia. Khâu Nguyên Sinh, người đúng là kẻ phản bội. Sao gọi là phản bội? Đây gọi là quay đầu là bờ. Tiểu tử, ta khuyên người ngoan ngoãn giao tên phản bội này cho chúng ta xử lý, còn có thể tha cho người một mạng, nếu không sẽ chặt người thành từng mảnh cho chó ăn. Đây là Giang Nam, dù có là rồng cũng phải. 5-6 tên đại hán nhìn đôi đồ cắm sâu vào gốc cây, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Với võ công này, dù họ cùng lên, sợ rằng cũng khó lòng thắng được. Hỗn xược, ta đang nói chuyện với giáo chủ các ngươi, đến lượt ngươi xem vào sao? Hai đại nhân của Nhiên Anh hùng xuất thiếu niên, không chỉ mưu lược hơn người, võ công cũng rất đáng nể. Bội phục, nghe con gái ta nói, ngươi có việc quan trọng muốn bàn với ta, chẳng lẽ có việc cần nhờ Bạch Liên giáo chúng ta? Ta đến đây không phải có việc gì cần các ngươi, mà là để cho các ngươi một sự lựa chọn.
Ta vừa thành nữ các ngươi có chút duyên phận, không muốn thấy Bạch Liên giáo các ngươi chỉnh đắm. Tuy nói các ngươi hợp tác với gia tộc Giang Nam, nhưng chưa dính líu đến việc mua bán, chưa làm việc áp bức dân chúng, vẫn còn cơ hội quay đầu. Không biết các ngươi có muốn nắm lấy không? Hà đại nhân, đàm phán phải có thành ý. Trò này của ngươi chúng ta không muốn nghe. Nếu đã như vậy, ta cũng không vòng vo với các người nữa. Ngươi thay gia tộc Giang Nam bắt học trò Hải Triều học xã. Lần này ta đến Giang Nam, mục đích là để cứu đám nhân tài này, để Triều đình sử dụng. Bởi vì Triều đình chuẩn bị mở cửa biển. Tin mở cửa biển đối với Bạch Liên giáo quả thật rất quan trọng. Họ phải đưa ra lựa chọn, hoặc là đi theo gia tộc Giang Nam cùng diệt vong, hoặc là tận dụng nguồn khách hàng hải ngoại trong tay, hợp tác với Triều đình. Nếu thật sự mở cửa biển, Bạch Liên giáo không thể theo phe thị tộc Giang Nam. Hàng hóa của họ nửa cướp nửa mua, làm khổ bách tính, không thể cùng chìm đắm với họ. Hà đại nhân, không biết gọi chúng tôi đến đây là có việc gì? Quách giáo chủ, nghe nói lần này thị tộc Giang Nam và dân ngoại quốc có một phi vụ lớn, lợi nhuận lên tới hơn 10 triệu lạng bạc. Thay cho người Quách Tuyết Phi vì tính năng mà tiết lộ bí mật giáo phái cho người ngoài. Cha nói gì vậy? Con làm vậy là vì Bạch Liên giáo mà. Về nhà ta sẽ xử lý ngươi. Quách giáo chủ, giờ các ngươi chỉ có hai con đường, một là cùng Bạch Liên giáo sụp đổ, còn một là hợp tác với Triều đình, giúp ta giữ lại bọn người và vàng này. Các ngươi hưởng một nửa lợi nhuận. Quách Kiến Tước và mọi người vô cùng sửng sốt. Hợp tác với thị tộc Giang Nam chỉ được 3 thành, giờ hãy nhân lại cho họ một nửa, tức là 5 triệu lạng bạc. Quách giáo chủ, ngươi phải biết, không có Bạch Liên giáo các ngươi, Triều đình vẫn có thể tìm được khách hàng nước ngoài, chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Ta vì tiểu thư mới kéo các ngươi một tay, nếu không ta sẽ nhổ tận gốc các ngươi cùng thị tộc Giang Nam. Hà đại nhân nói khẩu khí lớn quá. Thị tộc Giang Nam có cả trăm năm kinh doanh, chỉ một câu nói của ngươi là có thể lật đổ ư? Quách giáo chủ, ngươi nghĩ Triều đình lớn hay thị tộc Giang Nam lớn? Cơ hội ta đã cho các ngươi, ta chỉ cho các ngươi một đêm để cân nhắc, xem các ngươi còn nắm bắt được không. Chúng ta đi. Giáo chủ, tên đó tuy hành sự bá đạo, nhưng lời hắn nói của thật có lý. Đây đúng là bước ngoặt của chúng ta. Triều đình mở cửa biển, một khi truy cứu thị tộc Giang Nam, Bạch Liên giáo ta chắc chắn sẽ bị liên lụy. Nhưng chúng ta đã làm ăn với thị tộc Giang Nam bao nhiêu năm, lẽ nào lại phản bội như vậy? Trong tình thế sinh tử này, chúng ta cũng chỉ còn cách đó. Hơn nữa tên đó hứa với chúng ta, lần này giúp họ giữ lại lô hàng của thị tộc Giang Nam, chia cho ta một nửa lợi nhuận. Các vị, chúng ta sụp đổ cùng thị tộc Giang Nam, hay bám vào con thuyền nhanh của Triều đình? Lựa chọn này rất dễ dàng. Chúng ta với thị tộc Giang Nam vốn chỉ là đối tác làm ăn, ngang hàng nhau, sao gọi là phản bội được? Trước lợi nhuận khổng lồ hà nhân hứa hẹn, các trưởng lão và đầu mục Bạch Liên giáo cuối cùng không chịu nổi cám dỗ, đồng ý hợp tác lần này. Đại nhân, đại sự không ổn rồi, Bạch Liên giáo sắp phản bội chúng ta, định hợp tác với hà nhân và bàn đường chúng ta. Cái gì? Chỉ là lũ hạ đẳng trên biển, giờ dám cưỡi lên đầu ta mà ý sao? Đúng, từng thật sự ngang hàng với chúng ta à? Cho chúng miếng ăn mà còn lên mặt. Tộc trưởng, giờ ta phải làm sao? Bạch Liên giáo có vài vạn người, ta chưa thể động đến họ ngay. Giờ điểm đột phá gì nhất chính là tên hà nhân này. Ông nội, cháu có một đề xuất. Cháu nghe nói hà nhân lần này đến Giang Nam một mình. Đối với Trương gia ta, đây là cơ hội lập công. Tiểu Nhi, ý ngươi là sao? Trương gia ta chỉ có cha là chi phủ Ninh Ba, không có địa vị gì trong thị tộc Giang Nam. Nếu giết chết tên hà nhân này, chúng ta sẽ lập đại công. Các gia tộc khác còn dám coi thường nhà ta nữa không? Tộc trưởng, tôi thấy Trương Lực nói đúng. Đây đúng là cơ hội hiếm có. Lần này hà nhân chỉ mang theo hơn chục cấm vệ thôi. Đúng vậy tộc trưởng, hơn nữa tôi nghe nói giám khảo chính kỳ thi này là hà nhân. Chắc hẳn tên đó chỉ là kẻ văn nhân đầy yếu chân mềm thôi. Ở địa bàn của chúng ta, còn không dễ như bắt cả. Được, nếu đã như vậy, hãy điều 100 người đi bắt hà nhân. Không, ông nội, 100 người quá gây chú ý rồi. Đối phó với một tên văn nhân, 50 người cũng là nhiều. Tốt, cháu ta có tay của một vị tướng lớn, xem ra Trương gia ta nhất định sẽ nổi lên. Đại nhân, vùng Giang Nam chủ yếu có hai nhóm hải tặc, một là nhóm tự xưng là Hải Thần Bang, số lượng khoảng 8.000 người, thứ hai là gia tộc Trần Tổ Ích, có 60.000 người, là thủ lĩnh hải tặc lớn nhất hiện nay. Trần Tổ Ích, không ngờ tên này giờ đã mạnh đến thế. Hoàng đế Hồng Vũ ra lệnh cấm biển là vì tên này đấy. Ở vùng Giang Nam còn có hai người đáng chú ý, một là Tà Hành, một là Hoàng Khắc Cần. Cả hai đều là người có năng lực, chỉ là sinh ra ở quan trường Giang Nam, xung quanh toàn là bùn lầy, có năng lực cũng khó mà thi thố. Chuyện gì vậy? Đại nhân, bên ngoài có 50-60 người đến, không giống sát thủ mà giống bọn côn đồ. 8 anh em đi, đã chế ngự rồi. Đưa thủ lĩnh của chúng vào đây. Vâng. Tiểu tử, ngươi là ai? Đến đây làm gì? Nếu không khai thật, ta sẽ cho ngươi nếm thử hình phạt của cấm vệ quân.
Đại nhân hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Tiểu nhân tên Trung Lực, là con trai của Chi Phủ Ninh Ba. Tiểu nhân thường nghe người ta nói, Hà đại nhân là trụ cột quốc gia, nên tiểu nhân mang 50 gia đình đến bảo vệ ngài trong bóng tối. Mọi người đều kinh ngạc trước sự trơ trẽn của Trung Lực. Nửa đêm mặc đồ đen, lén lén lút lút bảo vệ Hà Nhân. Ai mà tin? Hà Nhân và Khâu Sư Gia trao đổi ánh mắt, lập tức có ý tưởng. Sư gia, ta thấy sân này không đủ rộng, quá nhỏ. Ở đây với nhiều cấm vệ thế này không thoải mái. Đại nhân, nhà họ Trương đã tốn công bảo vệ chúng ta như vậy, chi bằng ta đến nhà họ Trương luôn, cũng đỡ phiền họ nửa đêm chạy tới chạy lui bảo vệ chúng ta. Cách này được đấy. Bắt được tên Hà Nhân nhanh thế, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Mau mở cửa đón tiếp, lần này nhà họ Trương chúng ta sẽ phát đạt rồi. Ngươi là ai? Không ngờ nhà họ Trương lại sang trọng thế này. Khâu Sư Gia, sau đêm nay, tòa nhà này sẽ là trụ sở của chúng ta ở Phú Ninh Ba. Sau khi tịch thu hãy kiểm kê cẩn thận, đừng làm hư hại bất cứ cây cỏ nào ở đây. Vâng, đại nhân. Tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Ngươi biết à, đây là dinh thự nhà họ Trương. Bắt ngươi ngủ rồi à, dám nói năng bậy bạ ở đây. Ngươi không muốn sống nữa à? Tiểu tử, ngươi dám giết người của Trương gia, ta xem ngươi chán sống rồi. Trương Lực, ngươi không phải đi bắt Hà Nhân sao? Kẻ ngươi bắt về là ai vậy? Hắn đã bị bắt về rồi, ta không phải đang ở đây sao? Người đâu, bắt hết bọn chúng. Ngươi chính là Hà Nhân? Chính là ta, bản quan là Khâm Sai do Hoàng đế chỉ định tuần tra Giang Nam. Ám sát Khâm Sai cũng như ám sát Hoàng đế, theo luật Đại Minh, phải tru di cửu tộc. Hà Nhân, sau lưng chúng ta là tất cả các họ lớn Giang Nam. Đừng quên, các họ lớn Giang Nam có trăm năm cường nghiệp, ngươi có thể lay chuyển được sao? Làm kinh động cả giới quan lại Giang Nam. Em rằng đến lúc đó dù thái tử muốn bảo vệ ngươi cũng vô ích thôi. Đe dọa ta, còn ai muốn nữa không? Đại nhân, sao ngài có thể giết người tùy tiện thế? Chúng tôi là danh gia vọng tộc, dù có giết. Đại nhân tha mạng, họ Trương ở Ninh Ba tuy không xếp hạng trong các họ lớn Giang Nam, nhưng ý thế núi cao vua xa, lâu nay không ít lần bóc lột dân chúng. Ta vâng mệnh bệ hạ, có quyền tiền trảm hậu tấu. Các người đã muốn chết, ngày mai ta sẽ tịch thu dinh thự chi phủ Ninh Ba, giết sạch cửu tộc nhà các người, xem còn ai dám động đến ta nữa không. Đại nhân, có thể cho chúng tôi lập công trục tội không? Chúng tôi đều nắm giữ thông tin quan trọng, có chúng tôi giúp đỡ ngài, chắc chắn sẽ giúp ngài thuận lợi hơn. Nhà họ Trương chúng tôi có thể dâng hết 5 triệu lạng bạc tích lũy. Tôi sẽ tặng tất cả quà của tôi cho đại nhân, chúng tôi chỉ xin một con đường sống. Đúng vậy, đại nhân cho chúng tôi cơ hội lập công trục tội, chúng tôi thể trung thành đến chết. Đại nhân, nhà tôi còn có 3 cô con gái, đẹp như hoa như ngọc, tôi sẵn sàng dâng cho ngài, chỉ xin ngài tha mạng cho chúng tôi. Đại nhân, lần này các họ lớn Giang Nam để đối phó với việc sắp mở cửa biển, chuẩn bị làm một vụ lớn sau một tháng nữa. Địa điểm ra khơi của họ chọn là cảng Bắc Luân ở Ninh Ba. Xét thấy các ngươi còn chút giá trị sử dụng, ta tặng tha mạng cho các ngươi, giam giữ tất cả người không liên quan ở sân sau. Dinh thự này ta trưng dụng rồi. Hôm sau, người Bạch Liên giáo lại tìm đến Hà Nhân. Quách Kiến tức sốc khi biết Hà Nhân đã vào nhà họ Trương. Quách giáo chủ đừng ngạc nhiên, dinh thự này chúng ta đã tịch thu rồi. Từ nay mọi hoạt động ở Ninh Ba sẽ lấy đây làm căn cứ. Quách giáo chủ, chuyện hôm qua các người đã cân nhắc thế nào? Bạch Liên giáo đã quyết định đồng ý hợp tác với các người, chúng ta sẽ tách khỏi các gia tộc Giang Nam. Thương vụ này mong Hà đại nhân giữ lời hứa. Điều đó ngươi yên tâm, các người vì tiền, còn ta vì loại bỏ trở ngại cho triều đình. Sau này nếu theo triều đình làm việc, chắc chắn các người sẽ có lợi. Đại nhân, chúng ta có tin. Thông chính sứ từ tham nghị tà hành và chỉ huy Ninh Ba vệ Hoàng Khắc Cần, hai tên này đang đến cảng Bắc Luân kiểm tra hàng hóa. Bây giờ sao? Đúng vậy, nhiều đại diện các gia tộc đã đến đó. Chúng ta có nên đến xem tình hình không? Tất nhiên phải đi dọn dẹp. Chúng ta đi thôi. Các người không nói, những hàng hóa này do hội bộ điều động sao? Vậy hãy đưa ra giấy tờ của quan phòng. Nếu không có công văn, hàng hóa này coi như buôn lậu. Tả đại nhân, làm sao chúng tôi mang theo giấy quan phòng được? Thứ quan trọng như vậy, ngài phải cho chúng tôi thời gian lấy chứ. Ta cho các ngươi thời gian làm giả. Tả đại nhân, dù ngài nắm quyền lớn, cũng không thể vu khống chúng tôi. Các ngươi là loại người gì? Chẳng lẽ bổn quan không biết sao? Bổn quan được một đến đây, chính là để kiểm tra buôn lậu. Anh ngờ số lượng của các ngươi lớn thế này, ta xem các ngươi lấy lý do gì để qua mặt bổn quan. Chi phủ đại nhân đến. Người họ Trương sau lưng Hà Nhân thấy chi phủ Trương Chí Hành, mặt co giật. Trương Chí Hành bây giờ không biết, họ Trương đã hoàn toàn bị Hà Nhân kiểm soát. Tả đại nhân, Hoàng tướng quân, lâu không gặp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trương chi phủ, nếu các ngươi không đưa ra giấy quan phòng, chúng ta sẽ xử lý như hàng lậu. Người đâu, lấy đồ ra.
Tôi nói này, giấy quan phòng các người đã để ở phủ tri phủ rồi. Chẳng lẽ quên rồi sao? Sao không nói rõ với tà đại nhân? Chắc là giả mạo. Đại nhân, đây là thật. Không thể nào. Sao có thể lấy nhanh thế? Chúng làm được sao? Đây là bí mật lớn nhất ở Giang Nam. Bí mật này lộ ra sẽ rất rối to. Nói mau, hay muốn vợ con già trẻ đều chết? Đại nhân, thực ra ở Giang Nam, mỗi cửa biển đều có ấn quan phòng của 5 tỉnh 36 đạo. Bảo sao Trung Nguyên Chương giết nhiều người thế? Liên quan quá nhiều người, dùng quá rộng rãi, buôn lậu cũng dùng chiêu này. Tà đại nhân, Hoàng tướng quân, các ngươi có thể báo cáo rồi. Rảnh quá nên gây chuyện, khó khăn khi làm. Đi 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 đi, tham nghị tướng quân gì? Ta là một lũ bất tài vô dụng. Xa hành, Hoàng khắc cần tức đến dung người. Không ngờ chúng thông đồng cả trên lẫn dưới, giấy tờ chính thức có thể làm được ngay. Chỉ có thể nhìn họ buôn lậu mà thôi. Thiên Hoa, hai người đó là ai vậy? Là người làm trong phủ. Nghe nói viên quan đó được lệnh rời kinh, hiện đang triển khai trồng khoai tây ở Phượng Dương, nhưng không biết khi nào xuống Giang Nam. Dạo này tôi hơi bận, không về nhà được. Mọi người ở nhà chăm sóc giúp nhé. Tam ca cứ yên tâm, mọi thứ ở nhà đều ổn. Lữ Nghị già dặn, lần này thời gian gấp rút, năm này nữa sẽ ra khơi, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Tôi qua đó lo việc đây. Tưởng các gia tộc Giang Nam lần này ra khơi sẽ là một tháng sau, không ngờ lại đột ngột sớm hơn. Lữ Nghị gia này là ai vậy? Em trai Lữ Bản, Lữ Diệp. Ngoài Lữ Bản ra, hắn quyền lực nhất trong thị tộc gia tộc Giang Nam. Đại nhân, chúng ta chỉ có 5 ngày, không kịp điều binh khiển tướng. Làm sao đây? Tôi sẽ đi Ninh Ba một chuyến. Anh ở lại trong trường nhà họ Trương. Nếu người nhà họ Trương dám tiết lộ tin tức, hoặc để lộ, thì giết hết toàn bộ gia quyến của chúng. Thuộc hạ tuân lệnh. Sau khi sắp xếp xong việc, hai nhân dẫn theo 7-8 cẩm y vệ, phóng nhanh tới Ninh Ba. Ta là chấn phủ sứ cẩm y vệ vụ án Nam Tuần. Khâm sai đặc phái hai nhân. Hạ quan tham kiến Khâm sai đại nhân. Hôm nay ta đến đây là để tiếp quản Ninh Ba. Các ngươi từ nay nghe lệnh ta điều động. Bây giờ lập tức điều binh tới cảng Bắc Luân Ninh Ba, khám xét mấy chục kho hàng buôn lậu. Hoàng khắc cần không biết rằng ba người này đã bị gia tộc Giang Nam mua chuộc. Bẩm đại nhân, hàng hóa ở cảng Bắc Luân đều do hộ bộ điều phối, không có hàng buôn lậu nào cả. Đại nhân, có lẽ mới đến Giang Nam nên không biết. Chúng tôi đều tận tâm tận lực làm việc, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện buôn lậu. Huống chi buôn lậu qua biên hải là tội chém đầu đó, không ai dám liều mạng như vậy. Đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng với các ngươi. Đối với ta, không cần tăng chứng vật chứng. Dù là buôn lậu hay hộ bộ điều phối, đều phải khám xét hết. Đại nhân, dù là không sai, nhưng không có bằng chứng mà khám xét nhiều hàng thế, ngài cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Đúng vậy, đại nhân, đây là điều phối chính đáng. Ngài làm vậy có phải hơi vội vàng không? Mọi người đều hiểu chuyện cả, đừng có đùn đẩy với ta. Ta biết các người cũng dính líu vụ buôn lậu này. Giờ ta cho các người cơ hội lập công chuộc tội, đừng không biết điều. Được, rất tốt. Không sai đại nhân đã biết hết rồi. Chúng ta nói thẳng vậy, ngài mang ít người đến thế. Ở đây toàn là người của chúng tôi, chỉ cần chúng tôi ra lệnh, tôi tin chắc sẽ phanh thây ngài ra được. Các người cũng là đồng bọn của gia tộc Giang Nam. Không sai, chúng tôi nghĩ dù không mua chuộc ngài, ngài cũng chẳng tra ra gì đâu. Nếu đã như vậy, không cần phí tiền mua chuộc ngài nữa. Hai người các người giờ tốt nhất là coi như chưa thấy gì, về triều đình cũng đừng tiết lộ gì. Nếu không, năm sau ngày này sẽ là ngày giỗ của các người. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.